Chương 26, mua lại cả cái cửa hàng này. Lâm Thanh Diện, anh làm gì vậy? Chúng ta đâu có mua đâu, đừng đi vào." Hứa Bích Hoài vội vàng nói. "Tivi trong nhà nên thay mới rồi, dù sao cũng tới đây rồi thì cứ xem thử đi." Lâm Thanh Diện cười nói, "Tại sao bạn lái làm như vậy?" Hứa Bích Hoài cũng hết cách, đành đi theo anh dạo quanh cửa hàng. Vốn Hứa Bích Hoài đã nói rằng cứ đi khu tivi rẻ để xem qua thôi. Nào ngờ Lâm Thanh Diện lại nói rằng TV là vật cần thiết, phải mua đồ tốt chút mới được, tại sao bạn lái làm như vậy? Thế là hai người họ đi đến khu cao cấp nhất trong cửa hàng này, tại sao bạn lái làm như vậy? Wow, Lâm Thanh Diện, hay chúng ta đi chỗ khác coi thử đi, TV ở khu này mắc quá, vài chục triệu chứ ít gì. Hứa Bích Hoài vừa nhìn thấy bảng giá bày ra thì liên muốn quay gót bỏ đi. Vài chục triệu cũng được, cứ xem thử đi, Lâm Thanh Diện nói. Lúc này nhân viên bán hàng đứng cách đó không xa liếc hai người họ một cái, trông hai người không có vẻ gì là lắm tiên, chắc sẽ không mua nổi tivi ở khu này, thế nên người nọ cũng chẳng thèm nhúc nhích gì. Người như vậy cô ta cũng gặp nhiều rồi, toàn mấy người không mua nổi mà lại cứ đòi muốn ngắm nghiến nọ kia, cho nên mọi khi trông thấy kiểu người này cô ta đều ngó lơ cả. Lâm Thanh Diện cũng không quá hiểu biết về tivi, trông thấy có một người nhân viên đứng bên kia thì liền đi tới hỏi, chào cô, Cô có thể giới thiệu cho chúng tôi về mấy mẫu TV đó không? Cô nhân viên nọ còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn anh, cô ta nói thẳng, hai người nên đi chỗ khác mua thì tốt hơn, hàng ở khu này rất mắc tiền, giới thiệu cho hai người cũng phí thời gian thôi. Hứa Bích Hoài nghe cô ta nói vậy liền bước tới túm lấy tay Lâm Thanh Diện, chung quy cô cũng cảm thấy bản thân mình không mua nổi thật, cô nhân viên này nói cũng không sai. Lâm Thanh Diện vừa nghe cô nhân viên nọ nó nói thì liền cảm thấy có hơi bực bội. Audio điện tử võ tấn bền. Dù có đủ tiền mua hay không thì giới thiệu hàng hóa cho khách cũng là nghĩa vụ của nhân viên bán hàng. Cô nhân viên này lại tự cho là hai người họ không đủ tiền mua, thậm chí cả việc giới thiệu cũng lười không làm. Có vài người bán đồ hơi cao cấp chút lại tự nhiên cảm thấy đẳng cấp của bản thân cũng được nâng cao theo. Cô biết chúng tôi không mua nổi. Lâm Thanh Diện nói với giọng điệu lạnh lùng. Cô nhân viên liếc nhìn anh rồi bĩu môi, miệng nói, sao không tự nhìn quần áo anh đang mặc đi, tổng cộng chắc không quá 300.000 đâu nhỉ. Anh thấy bản thân mua nổi TV 60 triệu sao? Ngại quá, chúng tôi chỉ xem chút thôi, làm phiên cô rồi. Hứa Bích Hoài vội vàng đi tới túm tay anh, cứ tiếp tục như vây thì sẽ mất hết mặt mũi thôi. Vậy còn tạm được, trông cô nhân viên kia cứ như thể Lâm Thanh Diện đã gây phiền phức to lớn cho cô ta vậy. Cô ta là một nhân viên bán hàng, giới thiệu hàng cho chúng ta là nghĩa vụ nghề nghiệp, sao lại bảo là làm phiên được chứ? Lâm Thanh Diện nói, hai người chỉ xem không mua, đó là là phiền tôi rồi, cô nhân viên kia hùng hổ nói. Lâm Thanh Diện không tiếp tục tranh luận với cô ta, anh chỉ thẳng vào chiếc TV mắc nhất ở khu này rồi nói, chúng tôi mua cái này, thanh toán luôn. Hứa Bích Hoài nghe Thầy Liên mở to mắt nhìn anh, cô nói, anh điên rồi sao, chiếc TV kia hơn 100 triệu đó. Cô nhân viên kia thấy Lâm Thanh Diện bảo tính tiên ngay. Đã vậy còn mua chiếc tivi mắc nhất thì trong lòng Liên cảm thấy thấp thỏm. Nếu Lâm Thanh Diện muốn mua chiếc tivi này thật, sau đó lại đi tố cáo cô ta, vậy thì cô ta thảm rồi. Nhưng cô ta để ý thấy phản ứng của Hứa Bích Hoài đứng cạnh, trong lòng đoán Lâm Thanh Diện chỉ đang vờ vịt thôi, hai người bọn họ không thể nào mua được chiếc tivi đắt như vậy. Cuối cùng cô ta vẫn chọn tin vào trực giác của mình, vẫn không thay đổi thái độ với Lâm Thanh Diện. Chính miệng anh nói muốn mua đó đến lúc thanh toán mà không moi tiền ra thì tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi hai người đi, cô nhân viên kia bực dọc nói. Nhìn phát biết ngay hai người kia là kiểu nhân viên văn phòng không có mấy đồng rắt túi rồi, chắn chắn không mua nổi đâu, không có gì phải lo hết. Người nhân viên tự trấn an bản thân. Sau đó cô ta liền đưa Lâm Thanh Diện đến chỗ thanh toán, kêu người tính người tiên in hóa đơn rồi đưa cho anh, nói trả tiền đi. Lâm Thanh Diện lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, thế nhưng anh tìm hồi lâu vẫn không thấy đâu. Sau đó anh nhớ ra trước khi ra ngoài anh đã thay quần áo, thẻ ngân hàng đã nằm trong một bộ đồ khác rồi. Lâm Thanh Diện, ừm, um, chúng ta nên ra ngoài đi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy dáng vẻ mò túi tìm thẻ của Lâm Thanh Diện thì càng ngượng hơn. Nhân viên nọ thấy Lâm Thanh Diện như vậy liên cho rằng lúc nãy anh nói muốn mua tivi là vừa vịt thôi, vẻ khinh khi hiện rõ trên mặt cô ta. Mua không nổi chứ gì, còn vừa vịt với tôi nữa, bây giờ hoặc hai người tự cút ra ngoài, hoặc là tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi ra, cô ta càng thêm tự tin, hùng hổ nói. Tôi chỉ quên mang thẻ thôi, Lâm Thanh Diện trả lời. Quên gì chứ, loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, đừng nghĩ là tôi không biết anh đang giả bộ. Còn quên thẻ nữa chứ, sao anh không bỏ quên vợ mình đi? Cô ta khinh bị nói. Lâm Thanh Diện nghe vậy liên thấy có hơi bực bôi, cứ hễ động chuyện gì mà động chạm đến vợ anh đều khiến anh thấy rất khó chịu. Cô đứng đây chờ, tôi gọi cuộc điện thoại. Lâm Thanh Diện nói rồi xoay người đi ra một bên. Gọi điện nữa chứ, không có tiền là không có tiền thôi, còn ở đây mà vờ vịt nữa, đúng là không biết ngại mà. Hứa Bích Hoài lúc này cảm thấy xấu hổ tột cùng, biết trước như vậy cô đã không vào đây với Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng giờ có hối hận cũng vô ích thôi. Mới nãy cô vừa cảm thấy Lâm Thanh Diện rất đáng tin cậy, không ngờ rằng chưa gì anh đã làm ra chuyện như vậy lại khiến cô cảm thấy anh có hơi không đang tin cậy rồi lâm thanh diện đi tới một nơi yên tĩnh anh lôi điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại hồng thành tâm cao nhất trong tòa nhà thiên dương trong văn phòng của hướng vấn thiên sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tới tìm tôi đã biết chưa hướng vấn thiên nói với cô thư ký đứng trước mặt vâng thưa chủ tịch cô thư ký bồn chồn đáp lại lúc này điện thoại đặt trên bàn chủ tịch bỗng reng lên cô thư ký vội vã nhìn thoáng qua rồi nói chủ tịch là một người tên lâm thanh diện gọi tới chắc là không có gì quan trọng để tôi từ chối cuộc gọi giúp anh hướng vấn thiên vừa nghe thấy cái tên lâm thanh diện thì liên bật người ngồi dậy vội vàng giật điện thoại từ trong tay cô thư ký nói sau này cuộc gọi của ai cũng có thể từ chối nhưng riêng người này thì nhất định không thể cho dù đang có việc quan trọng cỡ nào thì khi người này gọi tới cô cũng phải nói cho tôi biết Rất lời hướng vấn thiên liên bấm nhận cuộc gọi Alo, anh Diện, dạo này sao rồi, lâu rồi không gặp, em bắt đầu nhớ anh rồi đó. Cha cho tôi xem tiệm điện máy thiên thủy là của ai, xem thử xem có thể nhanh chóng mua lại nó không, tôi muốn mua, Lâm Thanh Diện điềm nhiên nói. Nếu người nhân viên kia đã không tin anh có thể mua nổi chiếc tivi mấy chục triệu, vậy thôi anh dứt khoát mua luôn cả cửa hàng này, khi đó còn có thể dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Hướng vấn tiên đã nghe được yêu cầu của Lâm Thanh Diện, lập tức lên mạng tra thử sau đó nói với Lâm Thanh Diện. Anh Diện, cửa hàng điện máy thiên thủy này cũng trực thuộc tập đoàn của chúng ta, giám đốc phụ trách là Lý Vân, giờ em sẽ gửi số của ông ta cho anh. Cái cửa hàng đó là do tập đoàn chúng ta tiện thì mở thôi, không có vai trò gì quan trọng cả, anh Diện muốn làm gì thì cứ làm nấy. chương 27, ngậm cái môm thối tha của cô vào. Lâm Thanh Diện cúp máy rồi gọi điện cho Lý Vân, giám đốc phụ trách cửa hàng điện máy này. Tìm ai, giọng vang lên ở đầu dây bên kia có vẻ thở ơ. Tôi là Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lên tiếng nói. Đầu bên kia vang lên tiếng ma sát với ghế dựa, theo sau đó là giọng nói hết sức nhiệt tình của Lý Vân, là anh Diện ạ, à, xin hỏi anh gọi có gì không? Lúc nãy hướng vấn tiên vừa gọi cho ông ta, dặn rằng nếu có một người tên Lâm Thanh Diện tìm thì dù là chuyện gì ông ta cũng phải đồng ý. Cho dù anh muốn chuyển hết đồ trong cửa hàng thì Lý Vân cũng phải chiều theo ý anh. Lý Vân cũng không ngu, ông ta biết người tên Lâm Thanh Diện này chắc chắn cũng thuộc hàng có máu mặt, nếu không hướng vấn thiên cũng sẽ không đích thân gọi cho ông ta. Tôi ở cửa vào số 3 của cửa hàng điện máy, ông tới đây một lát đi, Lâm Thanh Diện nói rất lời thì liên cúc máy. Anh quay về khu TV cao cấp, người nhân viên nọ và hứa Bích Hoài vẫn đang đứng đó. Cô nhân viên kia tỏ ra khinh bỉ, còn hứa Bích Hoài lại có vẻ xấu hổ. Sao rồi, gọi điện vay tiền không được sao, để tôi nói cho mà nghe nhé, không có khả năng móc hầu bao trả thì đừng có mà thể hiện, loại người như anh khiến tôi thấy thật ghê tởm, cô ta vẫn không bỏ qua hai người. Tôi vừa gọi giám đốc của các cô, cứ đợi ông ta rồi nói sau. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, cô nhân viên kia càng tỏ vẻ không tin lời anh, lên giọng nói, dựa vào anh sao. Còn gọi cho giám đốc của chúng tôi á, à? nằm mơ, trừ khi là khách hàng lớn, nếu không quản lý của chúng tôi cũng chả có thì giờ tới đây để mà lãng phí với mấy tên bần cùng như mấy người. Lâm Thanh Diện không nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Chỉ trong vòng 2 phút, một người đàn ông mặc đồ vest với khuôn mặt gầy gò đã chạy tới, có thể thấy rõ ông ta đã chạy nhanh hết mức thế nào. Cô nhân viên kia không ngờ rằng giám đốc sẽ tới thật, điều này làm cô ta cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Xong rồi cô ta lại nhủ thâm, đây có lẽ chính là một cơ hội tốt, chỉ cần cô ta trình bày rõ rằng Lâm Thanh Diện không có tiền mua tivi mà còn ở đây quấy rối, có khi còn được giám đốc khen ngợi ấy chứ. Giám đốc, ở đây có người không có tiền mua tivi mà cứ khăng khăng rằng bản thân mua nổi, còn bảo tôi lấy cho anh ta chiếc tivi hơn 100 triệu, rõ ràng anh ta không có tiền, chỉ là muốn gây sự thôi, đã vậy còn đòi gọi ông tới nữa chứ. Là ai? Lý Vân lên tiếng hỏi. Cô ta liền chỉ tay về phía Lâm Thanh Diện rồi nói, chính là anh ta nghèo rất mồng tơi còn ở đây ra vẻ, đến tôi còn thấy chướng tai gai mắt. Lý Vân nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện rồi hỏi, anh đây có phải là... Là anh Lâm không? Lâm Thanh Diện gật đầu. Giám đốc, người như vậy còn nhiều lời với anh ta làm gì, không gọi anh ta là ăn mày đã nể mặt rồi. Cô ta thấy giám đốc tới thì như tìm được chỗ dựa vậy, nói năng càng khó nghe hơn. Mặt Lý Vân tái mét, người này ngay cả hướng vấn thiên cũng phải tôn trọng, Cô nhân viên này lại dám bảo anh là ăn mày, chán sống rồi sao? Mẹ nó ngậm cái mồm thối tha của cô vào, người như anh Lâm đây tới lượt cô nhiều lời sao? Lý Vân trừng mắt với cô ta. Cô nhân viên kia thấy Lý Vân đột nhiên nổi nóng thì trong lòng vô cùng thấp thỏm, không thể nào ngờ được là Lý Vân lại lên tiếng bênh vực Lâm Thanh Diện. "Giám đốc, tôi, tôi gì, chỗ này không đến lượt cô lên tiếng." Lý Vân lớn tiếng giận dữ lúc này cô ta mới nhận ra rằng có lẽ mình đã chọc phải người có máu mặt rồi hứa bích hoài đứng cạnh cũng ngạc nhiên nhìn lý vân cô vốn cho rằng người quản lý ở đây sẽ càng chướng mắt hai người họ hơn không ngờ ông ta lại đứng về phía họ lý vân mắng cô nhân viên kia xong liền quay lại nhìn lâm thanh diện rồi tính cần nói anh lâm à thật ngại quá cô nhân viên này mới tới nên có nhiều chuyện chưa biết rõ xin anh thứ lỗi cho anh muốn mua cái nào giờ tôi sẽ cho người đóng gói chuyển thẳng tới nhà anh. Lâm Thanh Diện đưa tay chỉ vào chiếc tivi giá hơn trăm triệu kia cái này đi. Lý Vân ngay lập tức gật đầu rồi nói, anh Lâm, anh cứ để địa chỉ lại, tôi sẽ cho người đưa tới đó nhanh nhất có thể. Lâm Thanh Diện cho Lý Vân địa chỉ. Sau khi ghi lại địa chỉ, Lý Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua hứa bích hoài rồi khen cô, đây chắc là bà xã nhà anh đúng không, thật đúng là vẻ đẹp trời cho, có khi Tây Thi còn thua vài phân. Hứa Bích Hoài nghe vậy dù có hơi ngại ngùng nhưng cũng thấy rất thoải mái, so với cảm giác xấu hổ ban nãy đúng là khác nhau một trời một vực. Lâm Thanh Diện cũng không nói thêm gì, chung quy dù là Lý Vân thì cũng chỉ là một nhân viên làm công cho anh thôi, không cần gì phải khách sáo cả. Đúng rồi, phẩm chất nhân viên chỗ các người cần nâng cao đi, đã không xem khách hàng là thượng đế mà còn ra vẻ khinh khi, loại nhân viên như vậy không có cũng chẳng sao. Trước khi đi Lâm Thanh Diện lại nói với Lý Vân một câu. Anh Lâm nói phải, để sau này tôi sẽ cố gắng nâng cao phẩm chất của nhân viên, những người phẩm chất kém cỏi sẽ đổi đi hết. Lâm Thanh Diện gật đầu năm tay hứa Bích Hoài đi ra khỏi cửa hàng, không cân trả dù chỉ một xu. Người nhân viên kia mặt cắt không còn giọt máu, lòng vô cùng ân hận vì thái độ lôi lõm của mình lúc nãy. Nếu cô ta ăn nói đàng hoàng đúng bổn phận thì chuyện như vậy đã không xảy ra rồi. Đến phòng kế toán nhận lương tháng này rồi biến đi, chỗ này không nhận nuôi nhân viên như cô giọng điệu Lý Vân lạnh lùng, ông ta nói rất lời liên quay lưng bỏ đi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng bước đi trên đường, Hứa Bích Hoài tò mò nhìn anh, cô hỏi anh, người giám đốc kia sao không lấy tiền của anh vậy, cái tivi đó tận hơn trăm triệu đó. Anh gọi điện nhờ bạn trả tiền rồi, sau này trả lại là được, Lâm Thanh Diện cười trả lời cô. Lúc này Hứa Bích Hoài mới gật gật đầu, lúc đó cô trông thấy thái độ của Lý Vân với Lâm Thanh Diện, còn nghĩ rằng anh chính là chủ của cửa tiệm này cơ, hóa ra là nhờ bạn trả tiền trước. Hai người về tới nhà không bao lâu thì tivi cũng đã được chuyển tới, hơn nữa họ còn nhiệt tình lắp ráp xong xuôi. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa buổi tối về tới nhà trông thấy tivi mới thay thì đều vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải loại tivi cao cấp hơn trăm triệu một cái sao? Sao nó lại ở nhà chúng ta chứ? Chắc chắn là Bích Hoài mua rồi, xem ra lần trước chuẩn bị triển lãm, Bích Hoài cũng được không ít lộc hứa quốc hoa nói. Hai người cùng đứng trước tivi mới ngắm nghĩa hồi lâu. Bích Hoài đúng là có triển vọng quá, lại mua cho chúng ta loại tivi xịn như vậy, chốc nữa tôi nhất định phải ra ngoài khoe con gái của chúng ta mới được. Mặt mày tống huyền khanh tươi giói như hoa. Không lâu sau Lâm Thanh Diện vì muốn xem xét chất lượng của tivi ra sao nên liên đi tới mở tivi lên. Ngay lúc anh đang cầm điều khiển tivi truyền kênh thì Tống Huyền Khanh Liên đột nhiên vọt lại, còn ngoài tới giật chiếc điều khiển từ trong tay anh. Tống Huyền Khanh trợn trừng nhìn chăm chăm vào anh, lớn giọng nói tivi này là của con gái mua cho bọn tôi, hơn nữa nó mắc tiền như vậy, không phải thứ mà cậu muốn xem là xem, sau này cậu muốn dùng tivi thì dùng cái cũ kia đi, đừng động vào cái mới này. chương 28, để anh ta ngủ trên giường, Lâm Thanh Diện nhìn bộ dáng của Tống Huyền Khanh mà không khỏi lắc đầu. Có điều anh cũng không để bụng làm gì, chỉ là một cái tivi mà thôi, bình thường cũng chẳng mấy khi xem. Hơn nữa, chỉ cần anh muốn thì dù là bưng hết cả cái cửa hàng thiết bị điện gia dụng về cũng không thành vấn đề. Lúc này, hứa Bích Hoài xuất hiện, Tống Huyên Khanh nhìn thấy liên tươi cười ra đón. Con gái, con tốt với ba mẹ ghê, mua cho ba mẹ cái tivi mắc tiền như thể cơ chứ. Mẹ với ba con vui muốn chết luôn đó, Tống Huyền Khanh nói. Đúng đúng, con gái mình có triển vọng lắm đó, người làm cha mẹ như chúng ta cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, hứa quốc hoa cũng tiếp lời. Hứa Bích Hoài ngẩn người, cái tivi này có phải do cô mua đâu chứ? Mẹ, hứa Bích Hoài muốn giải thích, bản thất thập sư la chi. Con gái à, mẹ biết con ngại mà, con là con gái mẹ, mẹ cũng không khách khí với con đâu. Ba mẹ có được đứa con gái như con đúng là may mắn thật, không giống như cái đứa chẳng ra hồn lâm thanh diện kia ăn không ở không nhà chúng ta mà trước giờ chưa từng làm được cái gì cho nhà này cả. Tổng Huyền Khanh ngắt lời, không để hứa Bích Hoài nói tiếp, con mua cho ba mẹ cái tivi mắc vậy, sau này đừng có để Lâm Thanh Diện đụng vào đó, lỡ mà làm hư thì ba mẹ tiếc đứt ruột mất thôi. Mẹ, cái tivi này, hứa Bích Hoài có hơi gấp gáp, tivi này là Lâm Thanh Diện mua, nếu như không để anh đụng vào thì hơi bị ép người quá đáng rồi, đừng quái lại với tép. Được rồi, Bích Hoài à, Mẹ hiểu ý con mà, khỏi phải nói. Mẹ với ba con xem TV đây, con về phòng nghỉ ngơi đi, Tống Huyên Khanh không hê cho hứa Bích Hoài cơ hội mở miệng. Rồi bà quay người chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, lờ ấm bẩm, đúng là cái thứ vô dụng, con gái tôi giỏi giang như vậy sao lại gả cho một tên không ra gì như cậu chứ hả? Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, thấy vô cùng có lỗi, tất cả chúng ta dai sai rồi. Lâm Thanh Diện cười với cô, tỏ vẻ không sao cả nói về phòng thôi tất cả chúng ta dai sai rồi về đến phòng hứa bích hoài giấu giấu môi nhìn lâm thanh diện vô cùng xấu hổ nói xin lỗi anh mẹ em tính thế đó rõ ràng tv là anh mua tất cả chúng ta dai sai rồi không sao ai mua cũng vậy thôi mà chuyện nhỏ thế này không cần phải để ý làm gì lâm thanh diện lên tiếng sau đó anh đi trải đệm dưới sàn cảm ơn anh hứa bích hoài lần này thật sự thấy biết ơn lâm thanh diện mấy ngày nay anh đã giúp cô quá nhiều rồi hơn nữa còn không một lời oán than gì cô nghĩ lâm thanh diện biểu hiện thế này cũng đã rất ổn rồi hay là cho anh lên ngủ trên giường nhỉ nghĩ tới đây tìm hứa bích hoài không khỏi đập mạnh mặt cũng đỏ thêm một chút nếu như cho anh lên giường ngủ anh sẽ động tay động chân gì với cô không đây nếu lỡ đến lúc đấy anh không kiêm chế được mà hay thôi cứ đợi tiếp đã vậy nếu mà thật anh không kiêm chế được thì đã tự leo lên giường rồi chứ đã cưới nhau lâu thế rồi nếu như anh thật sự muốn thì cô cũng không thể không cho hứa bích hoài nằm trên giường nghĩ loạn xạ một hồi rồi thiếp đi sáng ngày hôm sau lâm thanh diện cùng hứa bích hoài đến biệt thự nhà họ hứa để tìm hứa mạn tranh tiện hứa trai hiệp hai người vừa đến cổng khu nhà lâm thanh diện lại ghé sang sạp hàng bên đường mua bánh trứng ông chủ cho hai cái bánh trứng nhé lâm thanh diện nói người đàn ông trung niên gật đầu cười bắt đầu làm bánh ăn cắp từ tam linh chuyện hài hước chuyện hôm qua cảm ơn chú nhé lâm thanh diện lên tiếng ăn cắp từ tam linh không có gì hai vợ chồng cậu yêu nhau vậy tôi không muốn cả hai có chuyện gì người đàn ông trung niên cười nói chú nhìn ra được là có người đang theo dõi tụi cháu đúng là không phải người bình thường nha lâm thanh diện hỏi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trung niên này anh đã cảm thấy ông ta không đơn giản những sự việc xảy ra ngày hôm qua đã khẳng định suy nghĩ đó của anh gì mà bình thường với không bình thường chứ tôi chỉ là người bán bánh trứng mà thôi ông ta cười trả lời thấy ông ta không muốn nói lâm thanh diện cũng không hỏi tiếp nữa cầm lấy bánh trứng xong lâm thanh diện chào người đàn ông rồi quay người tiến về phía hứa bích hoài Hai người cùng nhau bước vào biệt thự nhà họ Hứa, đọc nhanh nhất tại. Trong nhà họ Hứa, Hứa Trai hiệp và Hứa Bích Uyên đã đến đây từ sớm. Hứa Mạn Tranh còn chưa xuống lầu, hai người vẫn đang nói chuyện với nhau. "Anh, anh chắc chắn là hôm qua Hứa Bích Hoài đã bị lưu biên." Hứa Bích Uyên hỏi. "Chuyện này còn phải hỏi nữa sao, mặc dù hôm qua xảy ra chút ngoài ý muốn, bị tên ngốc Lâm Thanh diện phát hiện trong rượu có thuốc." Có điều sau đó Lưu Biên đã tự mình ra tay rồi, cái tên Vô dụng Lâm Thanh Diện kia làm sao mà đấu lại Lưu Biên được chứ?" Hứa Trai Hiệp nói chắc nịch. "Vậy chuyện sau đó anh có thấy không?" Hứa Bích Huyên tiếp tục hỏi, "Đừng làm như vậy nhỡ nhé." "Không, sau khi Lưu Biên ra tay là anh đi liền. Chuyện Lưu Biên làm còn cần phải lo nữa sao? Hơn nữa nếu mà không thành công thật thì anh ta phải gọi điện báo cho mình biết chứ. Cả ngày hôm qua điện thoại anh đâu thấy tăm hơi gì?" có khi giờ anh ta còn đang hú hí với hứa bích hoài đấy chứ, hứa trai hiệp nói. Hứa bích huyên lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói, còn đĩ hứa bích hoài này, cưới lâu như vậy rồi mà còn không cho lâm thanh diện đụng vào người. Giờ lại bị lưu biên dày vào cả một đêm, thật tình muốn biết giờ cô ta cảm thấy thế nào. Không chừng cô ta còn thích cảm giác vậy nữa ấy, tình nguyện làm cho lưu biên, hứa trai hiệp cười nhạt. Không lâu sau, hứa mạn tranh xuống nhà. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên lập tức bắt đầu vu khống Hứa Bích Hoài, tất cả chúng ta dai sai rồi. Ông nội, ông không biết đó, con khốn Hứa Bích Hoài vì muốn lấy lòng Lưu Biên mà cả đêm hôm qua không về nhà. Cô ta thật sự khiến nhà chúng ta mất mặt quá sức rồi, Hứa Bích Uyên nói. Không được nói hàm hồ, Bích Hoài là người thế nào ông không biết rõ sao hả? Đừng có vu không nó, Hứa Mạn Tranh nghe Hứa Bích Uyên nói thế liên lạnh lùng hừ một tiếng. Ông nội, Bích Huyên nói thật đó. Hôm qua con tận mắt thấy cô ta và Lưu Biên đi ăn cùng nhau. Hai người chắc chắn có chuyện gì với nhau rồi, hứa Bích Hoài cứ liên tục gián sát lên người Lưu Biên. Chuyện này con tận mắt thấy thật mà, hứa cha hiệp nói dối không chút ngượng ngùng. Hứa mạn tranh đập bàn một cái, đứng bật dậy. Cái gì, nó mà lại dám làm ra cái việc xấu hổ mất mặt nhà họ hứa này à? Phát điên mất, bây giờ gọi nó về đây ngay lập tức để ông mặt đối mặt hỏi cho rõ xem nếu mà thật vậy thì vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào nhà họ hứa này nữa. Ngoặc kép, ông nội, sợ là hứa bích hoài giờ vẫn còn đang nằm trên giường lưu biên ấy chứ, hứa bích huyên nói. Tay hứa mạn tranh bắt đầu run giấy, nó sao có thể ở cùng với lưu biên được. Nhà họ hứa chúng ta trước giờ không qua lại với loại người như lưu biên, hứa bích hoài đang tự vả vào, vào mặt ông sao hả. Ông quên là lần triển lãm trước, người chúng ta bắt được chính là người của lưu biên sao. Hứa Bích Hoài chắc là sợ bị báo thù nên cố tình lấy lòng Lưu Biên đó, Hứa Trai Hiệp nói như kiểu chuyện lần trước không có liên quan chút xíu nào đến anh ta vậy. Hừ, thật làm ta tức chết được, giọng Hứa Mạn Tranh vô cùng giận dữ. Ngay lúc này, bảo mẫu nhà họ Hứa chạy vào nói, "Ông chủ, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh diện tới rồi ạ, à? hai người bảo là có chuyện cần gặp ông." Chương 29, tôi có chứng cứ. Ta đang định đi tìm bọn nó đây, để bọn nó vào hứa mạn tranh nổi giận đùng đùng hứa chai hiệp và hứa bích uyên liếc mắt nhìn nhau hai người họ khá là kinh ngạc theo lý thuyết không phải lúc này hứa bích hoài nên ở trên giường của lưu biên hay sao có lẽ hứa bích hoài không chịu nổi lưu biên nên tự mình chạy đi rất nhanh sau đó hứa bích hoài đi vào cùng với lâm thanh diện ông nội ông nhất định phải làm chủ cho cháu tên khốn hứa Trai hiệp kia nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hại con hứa bích hoài vừa bước vào đã mở miệng nói hứa bích hoài cô thối lắm rõ ràng cô ra ngoài vụng trộm với đàn ông mà còn dám nói là tôi hại cô à cô không biết xấu hổ nhỉ hứa trai hiệp phản bác hứa bích hoài nhìn thấy hai người hứa trai hiệp và hứa bích nguyên đã có mặt ở đây cô suy nghĩ lại thì hiểu ngay hai người họ tới trước cáo trạng rồi nghĩ vậy trong lòng hứa bích hoài lại càng thêm tức giận nếu không phải hôm qua nhờ có lâm thanh diện chỉ sợ cô đã bị lưu biên làm gì đó rồi Hứa Hứa trai hiệp lại dám vụ oan cô đi vụng trộm bên ngoài, cho dù cô có nhẫn nhịn tốt đến đâu thì giờ cô cũng không nhịn nổi. Hứa trai hiệp, anh đừng có ngậm máu phun người, anh làm gì thì trong lòng anh không phải hiểu rõ sao? Hứa Bích Hoài thở gấp, chỉ hận không thể tới đánh cho Hứa trai hiệp mấy cái. Tôi ngậm máu phun người á? À? Cô có chứng cứ không? Tôi thì lại có chứng cứ chính xác về chuyện cô định bợ lưu biên đó. Hứa trai hiệp vừa nói vừa lấy một bức ảnh trong quần áo ra trong hình chính là hứa Bích Hoài và Lưu Biên, hôm qua hứa Trai Hiệp đã cố tình chọn góc để chụp tấm hình này. Sau khi nhìn thấy bức hình kia, hứa Mạn Tranh hoàn toàn tin tưởng hứa Trai Hiệp, ông vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận nói, hứa Bích Hoài, giờ con có còn gì để nói nữa không hả, vậy mà con lại đi gian díu với người như Lưu Biên, thật sự là mất hết mặt mũi nhà họ hứa chúng ta. Ông nội à, con không có, là hứa Trai Hiệp hãm hại con, hắn bỏ thuốc vào trong rượu của con muốn cho Lưu Biên cơ hội xuống tay. Ông quên lần trước chính là hứa trai hiệp thông đồng với Lưu Biên ăn trộm đồ cổ sao? Hứa Bích Hoài cố gắng giải thích. Cô đừng có lửa ông nội nữa, miệng mọc trên người cô, cô muốn nói thế nào mà không được, tôi có chứng cứ chứng minh việc cô đi gặp Lưu Biên, cô giải thích nó thế nào đây?" Hứa trai hiệp cười lạnh. Anh ta tin rằng Hứa Mạn Tranh sẽ tin tưởng mình hơn, cho nên dù có những điểm không hợp lý, anh ta cũng không hề lo lắng. Hứa Bích Hoài sốt ruột vô cùng, nhất thời cô cũng không nghĩ ra cách nào có thể phản bác Hứa trai hiệp. Rõ ràng cô không làm chuyện đó, nhưng mà người khác lại bảo là cô làm, cảm giác đó khiến cô muốn phát điên. Lúc này đây, Lâm Thanh Diện bước lên một bước, nói, "Bích Hoài không nói dối, đúng là hôm qua Hứa trai hiệp và Lưu Biên thông đồng lừa cô ấy, chỉ có điều họ không thực hiện được." Mấy người này nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Lâm Thanh Diện này ở đây có đến lượt anh nói chuyện không? Chẳng lẽ anh nghĩ ông nội sẽ tin một tên ăn hại như anh à? Hứa Bích Huyên cười khẩy nói. Lúc người phụ nữ của anh lên giường khóc lóc với người khác, sao anh lại không đứng ra nhỉ? Giờ anh lại lật lỏng như vậy, anh sợ mình mất mặt chứ gì? Hứa trai hiệp trào phúng nói. Hắn ta mà có sĩ diện gì kia chứ? Hắn làm cho cả nhà họ hứa chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Em thấy cả nhà mình người không biết xấu hổ nhất chính là tên này đấy. Hứa Bích Huyên bĩu môi. Được rồi, hai người kia khiến cho nhà họ hứa bị sỉ nhục như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa mày cút khỏi nhà họ hứa cho ta, vĩnh viên đừng trở về đây nữa. Hứa mạn tranh quát lên. Lâm Thanh Diện đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Anh nói, bức ảnh đó chỉ chứng minh hôm qua chúng con đi gặp Lưu Biên thôi chứ đâu thể chứng tỏ được điều gì. Mà con nói Bích Hoài không nói dối cũng là vì còn có chứng cứ đây. Vừa nói, Lâm Thanh Diện vừa lấy một cây bút ghi âm trong áo đây là thứ hôm qua lý huỳnh thái đưa cho anh thôi đi anh có thể có chứng cứ gì được tôi thấy chẳng qua là nói sằng nói bậy mà thôi rõ ràng hứa bích uyên không tin lâm thanh diện anh mở bút ghi âm lên phát âm thanh được lưu trong đó em tưởng anh muốn mời cô ta ăn cơm à chẳng qua anh chỉ để cho cô ta rơi vào bẫy của anh thôi giọng nói của hứa trai hiệp vang lên đây chính là nội dung của cuộc nói chuyện sáng qua giữa hứa trai hiệp và hứa bích uyên khi hai người đang ở quán ăn trong buổi sáng hôm qua, họ đã nói hết kế hoạch, bao gồm cả việc làm sao để bôi nhỏ hứa bích hoài. Mà Lý Huỳnh Thái đã cho người ghi âm lại tất cả, cũng là vì đề phòng mấy kẻ hứa trai hiệp sẽ đi cáo chẳng trước. Sau khi hai người hứa trai hiệp và hứa bích huyên nghe được nội dung đoạn ghi âm thì biến sắc tức thì, làm sao mà họ có thể ngờ lúc họ nói đủ thư chuyện với nhau lại bị người ta ghi âm lại. Lúc này đây, hứa trai hiệp muốn đi qua cướp lại bút ghi âm ở trong tay Lâm Thanh Diện quay lại, để ta nghe xem hai đứa mày nói gì, hứa mạn tranh ngăn cản. Hứa trai hiệp và hứa bích huyên liếc mắt nhìn nhau, trong giây phút đó, trên trán họ ứa cả mồ hôi lạnh. Bức ảnh không nói rõ được cái gì, nhưng nội dung ghi âm này lại đúng là chứng cứ xác thực, giọng nói của họ rất rõ ràng, hứa mạn tranh nghe được toàn bộ. Hứa bích hoài cũng kinh ngạc nhìn sang lâm thanh diện, không biết tại sao anh lại có được đoạn ghi âm này. Hai người họ thông đồng hãm hại Bích Hoài, đều là người nhà họ hứa cả mà lại làm như vậy, đúng là táng tận lương tâm, nếu ông có giới hạn thì đừng nên thiên vị cho họ nữa, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hứa mạn tranh rồi nói. Sắc mặt ông trở nên tái nhợt, sao mà ông ngờ được, chuyện này lại do hứa trai hiệp và hứa bích huyên bày kế như thế này. Ông nội, ông đừng nghe tên đó, hắn muốn bôi nhọ bọn con đó, hứa trai hiệp ngụy biện. Mày tưởng ta hồ đồ rồi à, nó cầm băng ghi âm đấy, hơn nữa người vừa nói chuyện không phải hai đứa mày thì còn có thể là ai được nữa đây. Bình thường ta quá dung túng cho bọn mày, không ngờ bọn mày có thể làm ra chuyện thế này, đúng là tức chết ta rồi. Hứa trai hiệp và hứa bích uyên đều căng thẳng thấy rõ, lần này nói thế nào đi nữa, họ cũng không thể khiến cho hứa mạn tranh tin được. Ông nội ơi, dù chuyện này thế nào đi chăng nữa thì hứa bích hoài cũng ngủ với lưu biên rồi, cô ta làm nhục nhã gia đình nhà họ hứa chúng ta, ông phải đuổi cô ta đi hứa trai hiệp cắn răng nói hứa mạn tranh nhìn sang hứa bích hoài cũng không xem cô như là người bị hại ông nội con không làm gì có lỗi với nhà họ hứa hứa bích hoài vội vàng giải thích hừ chuyện này cô không ngụy biện được đâu lưu biên là một trong ba đại thiên vương của hồng thành này hôm qua cô bị người của hắn giữ lại chắc chắn không thể chạy ra ngoài hứa trai hiệp mở miệng hứa mạn tranh cũng biết thế lực của lưu biên mạnh ra sao nếu hắn ta muốn giữ hứa bích hoài lại thì chắc chắn cô sẽ không chạy được đúng lúc đó có một người đi tới trước mặt hứa mạn tranh thấp giọng nói gì đó hứa trai hiệp và hứa bích uyên đều nhìn cô với vẻ chắc chắn làm sao mà cô còn trong sạch được chứ lúc này đây hứa mạn tranh trợn mắt nhìn về phía hai người bọn họ lạnh lùng nói tối hôm qua liêu biên đã bị lý huỳnh thái mang người đến tiêu diệt sao hắn có thể ra tay với bích hoài được hai đứa vô liêm xì kia Lần này nhất định ta phải xử lý hai đứa mày. Chương 30, em còn có tôi. Nghe thấy hứa Mạn Tranh nói vậy, trong giây phút đó, Hứa trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều hóa đá. Lưu Biên bị Lý Huỳnh Thái tiêu diệt, Hứa trai Hiệp không thể tin nổi vào tai mình. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Hôm qua rõ ràng Lưu Biên còn. Hứa Bích Uyên cũng tỏ vẻ không tin. Dưới cách nhìn của họ, Lưu Biên là một nhân vật lớn ở hồng thành này sao có thể bị diệt như thế được? Nếu đúng là vậy thật, chị e hôm qua hứa Bích Hoài không hề bị lưu biên làm gì. Hừ, hai đứa vô liêm sỉ kia, không chỉ thiết kế hãm hại Bích Hoài mà còn muốn ép nó vào đường chết, bọn mày còn chạy tới cao chẳng trước, muốn ta đuổi Bích Hoài ra khỏi nhà họ hứa, ta thấy ta nên đuổi hai đứa mày mới phải, hứa mạn tranh tức giận đến mức giọng nói cũng run lên. Hứa trai hiệp và hứa bích huyên liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì cùng quỳ xuống trước mặt hứa mạn tranh một cái dâm. Ông nội ơi, bọn con biết lỗi rồi, xin ông tha cho con, bọn con không dám nữa. Hai người họ tỏ vẻ rất ăn năn, còn vội vàng khóc giống. Tất cả mọi thứ họ đang có đều là do nhà họ hứa ban cho, nếu bị đuổi ra khỏi nhà này thật, chỉ e bọn họ không sống nổi. Câu xin ta làm gì? Hai đứa mày hãm hại ta sao? Hứa Mạn Tranh lạnh lùng nói. Hai người họ hiểu ý Hứa Mạn Tranh, chuyện đã như vậy rồi họ cũng chỉ còn cách cắn răng cúi đầu nhận lỗi. Hai người quay lại đối diện với hứa bích hoài, họ vẫn quỳ dưới đất như lúc nãy, làm sao mà họ ngờ cho được, vốn cứ tưởng sẽ đổi được hứa bích hoài ra khỏi nhà họ hứa, không ngờ giờ lại phải quỳ lại xin lỗi hứa bích hoài. Chị ơi, em biết lỗi rồi, em nhận lỗi với chị, em xin lỗi, sau này em không dám nữa. Chị tha thứ cho em, hứa trai hiệp nói một cách không tình nguyện. Hứa Bích Huyên cũng nói vài câu bắt trước hứa trai hiệp, mặc dù là xin lỗi nhưng cũng chẳng có thành ý là bao. Hứa Bích Hoài nhìn thấy họ quỳ trước mặt mình, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Cần gì quan tâm họ thành tâm hay không, lần đọ sức này xem như hứa Bích Hoài đã thăng. Cô nhìn hai người quỳ dưới đất xin tha, lòng cũng vui sướng vô cùng. Bích Hoài, nhất thời bọn nó bị ma quỷ ám ảnh cho nên mới làm ra những chuyện sai trái như vậy, con xem bọn nó đã quỳ xuống xin lỗi rồi, con tha cho bọn nó đi, đều là người nhà họ hứa cả đừng cứng nhắc quá hứa mạn tranh còn nói đỡ thay cho hứa trai hiệp và hứa bích uyên hai người họ chỉ mới quỳ xuống xin tha mà ông đã muốn mình tha thứ rồi trong lòng hứa bích hoài cũng thấy hơi uất ức nếu như bọn họ thành công thật chẳng phải đời cô sẽ bị phá hủy rồi hay sao trừng phạt hai người họ như vậy thì đúng là quá nhẹ ông nội ông làm vậy là không công bằng đâu hứa bích hoài mím môi nói hứa mạn tranh cũng thở dài nói tiếp bích hoài con phải hiểu cho nỗi khó xử của ông nội trai hiệp là trường tôn của nhà họ hứa tương lai phải kế thừa sản nghiệp của nhà này ta không thể đuổi nó ra khỏi nhà được bích uyên lại được một người giàu có thần bí chọn chúng rồi ta đã cho người đi điều tra những đồ cổ lần trước rất có thể là do nhà họ lâm ở kinh thành đưa tới nhà họ lâm ở kinh thành là đại tộc thế gia nhà chúng ta chỉ là con run con đế trước mặt họ họ để ý đến bích uyên thật nếu nó có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn tương lai nhà họ Hứa chúng ta sẽ gặp bất lợi." Hứa Bích Uyên nghe Hứa Mạn Tranh nói vậy thì đôi mắt mở to, hưng phấn nói: "Ông nội, những món đồ cổ đó là của nhà họ Lâm ở kinh thành thật sao?" "Mày im đi, giờ chưa tới lượt mày nói chuyện." Hứa Mạn Tranh quát lên. Hứa Bích Uyên lập tức ngậm miệng, cô ta không nói nữa nhưng lòng đầy đắc ý, nếu đúng là gia đình đó thật thì chắc chắn Hứa Mạn Tranh không thể đuổi mình ra khỏi nhà được rồi đây cũng là vì muốn tốt cho con thôi giờ đừng nên khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng tương lai nếu nhà họ lâm tới cưới bích Huyên thật thì cũng có lợi cho con mà hứa mạn tranh nói tiếp si nếu nhà họ muốn tới cưới tôi thật thì tôi cũng sẽ không cho chị gì đâu trong lòng hứa bích Huyên nói thâm nhà họ lâm sẽ không tới cưới cô ta đâu lúc này đây lâm thanh diện mới nói hứa mạn tranh nhíu mày lạnh giọng ở đây còn chưa tới lượt cậu nói chuyện nếu dám nói thêm một chữ nữa thì cút ra ngoài đi. Lâm Thanh Diện bĩu môi, nhà họ Lâm đâu thể để ý đến hứa Bích Huyên được chứ, anh chỉ đang nói thật mà thôi. Hứa Bích Huyên cũng liếc nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện nói vậy là vì đố kỵ với mình thôi. Nhưng đang đối lý nên cô ta chẳng dám nói ra lời. Nếu đã vậy thì tùy ông nội quyết định, hứa Bích Hoài thở dài, địa vị của cô ở nhà họ hứa vẫn không sánh nổi với hứa Trai Hiệp và hứa Bích Huyên được. Ta sẽ để trai hiệp đi xuống phía nam rèn luyện với chú ba của mấy đứa một thời gian, chú ba là ai thì mấy đứa cũng biết, để nó đến đó xem như là trừng phạt nó rồi, Hứa Mạn Tranh tuyên bố. Gương mặt của Hứa Trai Hiệp lập tức ỉu xìu, đương nhiên anh ta biết tính tình của chú ba, nếu anh ta qua đó thì chắc ngày nào cũng bị ăn đánh, nhưng mà đây là quyết định của Hứa Mạn Tranh rồi, anh ta cũng không dám phản bác. Còn Hứa Bích Uyên thì ở nhà ba tháng, cố gắng học tập cái gì là tri thức lễ nghĩa cho ta không có lệnh của ta thì không cho phép ra khỏi nhà mặc dù hứa bích uyên không vui nhưng sự trừng phạt này cũng đã rất nhẹ rồi còn bích hoài tiền lương của con sẽ được tăng gấp đôi thăng chức thêm một cấp xem như là bồi thường cho con vâng ông nội hứa bích hoài không còn lựa chọn nào khác cô chỉ đành chấp nhận sau khi nói xong hứa mãn tranh lại trừng mắt nhìn hứa trai hiệp và hứa bích uyên một chút sau đó mới đi lên lầu Hai người kia cũng bỏ đứng dậy, nhìn về phía hứa Bích Hoài với vẻ hả hê. Dù cô lấy được chứng cứ thì sao chứ, ở cái nhà này, cô đừng mong có thể thắng được tôi, hứa trai Hiệp Dương Dương Đắc Y nói. Hừ, tôi cũng nói cho cô biết, người để ý tôi chính là nhà họ Lâm ở Kinh Thành đấy, sau này tôi sẽ là mợ chủ nhà họ Lâm, cô mở mắt ra mà xem, hứa Bích Uyên cũng vô cùng tự đắc. Hứa Bích Hoài không muốn nhìn thấy hai người này thêm nữa, cô xoay người đi ra ngoài lúc này lâm thanh diện cũng vội vàng đuổi theo ra đến ngoài hứa bích hoài dừng lại ngôi xốm xuống đất họ nói không sai ở cái nhà này em mãi mãi không thể đấu lại họ hứa bích hoài vừa nói vừa nức nở nếu đã vậy thì chúng ta sẽ chống lại cả nhà họ hứa không cần dựa vào nhà này nữa vậy thì không sợ bọn họ rồi lâm thanh diện thoải mái nói hứa bích hoài ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại lắc không được nếu chống lại nhà họ hứa thì em chẳng còn thứ gì cả em còn có anh, Lâm Thanh Diện nói như đinh đóng cột. Hứa Bích Hoài hoảng hốt trong nháy mắt, vào giây phút này đây, dường như cô cảm giác được, Lâm Thanh Diện là người có thể bên cô chống lại cái nhà này. Mặc dù cô biết anh ta chỉ nói vậy mà thôi, nhưng những lời này cũng đủ khiến cô thấy vui rồi. Cô đứng dậy, dụi mắt rồi nói, không sao, chúng ta về đi thôi. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo. Dù là lúc nào đi nữa, anh cũng sẽ đứng sau lưng hứa Bích Hoài, cho dù có phải chống lại toàn thế giới. Audio điện tử võ tấn bền chương 31, truyền nhân cái bang Sau khi trở về, hứa bích hoài bình tâm lại rồi cũng nhanh chóng quên mất chuyện hôm nay. Ngược lại hai người hứa trai hiệp và hứa bích huyên cũng đã bị trừng phạt, mặc dù trừng phạt đó rất nhẹ những cái mà hứa bích hoài muốn cũng chỉ là một kết quả mà thôi. Hứa bích huyên bị hứa mạn tranh cấm túc 3 tháng, không có mệnh lệnh của hứa mạn tranh thì không ai có thể thả cô ta ra ngoài vài ngày sau hứa trai hiệp cũng sẽ xuất phát đi về phía nam một khoảng thời gian dài nữa hứa bích hoài cũng sẽ không gặp hai người họ đương nhiên cũng sẽ bớt buồn phiền hơn nữa tiền lương được tăng lên gấp đôi trong công ty cô cũng được thăng chức chuyện trong nhà cũng thoải mái hơn không ít hôm sau sau khi hứa trai hiệp xuất phát lâm thanh diện gọi điện thoại cho lý huỳnh thái phái người đi theo hứa trai hiệp đợi sau khi hắn đến phía nam thì để cho người ở bên kia dạy dỗ hắn một chút lâm thanh diện ra lệnh anh diện có cần tôi cho người xử lý hắn ta không lý huỳnh thái phấn khích hỏi không cần chỉ cần để hắn ta một bài học là được rồi nghĩ cách để cho hắn vào bán hàng đa cấp để bị đánh vài lần hoặc là ăn mày một thời gian cũng được lâm thanh diện gợi ý hứa trai hiệp đối xử với hứa bích hoài như vậy Đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng không thể để cho tên kia đổi sang nơi khác rồi tiếp tục tiêu giao tử tài. Hơn nữa, hứa trai hiệp rời khỏi hồng thành thì mọi chuyện cũng dễ làm hơn nhiều. Anh sẽ cho người làm cho hứa trai hiệp phải sống khổ sở một thời gian, nhà họ Hứa bên này cũng không nhận được tin tức quá nhanh đâu. Mà đợi đến khi nhà họ tới tìm hứa trai hiệp, những điều hắn phải chịu chắc cũng bù đắp được sai lầm của hắn lần này rồi. Còn về Hứa Bích Uyên, Lâm Thanh Diện cũng cho Lý Huỳnh Thái sắp xếp người theo dõi sát sao, chỉ cần cô ta lén chạy ra ngoài, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ vô tình để cho cô ta phải nếm thử cái gì mới gọi là xui xẻo. Ở một thành phố nào đó phía nam, hứa trai hiệp sách hành lý rời khỏi ga tàu hỏa, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mẹ nó, hứa bích hoài chết tiệt, nếu không vì con đàn bà xấu xa đó thì ông đây đâu cần phải tới chỗ thế này, chú ba giữ tợn như vậy, động một chút là đánh người, lần này mệt rồi đây hứa trai hiệp vừa nói thầm vừa cất bước ra ngoài đợi tới khi anh ta đi qua con hẻm nhỏ đột nhiên có mấy người từ bên trong lao ra chùm một cái bao tải lên đầu anh ta rồi cứ thể đánh cho một trận mẹ nó mấy người là ai ông đây là cậu chủ nhà họ hứa đấy mấy người có dám để tao xem xem mấy người là ai không hứa trai hiệp không ngờ nổi mình chỉ mới đặt chân đến đây mà đã bị đánh rồi hơn nữa dường như hẳn đã quên nhà họ hứa có chút danh tiếng ở hông thành hơn nữa còn là gia tộc hạng hai, còn ở nơi này anh ta có tư mình giới thiệu cũng không hề có ích. Những người kia đâu buôn quan tâm đến anh ta, cứ thế đè xuống đất đánh thật mạnh. Người sai bọn họ chỉ nói, bắt được mục tiêu thì trước tiên cứ đánh một trận đã, chỉ cần không đánh chết là được, nếu gãy tay gãy chân thì càng tốt, đến lúc xin ăn thì cũng dễ hơn. Hứa trai hiệp bị đánh đến hôn mê, đợi đến khi anh ta tỉnh lại lần nữa, người thấy mùi thúi hoác xung quanh thì buôn nôn muốn chất anh ta mở bao tải ở trên đâu mình ra, mở mắt nhìn xem thử, không ngờ bản thân đang nằm trên đống rác, xung quanh có mười mấy tên ăn mày đang nhìn anh chằm chặp. Mày, bọn mày là ai, đây là đâu? Hứa trai hiệp hoảng sợ. Lúc này, có một người trông có vẻ như là thủ lĩnh của bọn ăn mày đi tới, đầu của tên đó giống hệt cái tổ chim, người đen thui như sơn nước. Hắn ta nhìn chằm chằm hứa trai hiệp rồi mở miệng, chúng ta là chuyên nhân thứ 86 của cái bang, bắt đầu từ hôm nay, Cậu chính là một thành viên trong số đó, sau này ban ngày đi ra ngoài xin cơm, lúc về phải nộp một nửa tiên, đừng mong chạy trốn, nhân lực của cái bang chúng ta rất đông, cậu chạy không thoát đâu, chỉ cần chạy một lần thì tôi sẽ đánh gãy một chân của cậu. Có quỷ mới tin mày. Lại còn chuyên nhân đặc biệt của cái bang, không phải là một đám ăn xin à? Trước đây hứa trai hiệp cũng từng nghe nói có người chuyên đánh gãy tay chân của người khác để họ đi ra ngoài ăn xin, không ngờ bây giờ chính anh ta lại gặp phải chuyện này. Anh trai à, anh thả tôi ra đi, tôi là người nhà họ hứa, anh thả tôi về tôi sẽ cho anh ba tỷ, hứa trai hiệp xin tha. Nhà họ hứa, nhà họ hứa là nhà nào ông đây chưa từng nghe nói đến, cậu đừng lấy cớ mang tiên đến chục người nữa, ông đây đang tìm kiếm truyền nhân của cái bang, cậu đừng có không biết tốt xấu như vậy, được rồi, dắt hắn đi ăn xin đi, không nghe lời cứ đánh. Bang chủ cái bang, nói xong thì xoay người tới chỗ cái ghế trên đống rác hứa trai hiệp kêu rên một hôi nhưng không có ai quan tâm tới anh ta, có người phụ trách thấy anh ta la hét không ngừng thì nhét một chiếc bít tất vào trong miệng anh ta. Đến lúc này đây, cuộc đời, cái bang của hứa trai hiệp chính thức bắt đầu. Lâm Thanh Diện lái xe điện đi tới công ty đón hứa Bích Hoài về nhà. Lúc đi ngang qua cửa khu chung cư, anh nhìn thấy anh trai bán bánh rán trái cây không tới nữa, quầy bán bánh rán vắng tanh. Thời gian này, Mỗi ngày Lâm Thanh Diện đều sẽ qua đó mua bánh rán trái cây, không chỉ là vì anh trai đó nhắc anh mà còn vì bánh rán quê đó ăn ngon lắm. Bây giờ đột nhiên không thấy người kia tới, Lâm Thanh Diện cảm giác như thiếu thiếu điều gì. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Hứa Bích Hoài bắt đầu cho phép Lâm Thanh Diện đưa đón cô đi làm. Cô làm vậy cũng là vì muốn tăng thời gian tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Thanh Diện, dù sao tình cảm cũng là do bồi đắp, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện đáng tin hơn trước kia nếu như anh vẫn biểu hiện tốt, cô có thể trở thành vợ chồng thật sự với anh. Hai người cùng nhau trở về nhà, Tống Huyên Khanh đang ngồi trước chiếc tivi cả trăm triệu, cho dù là xem quảng cáo, bà cũng cảm thấy hay vô cùng. Nhưng mà khi thấy Lâm Thanh Diện về nhà, bà vội vàng tắt tivi đi, giống như thể Lâm Thanh Diện mà xem tivi nhiều bà sẽ chịu thiệt vậy. Hứa Bích Hoài thấy bà làm như thế thì mở lời, mẹ à, Lâm Thanh Diện cũng là người nhà của mình mà, mẹ làm gì mà như phòng cướp thế? Nó có tư cách là người nhà chúng ta à, nó chỉ là người giúp việc ở đây thôi, con thì xuất sắc như vậy, qua một thời gian nữa ly hôn với nó đi, mẹ sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn, Tống Huyền Khanh ghét bỏ nói. Hứa Bích Hoài không còn gì để nói, cô cũng không để ý đến bà nữa, để đồ xuống đi vào phòng bếp nấu cơm với Lâm Thanh Diện. Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau về phòng, hứa Bích Hoài xoay eo, uể hoài thấy rõ thời gian này cô được thăng chức ở công ty, khối lượng công việc cũng nhiều hơn rất nhiều, mấy ngày nay vẫn đau lưng mỏi eo. Cô cứ thế nằm lên giường, đưa tay ra sau lưng võ võ. Lâm Thanh Diện thấy thấy thì trong lòng lóe lên một suy nghĩ to gan. Anh đi thẳng đến bên giường, đưa tay giữ lấy cánh tay của hứa bích hoài. Cô giật nảy mình vội chờ người lại, môi dậy. Anh làm gì thế? Hứa bích hoài lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, Cô nghĩ thâm rốt cuộc người này cũng không nhịn được sao? Lâm Thanh Diện cười nói, anh thấy hôm nay em mệt quá, anh biết một số bài xoa bóp nên muốn làm thử cho em thôi, em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu mà. Chương 32, tay nghề xoa bóp của Lâm Thanh Diện. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, cô luôn cảm thấy anh đây là đang lừa cô. Anh biết xoa bóp, tại sao từ trước tới giờ em không biết? Hứa Bích Hoài hỏi. Bình thường lúc không có chuyện gì anh học, lúc trước em hoàn toàn không quan tâm đến anh cho nên dù biết anh cũng không có cơ hội làm cho em thấy. Lâm Thanh Diện vẻ mặt vô tội nói. Hứa Bích Hoài suy nghĩ một hồi cảm thấy cũng phải, mãi cho đến bây giờ cô cũng không biết suốt cuộc Lâm Thanh Diện biết những chuyện gì. Trước đây mọi người đều nói Lâm Thanh Diện là kẻ ăn hại. Mặc dù cô không nghĩ như vậy nhưng thời gian lâu rồi cũng sẽ vô thức cảm thấy Lâm Thanh Diện hoàn toàn không biết gì cả. Nếu em sợ anh sẽ làm ra chuyện gì xấu xa gì với em thì thôi vậy, em cứ ngủ đi, Lâm Thanh Diện nói. Chờ một chút, Hứa Bích Hoài nói. Cô nghĩ nếu Lâm Thanh Diện thật muốn làm chuyện gì đó với cô thì anh đã làm từ lâu rồi. Nếu anh nói bản thân biết mát xa, vậy chi bằng thử xem sao. Dù gì mấy ngày nay cô đúng là rất mệt. Lâm Thanh Diện nghe được Hứa Bích Hoài bảo anh chờ một chút thì cười trộm, chỉ cần cá đã mắc câu, anh cũng không sợ con cá này sẽ vượt khỏi tay. Tiếp theo anh bỗng nhiên dùng sức, giặc một cái. A. À, Hứa Bích Hoài nhịn không được kêu lên một tiếng, lúc bắt đầu cô quả thật cảm thấy hơi đau có điều sau khi đau xong lại cảm thấy rất thoải mái. Anh chàng này đúng là có chút tay người nha. Như thế nào, em có chịu được mức độ này không? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Hứa Bích Hoài gật đầu, thân thể cũng hoàn toàn thả lỏng, để Lâm Thanh Diện tùy ý mát xa. Lâm Thanh Diện thấy hứa Bích Hoài đã bình tĩnh lại thì bắt đầu trù tài, dùng hết tất cả tuyệt học mát xa của anh lên người cô. Hứa Bích Hoài chỉ cảm thấy trên người cô hơi tê dại, tất cả đau nhức vì làm việc vất vả trong suốt thời gian này giống như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái, nhẹ người. Bởi vì quá mức thoải mái cho nên trong miệng hứa Bích Hoài còn phát ra mấy tiếng rên kỳ lạ. Anh nói kỹ thuật mát xa của anh giỏi như vậy, trước đây sao anh không nói? em cảm thấy nếu dựa vào trình độ của anh cho dù là mở một tiệm mát xa nhỏ thì chuyện làm ăn cũng sẽ rất khấm khá, hứa Bích Hoài thuận miệng nói một câu. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, tay nghề mát xa của anh chỉ phục vụ cho mỗi em mà thôi. Nhất thời hứa Bích Hoài cảm thấy cô bị thả thính nhưng ngược lại cô cũng không cảm thấy Lâm Thanh Diện nói lời chót lưỡi đầu môi, mà là kỹ thuật xoa bóp này của Lâm Thanh Diện quả thực quá lợi hại. Bị anh nhẹ nhàng ấn mấy lần cô liên cảm thấy rất phê thật ra anh còn rất nhiều kỹ năng khác nếu em muốn biết anh sẽ trình diễn cho em xem trước đó lâm thanh diện vẫn rất khiêm tốn cũng chỉ có ở trước mắt người phụ nữ anh yêu anh mới nghĩ sẽ kiêu ngạo một lần nhưng hứa bích hoài cũng không trả lời anh anh vội nhìn mặt cô thì phát hiện không biết hứa bích hoài đã ngủ từ bao giờ rồi lâm thanh diện nở nụ cười bất đắc dĩ sau đó đắp chăn cho hứa bích hoài anh nhìn không rời mắt vào đường cong tình tế của hứa bích hoài nói thật không muốn động vào người cô là giả nhưng lâm thanh diện không muốn lén lút lợi dụng cô cho dù anh muốn chạm vào người cô thì cũng phải đợi hứa bích hoài ở trạng thái tỉnh táo mới được lâm thanh diện cũng không nghĩ nhiều nữa trải xong thảm trên sàn thì nằm xuống ngủ sáng hôm sau hứa bích hoài tỉnh giấc vân vai cảm thấy cả người đều trở nên nhẹ nhõm kỹ thuật massage của người này đúng là lợi hại sao trước đây mình lại không phát hiện ra cơ chứ hứa bích hoài cảm thán Tối qua hình như anh nói kỹ năng này chỉ dành cho một mình mà nhỉ, nghĩ như vậy thật ra cũng rất tốt." Hứa Bích Hoài lộ ra nụ cười ngọt ngào, từ lúc kết hôn tới nay đây là lần đầu tiên cô lộ ra nụ cười ngọt ngào như thế. Hôm nay là cuối tuần, Hứa Bích Hoài không cần đi làm, có thể là vì hiệu quả mát xa của Lâm Thanh Diện tối qua quá tốt cho nên tâm trạng của cô không tệ, còn cố ý đi mua bánh trứng gà với Lâm Thanh Diện nữa chứ. Hai người đến trước quầy hàng bán bánh trứng gà lâm thanh diện nhìn người đàn ông trung niên phát hiện sắc mặt của ông ta trông có vẻ là lạ sao hôm qua ông không tới lâm thanh diện thuận miệng hỏi người đàn ông mỉm cười trả lời gặp phải chút phiên toái cho nên không tới nhìn ánh mắt của ông ta trông tiêu tụy thấy rõ so với mọi ngày xem ra phiên toái nhỏ mà ông ta nói chắc không nhỏ lắm nếu ông gặp phải phiền phức không giải quyết được có thể tôi sẽ giúp đỡ được anh lâm thanh diện nói không có chuyện gì tôi có thể ứng phó được xem ra tâm trạng của hai người hôm nay không tệ lắm cô ấy còn chủ động đi theo cậu đến đây người đàn ông trung niên cười nói lâm thanh diện cũng gật đầu cười hy vọng hai người càng ngày càng mặn nồng người đàn ông trung niên đưa bánh trứng gà cho lâm thanh diện còn chúc phúc thêm lâm thanh diện cảm ơn người đàn ông trung niên một hồi sau đó cầm lấy bánh trứng gà rời đi tuy rằng lâm thanh diện cảm thấy người đàn ông trung niên này đã gặp phải chuyện gì rồi nhưng ông ta không nói anh muốn giúp cũng không dễ. Hơn nữa anh cảm thấy người đàn ông trung niên này cũng không đơn giản, chắc hẳn có thể xử lý được chuyện này. Em cảm thấy người bán bánh trứng gà kia hình như rất tiêu tụy, ông ta gặp phải vấn đề gì sao? Hứa Bích Hoài tò mò hỏi Lâm Thanh Diện. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà, đúng không? Lâm Thanh Diện hơi xúc động nói. Hứa Bích Hoài ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ anh cũng nói ra được những lời cảm thán như vậy hai người về đến nhà tống huyền khanh nhìn thấy lâm thanh diện cầm bánh trứng gà trong tay thì không nói lời nào đã giật lấy ngay mẹ mẹ làm gì vậy đó là bữa sáng của lâm thanh diện mà không phải mẹ nói muốn tự làm sao hứa bích hoài không vui nói bữa sáng của cậu ta gì chứ còn không phải là lấy tiền của nhà chúng ta mua sao mẹ bỗng nhiên không muốn tự làm bữa sáng nữa cứ lấy cái này tạm làm bữa sáng thôi giọng điệu của tống huyền khanh không cho phép từ chối Mẹ, hứa Bích Hoài không chấp nhận được chuyện này. Không sao đâu, để anh đi làm cơm sáng, cái này cứ để cho mẹ ăn đi. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, anh đi tới nhà bếp làm bữa sáng cho mình. Lúc 10 giờ Tống Huyền Khanh đi ra ngoài với hứa Quốc Hoa, chỉ có hai người hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ở nhà. Lúc này có người nhấn chuông cửa, Lâm Thanh Diện ra mở cửa thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc trang điểm rất thời trang, quần áo gợi cảm, vóc người quyển rũ đang đứng ở cửa. Lâm Thanh Diện đã gặp cô gái này, chính là lục thiên điệp bạn thân của hứa Bích Hoài. chương 33, phòng livestream đắt xa. Bích Hoài à, lâu rồi không gặp cậu có nhớ tớ không? Lục thiên điệp thấy cửa mở liên huyết sáo hét lên một câu. Nhưng mà sau khi cô thấy người mở cửa là Lâm Thanh Diện thì khuôn mặt đang tươi cười của cô bỗng xa xâm. Bích Hoài đang ở bên trong đấy, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Không ngờ vừa tới đã gặp phải tên ăn hại này, đúng là suối quấy mà. Lục thiên điệp lầm bẩm một câu, sau đó đẩy lâm thanh diện sang một bên, đi vào trong. Bích hoài à, sao cậu lại để cho tên ăn hại kia mở cửa vậy? Nếu lúc nãy không phải tớ phản ứng nhanh sợ là đã trực tiếp ôm gã ta rồi, mới nghĩ vậy thôi tớ đã muốn ói rồi, lục thiên điệp đi tới bên cạnh sofa phàn nàn với hứa bích hoài. Hứa bích hoài che miệng cười sau đó mở miệng nói, cậu cũng đâu bảo tớ đi mở cửa cho cậu, hơn nữa lâm thanh diện là chồng của tớ, cậu cũng không thể ôm lung tung được. lục thiên điệp môi xuống bên cạnh hứa bích hoài trợn to mắt. cậu vừa nói cái gì? cậu nói lâm thanh diện là chồng của cậu tớ không nghe lâm đấy chứ. ngoặc kép. vẻ mặt hứa bích hoài ngạc nhiên mở miệng nói không sai mà tớ nới không đúng sao? bích hoài à không phải cậu bị sốt chứ? lúc đó khi cậu gả cho tên ăn hại lâm thanh diện này không phải vì nghe lời của bà nội cậu sao? hơn nữa không phải cậu vẫn không có cảm giác gì với anh ta sao bây giờ sao cậu lại nói anh ta là chồng cậu lục thiên điệp quay đầu nhìn lâm thanh diện với vẻ mặt không thể tin vào tai mình hứa bích hoài nghe lục thiên điệp nói như vậy mới phản ứng lại cô cũng không ngờ cô đã theo bản năng xem lâm thanh diện là chồng cô lâm thanh diện ở bên cạnh nghe được những lời này trong lòng vui sướng cực kỳ xem ra cuối cùng mọi cố gắng của anh cũng có tiến triển rồi thiên điệp cậu đừng nói như vậy Thật ra Lâm Thanh Diện không biết bát như cậu tưởng tượng đâu, anh ấy có rất nhiều ưu điểm đó, hứa Bích Hoài giải thích với Lục Thiên Điệp. Lục Thiên Điệp lập tức chán ghét lắc đầu, mở miệng nói, tớ lại không cảm thấy như vậy, Bích Hoài à, tớ thấy cậu là bị cái tên này tẩy não rồi. Hứa Bích Hoài nguyết Lục Thiên Điệp một cái nhưng cũng không để bụng lời cô ta nói, dù sao Lục Thiên Điệp cũng là bạn thân nhất của cô, hứa Bích Hoài biết những lời nói này của cô ta cũng chẳng có ác ý gì lục thiên điệp hung giữ chừng mắt với lâm thanh diện dáng vẻ đó thể như lâm thanh diện đã đoạt mất món đồ gì đó của cô ta anh còn đứng ngây ra đó làm gì mau đi rót cho tôi ly nước đúng là không có mắt nhìn không biết bích hoài của tôi trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào nữa lâm thanh diện hoàn toàn không để ý đến lục thiên điệp trái lại anh còn vui vẻ quay đi rót nước cho cô ta bích hoài à tớ đã nói với cậu gần đây tớ bắt đầu livestream rồi chính là trong phòng livestream đắt xa, ID của tớ là Thiên Tâm Điệp, tuy mới stream một thời gian ngắn nhưng cũng đã có không ít fan rồi đó. Lâm Thanh Diện rót nước cho Lục Thiên Điệp, nhìn thấy Lục Thiên Điệp đang cầm điện thoại và các loại dụng cụ livestream lên. Hứa Bích Hoài ngồi bên cạnh Lục Thiên Điệp, hai người đều là những người đẹp có nhan sắc thuộc hàng nhất nhì cho nên chỉ trong chốc lát nhân khí trong phòng livestream đã tăng vọt lên. Em gái Điệp à, người kia là bạn thân của em sao? thật sự quá xinh đẹp. Không a, à, đúng là mây tâm nào gặp mây tâm đó mà, bản thân của Điệp đều là nhân vật cấp nữ thân thôi. Nữ thân tôi yêu cô. Tuyệt, tuyệt, tuyệt quá đi. Cảm ơn máy bay của anh Thành, yêu anh mua. Lục Thiên Điệp nhận được chiếc máy bay lập tức tức thả tim với màn hình điện thoại. Lúc này cô ta chú ý tới Lâm Thanh Diện đang nhìn chằm chằm mình, liền để điện thoại thấp xuống sau đó hét lên với anh, anh nhìn gì vậy? Cốt sang một bên cho tôi, anh còn chưa xứng được xem livestream của tôi đâu. Nói xong, cô lại nhìn điện thoại giọng nói ngọt ngào vui vẻ, ai ôi, không có gì đâu chỉ là một kẻ ăn hại, tôi bảo anh cút đi rồi. Kẻ ăn hại nào mà dám xem livestream của em điệp nhà tôi chứ? Tôi sẽ ngồi máy bay tới chém anh ta. Tiên sư nó, không phải ai cũng có tư cách xem em điệp của tôi đâu, mau bảo tên ăn hại kia xéo đi. Kẻ ăn hại kia có giỏi thì lộ mặt đi để tôi biết anh là ai lâm thanh diện bất đắc dĩ lắc đầu cũng không có ý định xem tiếp livestream của lục thiên điệp nữa một mình trở về phòng sách lúc này hướng vấn thiên gửi đến cho anh một tin anh cầm điện thoại lên xem anh diện chúng ta đã thành công thu mua nền tảng livestream của đắt xa rồi bây giờ lợi nhuận của nghề livestream này cũng xem như rất khả quan mà livestream của đắt xa chắc hẳn có thể mang đến cho chúng ta lợi nhuận không nhỏ tôi đã chuẩn bị cho anh một tài khoản đắt xa Tài khoản được nâng cấp lên tài khoản VIP luôn rồi, trong tài khoản còn có không ít tiền, lúc rảnh rỗi thì có thể lên xem livestream, càn quét quà tặng, biết đâu có thể tìm được niềm vui. Phía dưới chính là tài khoản mà hướng vấn thiên đã chuẩn bị cho anh. Lâm Thanh Diện cũng không hứng thú lắm với mấy thứ này, chỉ có điều nghĩ tới lúc này hứa bích hoài cùng với lục thiên điệp livestream mà dùng cái này cũng có thể xem. Anh Liên đăng nhập vào số đắt xa kia, tìm được thiên tâm điệp sau đó click chuột vào phòng livestream của lục thiên điệp. Lục thiên điệp bên trong phòng livestream dưới hiệu quả của ứng dụng làm đẹp khuôn mặt đã từ mỹ nữ trở thành tiên nữ. Hứa bích hoài bên cạnh lại càng toát ra khí chất thiên tiên. Cũng khó trách mọi người đều thích xem livestream, chỉ cần nhìn chằm chằm hai dung mạo cực kỳ xinh đẹp kia cũng có thể khiến cho tâm trạng của người ta thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng không có hứng thú gì đối với Lục Thiên Điệp, anh vào phòng livestream này là để xem hứa bích hoài. Không a, à, chào mừng tài khoản VIP của hướng dương, anh trai nhỏ, em yêu anh. Trái tim của hướng dương là ai đi kia của Lâm Thanh Diện trong phòng này. Khi nhìn thấy cái nick này anh cũng cạn lời, nghĩ thầm chắc chắn tên hướng vấn tiên này cố ý. Khách VIP tham gia vào phòng livestream sẽ gây tiếng vang rất lớn nên các bình luận trên màn hình lập tức xuất hiện ào ạt. Ngoá, không ngờ là đại gia VIP, vậy là em gái điệp sắp hot rồi. Tiên sư nó, lập một cái tài khoản VVIP phải tốn mấy trăm triệu, đây đúng là đại gia chính hiệu mà. Anh VVIP à, cầu được liếm gót chân cho anh. Đều tránh ra hết cho tôi, anh trai VVIP kia là của tôi. Muốn xem phim click vào trang chủ và ad zalo của tôi, ba chục ngàn năm bộ. Lâm Thanh Diện nhìn những nội dung bị oanh tạc trên màn hình chỉ biết giờ khóc giờ cười thầm nghĩ những người này đúng là rất thú vị. Anh trai VVIP à, nếu thích thiên điệp thì nhấn follow nhé, đợi lát nữa thiên điệp sẽ gửi Facebook cho anh, lục thiên điệp vô cùng dịu dàng nói, khác một trời một vực với dáng vẻ dơ nanh múa vuốt với Lâm Thanh Diện lúc nãy. Lâm Thanh Diện nghĩ thâm tốt xấu gì Lục Thiên Điệp cũng là bản thân của hứa Bích Hoài cho nên anh liên thuận tay click vào follow, như vậy phỏng trừng cũng có thể kéo về cho cô ta không ít fan. Lúc đó hướng vấn tiên nói trong ID này có không ít tiền, có thể tặng quà cho MC. Lâm Thanh Diện muốn khen thưởng cho hứa Bích Hoài một ít, cho dù hứa Bích Hoài không biết nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện sẽ vui vẻ. Anh ấy nhìn sơ qua giao diện của mình, tìm chỗ tặng quà sau đó bấm vào. Lâm Thanh Diện nhìn thấy trên đó mắc nhất chính là tàu sân bay, anh cũng không nhìn giá tiên chỉ nghĩ nếu tặng quà cho hứa Bích Hoài tặng ít quá thì không tốt, cho nên anh click 100 chiếc tàu sân bay cũng không biết số tiền hướng vấn Thiên nạp trong ID này có đủ không, nghe nói loại quà tặng này rất đắt đấy, Lâm Thanh diện lầm bẩm nói. Sau đó anh Liên nhãn nút tặng quà, tiếp đó nữa là phòng livestream của Lục Thiên Điệp liền bị 100 chiếc tàu săn bay càn quét. Chương 34, phần thưởng 1 tỷ rưỡi. Lục Thiên Điệp bắt đầu livestream cho tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được đại gia cấp bậc VIP vào phòng livestream của cô ta. Cho nên cô ta vô cùng coi trọng ID trái tim hướng Dương này với sắc đẹp của cô ta cho dù ở trong một đám nữ mc cũng coi như là thê đội hàng đầu chỉ cần ai đi trái tim hướng dương này là đàn ông chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua nhưng mà sau khi tài khoản đó bấm vào chỉ nhãn vào nút follow sau đó không nói gì cả chuyện này khiến cô ta cũng hơi hoang mang nghi ngờ nick trái tim hướng dương này chỉ lướt ngang thôi anh hướng dương à anh nói chuyện đi thiên điệp rất vui vì anh có thể xem livestream của em chúng ta có thể kết bạn với nhau, Lục Thiên Điệp lấy lòng nói. Vừa nói xong, hình ảnh trên phòng livestream của cô đã ngập đây sao? Hơn nữa nhìn tới số lượng sao donate hiển thị trên màn hình, Lục Thiên Điệp liền đứng hình. Không chỉ cô mà tất cả những người bên trong phòng livestream đều bị món quà bất thình lình này dọa sợ, không ít người đều nghi ngờ bản thân đã nhìn lâm rồi. Má ơi, không phải tôi đuôi rồi chứ, vậy mà lại đếm được 100 ngôi sao đấy đây chắc chỉ là ảo giác, làm sao ai đó có thể tặng nhiều quà cùng một lúc như vậy chứ? Chắc là điện thoại của tôi dính virus rồi. Điện thoại di động của anh bạn không phải bị dính virus, bên tôi cũng nhìn thấy 100 sao này, tuyệt đối không sai. Hứa Bích Hoài ngồi bên cạnh Lục Thiên Điệp nhìn thấy cô ta bỗng nghịch mặt ra, vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên hỏi, Điệp à, cậu sao thế? Lục Thiên Điệp quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, run rẩy nói, sao đâu nết 15 triệu một sao? Hứa Bích Hoài gật đầu, nghĩ thầm đúng là rất đắt, có điều cũng không đến mức khoa trương như thế. Người này lại tặng tớ 100 sao, Lục Thiên Điệp lại nói tiếp. Hứa Bích Hoài lập tức trợn trừng mắt, tràn ngập vẻ nghi ngờ, 100 sao, vậy là 1,5 tỷ. Lục Thiên Điệp cũng không thể tin được con số này, nhưng trên nền màn hình của cô ta hiện cả trăm ngôi sao đâu nết 100 ngôi sao đâu nết không giả được. Anh trai hướng dương, cảm ơn anh đã khen thưởng, anh đúng là khiến cho người ta ngạc nhiên vui mừng mà, ngoa. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Thiên Điệp giống như đang lau mặt, rất muốn cách màn hình hôn trái tim hướng dương mấy cái. Đại lão châu bò, khen thường một tỷ rưỡi đó, đời này tớ cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Anh hướng dương hào sảng, sao vô địch, tuyệt tuyệt tuyệt, tuyệt tuyệt tuyệt, tuyệt tuyệt tuyệt, ngoa nó, đây chính là cuộc sống của người có tiên sao. Nghe tiếng mà đến, nghe nói chỗ này có người thưởng 100 ngôi sao đâu nết. Đúng là mẹ nó quá đỉnh rồi, ông đây đang xem thi đấu đấy thế mà liên nhìn thấy 100 ngôi sao đâu nết. Tổ cha nó chứ, tôi mới từ phòng livestream của em gái gà mở đến đây. Đây là đại gia nào vậy, trong nhà có mỏ vàng à? Tiên Hữu đi ngang qua. Phòng livestream của Lục Thiên Điệp vốn dĩ chỉ có lác đác mấy dòng bình luận, nhưng sau khi được Lâm Thanh Diện tặng thường, bình luận đã đã ngập tràn màn hình. Sức ảnh hưởng của 100 môi sao donate vẫn khá lớn, chỉ trong chốc lát người theo dõi trong phòng livestream của Lục Thiên Điệp đã nhảy vọt lên đến mấy trăm ngàn người. Lục Thiên Điệp nhìn số fan của mình tăng lên vùn vụt thì trong lòng kích động không thể tả, phần thưởng lần này của trái tim hướng dương không chỉ có thể khiến cô lấy được một nửa mà hiệu quả quảng cáo do 100 môi sao donate kia mang đến cũng có thể khiến cho livestream sau này của cô ta sẽ càng ngày càng hot hơn. Trong lòng cô ta cảm thấy hơi lâng lâng cô ta cảm thấy trái tim hướng dương này không chừng là cậu chủ nhà giàu nào đó vừa mắt cô ta, cho nên mới chạy tới khen thưởng cho cô ta. Thậm chí trong lòng cô ta cũng bắt đầu mơ mộng hão huyền đến cảnh tượng yêu đương với cậu chủ nhà giàu này rồi. Nhưng cô ta cũng không biết tất cả quà tặng này chỉ là do Lâm Thanh Diện nể mặt hứa bích hoài mà thôi. Lục Thiên Điệp tỉnh táo lại từ trong khiếp sở, cô ta trực tiếp nhắn tin riêng cho Lâm Thanh Diện, anh trai nhỏ, đây là Zalo của em, sau này có thể thường xuyên ra ngoài gặp nhau. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn tin nhắn riêng, nhưng cũng chẳng quan tâm. Anh nhìn mấy dòng tin nhắn trong phòng livestream kia, trong lòng cũng cảm thấy hơi buồn cười, không lâu sau liên thoát khỏi phòng. Lục Thiên Điệp nhìn thấy trái tim hướng dương không hề trả lời tin nhắn của cô ta, hơn nữa còn thoát khỏi phòng livestream lập tức trong lòng hơi mất mát. Có điều cô ta cảm thấy người ta tặng cô nhiều quà như vậy, chắc chắn là có ý với cô ta bây giờ không để ý tới cô ta chắc là do người ta quá bận rộn không kịp trả lời nghĩ lại cũng đúng đại gia kiểu này chắc chắn đều là những người bận trăm công nghìn việc sau này nhất định anh ta sẽ tìm cô ta thôi nghĩ đến đây trên mặt lục thiên điệp liên lộ ra nụ cười hạnh phúc vô cùng chờ mong anh chàng đại gia này sẽ gặp mặt cô ta trong một ngày không xa hoài à tớ cảm thấy tớ đã yêu rồi vẻ mặt lục thiên điệp si mê nhìn hứa bích hoài hứa bích hoài mỉm cười nói với anh đại gia đã giải quà tặng kia cho cậu sao không sai tớ nghĩ chắc chắn anh ấy là bạch mã hoàng tử mà số mạng đã an bày cho tớ cuối cùng cũng có một ngày anh ấy sẽ đạp lên cầu vồng đến đón tớ ánh mắt của lục thiên điệp sáng lấp lánh nói vậy đến lúc đó tớ sẽ đi ăn trực uống chùa vài bận không thể để cho người khác bắt cóc cậu đi dễ dàng như vậy được hứa bích hoài cười nói trong lòng cô vẫn hơi hâm mộ lục thiên điệp dù sao cũng đâu có ai ghét tiên nếu có người bỗng nhiên tặng cô nhiều tiền như vậy, chắc chắn cô cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Sau đó nghĩ lại Lâm Thanh Diện tặng cô sợi dây chuyên trị giá tới 13 tỷ rưỡi, còn đắt hơn mấy tàu săn bay không biết bao nhiêu lần, cho nên bây giờ cô cũng không còn hâm mộ nữa rồi. Nếu cô ta biết rằng những món quà của Lăng Thiên Diệp là do Lâm Thanh Diện nể mặt cô mới tiện tay tặng thì e rằng cô ta sẽ ngạc nhiên đến rớt cầm xuống đất mất bắt đầu từ bây giờ tớ phải chuẩn bị thật tốt để chờ bạch mã hoàng tử của tớ đến rước tớ vẻ mặt của lục thiên điệp đầy chờ mong nói bích hoài à lúc bạch mã hoàng tử của tớ xuất hiện cậu nhất định phải làm nhân chứng cho chúng tớ đấy được không lục thiên điệp nói hứa bích hoài gật đầu cười mở miệng nói được tớ cũng rất chờ mong muốn nhìn thấy rốt cuộc bạch mã hoàng tử của cậu sẽ như thế nào ha ha cậu nhìn thì không sao nhưng không được có ý nghĩ riêng với anh ấy đấy vì anh ấy là của tớ, lục thiên điệp trịnh trọng nói. Yên tâm đi, tớ mới không phải là người như vậy, nói không chừng bạch mã hoàng tử của cậu đã sắp đại thọ 60 rồi đó. Hứa Bích Hoài trêu ghẹo nói. Biến, không cho cậu nói bậy bạ, bạch mã hoàng tử của tớ chắc chắn sẽ rất tuấn tú tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đốn tim vô số thiếu nữ. Lúc này Lâm Thanh Diện đi từ trong phòng ra, Lục Thiên Điệp nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì lập tức ghét bỏ bĩu môi nói, đúng là mất hứng mà, tớ đang nói tới bạch mã hoàng tử của mình đấy, tại sao tên ăn hại này lại chạy ra rồi. Tớ cảm thấy Lâm Thanh Diện cũng rất tốt mà, chưa chắc đã thua kém bạch mã hoàng tử của cậu đâu. Hứa Bích Hoài cười nói, anh ta sao, ngay cả tư cách sách xếp cho bạch mã hoàng tử của tớ cũng không đủ, Bích Hoài à, cậu gả cho anh ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, thừa dịp vẫn còn kịp, cậu đá anh ta đi. Đến lúc đó bạch mã hoàng tử của tớ đến tìm, Tớ sẽ bảo anh ấy giới thiệu mấy người đàn ông chất lượng cho cậu, chắc chắn là ngon hơn Lâm Thanh Diện này gấp trăm lần. Lâm Thanh Diện nghe được Bạch Mã hoàng tử trong miệng Lục Thiên Điệp nói chính là anh, anh cũng không nghĩ tới chỉ là tiện tay tặng quà lại có thể khiến cho Lục Thiên Điệp phản ứng mạnh như vậy. Có điều anh cũng không có ý định nói ra, không biết sau này lúc Lục Thiên Điệp biết được Bạch Mã hoàng tử trong mắt cô ta chính là tên ăn hại Lâm Thanh Diện anh thì cô ta sẽ có phản ứng thế nào đây chương 35, giúp cậu thanh toán hết hóa đơn rồi. Chuyện đại gia, trái tim của hướng dương, donate 1,5 tỷ liên tục trên phòng phát sóng trực tiếp của Lục Thiên Điệp đã lan truyền rộng khắp cộng đồng mạng chỉ trong một giờ đồng hồ. Chuyện này thậm chí đã trở thành hot sớt nổi bật trên mạng, rất nhiều người muốn xem xem, trái tim của hướng dương, này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể hào phóng bỏ ra tận 1 tỷ rưỡi cho một nữ streamer. Không ít phương tiện truyền thông đã nắm bắt cơ hội này, bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, các thể loại tin tức được bùng nổ bởi những người nắm tình hình, thu hút cộng đông mạng quan tâm theo dõi. Trong số đó có một phỏng đoán được mọi người tin tưởng nhất, cho rằng trái tim của hướng dương là thiếu gia của một cậu chủ gia tộc nào đó, vì thích lục thiên điệp nên đã bỏ ra cả ngàn vàng chỉ để chiếm được trái tim của nàng. Mà chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tin tức về vị đại gia trái tim của hướng dương và nữ streamer thiên tâm điệp đã lọt ra ngoài. Có người nói hai người này đã ở bên nhau từ lâu rồi, nhưng sau đó vì một số lý do mà chia tay, đến khi trái tim của hướng dương phát tài, liên chạy về tặng thưởng cho thiên tâm điệp. Cũng có người nói trái tim của hướng dương là cha nuôi của thiên tâm điệp, tặng một tỷ rưỡi cũng chỉ là việc làm cơ bản mà thôi. Nhưng mọi người đều muốn tin vào phiên bản thiếu gia nhà giàu yêu nữ streamer. Hứa Bích Uyên bị cấm túc trong nhà không được ra ngoài, sau khi nhìn thấy tin tức này, cô ta lập tức khịt mũi rẻ biểu thiếu ra nhà giàu gì chứ có thế nào đi nữa cũng không thể lợi hại bằng chồng tương lai của tôi đâu tại tổng bộ livestream đấu xa quản lý kỹ thuật đang nhìn chằm chằm vào mấy chiếc máy tính trước mặt đôi mày nhíu chặt lại một vài nhân viên kỹ thuật đang mau chóng tìm kiếm lỗ hồng trong hệ thống sao rồi tìm ra được chưa cái tên trái tim của hướng dương đó có phải đã lợi dụng lỗ hồng để lấy quả không quản lý kỹ thuật lên tiếng hỏi không hề hệ thống vẫn vận hành bình thường, tài khoản trái tim của hướng dương cũng không có gì bất thường, nhân viên kỹ thuật trả lời. Quản lý lập tức cao mày, anh lần đầu tiên gặp phải chuyện thường một lần tận một tỷ rưỡi này, nên anh cảm thấy như có người đang lợi dụng sơ hở hệ thống để lấy quà tặng. Lúc này giám đốc của truyền hình đấu xa bước tới, quản lý kỹ thuật lập tức đi lên nói qua về chuyện này. Vị giám đốc kia nghe xong liền bật cười, nói trái tim của hướng dương là tài khoản của ông chủ mới của chúng ta, phần thưởng của anh ấy, không có gì sai sót đâu. Quản lý kỹ thuật và mấy người nhân viên nghe xong thì trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ trái tim của hướng dương lại là tài khoản của sếp mình. Sau này chỉ cần là streamer mà ông chủ theo dõi, thì hãy tăng độ tuyên truyền lên cho tôi, nghe rõ chưa? Vâng, mà người trong cuộc là Lục Thiên Điệp và Lâm Thanh Diện lại không hề biết chuyện này đã thu hút ảnh hưởng nhiều đến thế nào, lúc này họ đang ở nhà của hứa Bích Hoài, bàn bạc chuyện ra ngoài dạo phố. Bích Hoài, tớ quên mất không nói với cậu, lần này tớ đến tìm cậu, là để thông báo cho cậu biết, tuần sau họp mặt các bạn đại học của chúng ta, lớp trường điểm danh cậu đi rồi đó, Lục Thiên Điệp nói. Hả, tổ chức họp lớp nhanh thế á, à? hứa Bích Hoài hơi ngạc nhiên, mấy năm nay cô sống không tốt lắm, lại thêm cả danh tiếng của Lâm Thanh Diện, thế nên cô không muốn đi họp mặt bạn bè. Đúng vậy, thế nên hôm nay tớ đến tìm cậu để cùng đi dạo phố đấy, tớ muốn mua một ít đồ trang điểm, đến lúc đi họp lớp phải đẹp cho bọn họ lóa mắt. Tớ nghe nói mấy năm nay lớp trường sống tốt lắm, nghe nói cậu ấy đã là giám đốc công ty con của tập đoàn Thiên Dương, mà hình như vẫn còn lưu luyến cậu lắm, cậu biết đường nắm bắt cơ hội đi nhé, Lục Thiên Điệp cười xấu xa nói. Đừng phá nữa, tớ là người đã có gia đình rồi đấy, hứa bích hoài lắc lắc đầu. Kết hôn rồi thì sao, ai mà không biết đức hạnh của Lâm Thanh Diện thế nào, lớp trường bây giờ là giám đốc công ty con của tập đoàn Thiên Dương đấy, Danh tiếng mấy năm nay của tập đoàn Thiên Dương không phải cậu chưa từng nghe đến, còn Lâm Thanh Diện thì sao, chỉ là thứ ăn bám vợ ở nhà cậu thôi, làm sao sánh được với lớp trưởng chứ?" Lục Thiên Điệp vừa nói vừa liếc mắt sang Lâm Thanh Diện khinh bỉ, cảm thấy nói mấy lời này trước mặt Lâm Thanh Diện chẳng có gì là không thích hợp cả. Hứa Bích Hoài không để tâm đến lời nói của Lục Thiên Điệp, bởi vì cô biết, Lâm Thanh Diện không hề tồi tệ như mọi người nói. Mà ngược lại, Thời gian này sống chung với Lâm Thanh Diện, khiến cô cảm thấy Lâm Thanh Diện là một người thâm sâu khó đoán. Được rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi, cậu đừng có ở đây nói tớ nữa." Hứa Bích Hoài đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó quay sang nói với Lâm Thanh Diện, "Anh đi cùng với bọn em đi." Lâm Thanh Diện cười rồi gật đầu. Lục Thiên Điệp lập tức trợn tròn mắt, cô kinh ngạc hỏi, "Hoài, cậu điên rồi à, sao lại để anh ta đi dạo phố với chúng ta?" Hứa Bích Hoài cười nói, cho anh ấy đi cùng, như thế thì sẽ có người sách đồ hộ tớ rồi. Hoài, cậu không định, ở cùng anh ta cả đời thật đấy chứ, trong giọng nói của Lục Thiên Điệp mang ý không thể tin nổi. Nếu như anh ấy thể hiện tốt, thì cũng không phải không có khả năng, hứa Bích Hoài bật cười. Lâm Thanh Diện cũng cười theo cô. Lục Thiên Điệp chỉ thấy tai mình có vấn đề rồi, rất lâu sau vẫn không phản ứng lại. Ba người cùng nhau đi đến khu mua sắm, lục thiên điệp muốn mua một ít đồ trang điểm nên cô đi thẳng đến khu bán đồ trang điểm cao cấp hai người mua trước đi tôi đi vệ sinh một lát lâm thanh diện lên tiếng đúng là rảnh rỗi thật lục thiên điệp nói đây khinh bỉ lâm thanh diện quay người rời đi nhưng anh không đi đến nhà vệ sinh mà đi đến một góc ở ngã rẽ thiếu ra mấy ngày không gặp nhìn cậu có tinh thần hơn nhiều rồi ông độ cười nói có chuyện gì nói đi lâm thanh diện bình tĩnh trả lời cũng không có chuyện gì chỉ là nhìn thấy thiếu ra đi mua sắm nên tôi đã giúp cậu thanh toán trước hết rồi trong khu mua sắm này cho dù cậu mua cái gì cũng không cần bỏ tiền ra nữa ông độ nói ông nghĩ rằng dùng cách này có thể khiến tôi đồng ý quay về nhà họ lâm sao tôi luôn tin rằng chỉ cần kiên trì bên bỉ thì không có chuyện gì là không làm được vậy tôi chỉ có thể nói là ông nghĩ nhiều rồi lâm thanh diện không nhiều lời Lập tức quay người đi về chỗ của Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp. Hai cô gái đứng trước quầy mỹ phẩm của Sanen, hai mắt dán chặt lên những món mỹ phẩm trên quầy. Bích Hoài, tớ nghe bọn họ nói mẫu này dùng tốt lắm, tớ muốn mua một bộ từ lâu rồi, Lục Thiên Điệp mở miệng nói. Tớ cũng nghe nói thế, nhưng mà đắt quá, một bộ này tốn 3 tháng lương của tớ đấy. Đương nhiên Hứa Bích Hoài cũng muốn dùng mỹ phẩm tốt, nhưng lương tháng lại quá ít, với những món đồ trang điểm đắt tiền thế này, cô cũng chỉ có thể đứng ngắm mà thôi. Nếu thực sự muốn mua, thì sẽ sót ví lắm. Lục Thiên Điệp vừa nhận được món quà một tỷ rưỡi, chia đôi cũng được 750 triệu, cho dù như thế, cô cũng vẫn có chút không nỡ mua. Bích Hoài, cậu nói xem tớ có nên mua bộ này không? Lục Thiên Điệp nhìn chăm chằm vào hứa Bích Hoài rồi hỏi. Hứa Bích Hoài không nói gì, bỗng có một người phụ nữ đeo kính tâm hơn 30 tuổi bước tới, nhìn qua có vẻ là một người rất giàu có. Cô ta nhìn hai người Lục Thiên Điệp và hứa bích hoài với vẻ khinh thường, rồi nói, không mua nổi thì đừng có chắn đường ở đây nữa, đừng làm cản trở bà đây chọn mỹ phẩm. Audio điện tử võ tấn bền mươi 36, mọi người là khách quý của tiệm chúng tôi. Lục Thiên Điệp ngay lập tức phẫn nộ, hứa bích hoài tính cách châm lặng, sẽ không tính toán với loại người này, nhưng cô bạn thì không. Lục Thiên Điệp trợn mắt lên với người đàn bà kia, rồi nói, cái cô này nói chuyện kiểu gì đấy, cô dựa vào cái gì mà bảo bọn tôi tránh ra? Khu mua sắm này là của nhà cô chắc. Người phụ nữ kia cười ha hà đáp lại, dựa vào cái gì á? À? Dựa vào việc tôi có thể mua được mỹ phẩm ở đây, còn các cô thì không? Lục Thiên Điệp bị lời nói của cô ta chặn hỏng ngay lập tức, nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào. Người phụ nữ kia thấy Lục Thiên Điệp không nói gì thì lại càng kiêu ngạo, giọng đây đắc ý, mấy kẻ nghèo rách như các cô, thì không nên đến mấy chỗ như này đâu, các cô ra khu mỹ phẩm giảm giá ở đằng kia mà xem đi, đỡ phải ở đây làm lãng phí thời gian của mọi người. Cô, Lục Thiên Điệp tức giận tới mức lông ngực phập phông mạnh mẽ theo từng nhịp thở. Người phụ nữ ấy chẳng thấy thái độ của mình có gì sai cả, với những người không có tiên bằng cô ta thì nên đối xử như thế. trông hai người các cô cũng xinh xắn đấy, nếu tìm cho mình một người đàn ông có tiền thì không chừng còn có thể mua được mỹ phẩm ở đây nhưng nhìn dáng vẻ này thì chắc các cô chưa tìm được đàn ông như thế rồi vừa nói cô ta vừa nhìn sang phía lâm thanh diện ở bên cạnh nét khinh bỉ trong ánh mắt càng thêm phân mãnh liệt người đàn ông này nhìn qua đã thấy là không có bản lĩnh gì rồi các cô ai mà gả cho anh ta thì cả đời cũng đừng mong mua được mỹ phẩm của chỗ này người đàn bà đó lại cần nhằn thêm một câu mặc dù lục thiên điệp rất khó chịu với người phụ nữ đang đứng trước mặt mình nhưng nghe câu nói vừa rồi Lục Thiên Điệp lại cảm thấy thực sự cô ta nói không sai. Cô quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, người ta nói không sai đâu, nếu anh có chút bản lĩnh thì Bích Hoài cũng không phải ở đây chịu bị người ta làm cho tức chết như thế. Lâm Thanh Diện không biết làm thế nào, cho dù anh đi đến đâu, thì vẫn là nằm không cũng dính đạn. Hứa Bích Hoài kéo kéo cánh tay cô rồi bảo, được rồi Điệp, chúng ta không cân hạ thấp mình nói chuyện với cô ta, bây giờ không muốn mua thì để sau quay lại mua đi. Si, có quay lại thì mấy cô vẫn không mua được thôi, xinh đẹp thì đã sao, vẫn chẳng có người đàn ông nào chịu mua đồ trang điểm cho mình, người phụ nữ cứ làm nhảm không ngừng. Lúc này cửa hàng trường của Sanen đi về phía các cô, người phụ nữ kia thấy thế liên đi ngay qua, cô ta nói, mấy người mau đuổi ba kẻ nghèo rách kia đi cho tôi, đừng để làm ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của tôi. Cửa hàng trường nhìn cô ta một cái, biểu hiện không quá nhiệt tình, mà chỉ lạnh nhạt nói, xin lỗi, nếu cô còn vô lễ với khách quý của cửa hàng chúng tôi nữa thì người chúng tôi phải đuổi ra là cô đấy người phụ nữ kia nghe chủ tiệm nói vậy liên sướng sờ lục thiên điệp và hứa bích hoài cũng lặng cả người khách quý đây là chuyện gì vậy anh có ý gì thế ba kẻ nghèo nàn rách giới kia căn bản không thể mua được mỹ phẩm ở đây làm sao lại là khách quý của các anh được tôi đang muốn mua mỹ phẩm của các người đấy nhưng thái độ của mấy người như thế tôi không thèm mua nữa đâu, người phụ nữ kia lập tức nổi giận đùng đùng. Nhưng cửa hàng trường không thèm dỗ dành cô ta, người phụ nữ đó mà so với ba người lâm thanh diện thì cũng chẳng coi là khách hàng quan trọng gì. Còn về ba người lâm thanh diện, có người đã đặc biệt dặn dò anh ta rằng chỉ có làm ba người họ vui vẻ thì mới có thể làm ăn lớn được. Ba vị khách quý, thực sự ngại quá, khiến ba vị gặp phiên phức rồi, cửa hàng chúng tôi trước giờ không từ chối khách hàng vào xem, để thể hiện thành ý của chúng tôi, xin tặng hai bộ sản phẩm này cho các vị. Cửa hàng trường vừa nói vừa quay lại gọi người mang hai bộ mỹ phẩm đóng gói vô cùng tinh xảo đến, đưa cho hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp. Hai người đều lặng người nhận lấy bộ đồ kia, sau đó cả hai người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Đây là túi quả trang điểm cao cấp mới nhất của Sanen, Lục Thiên Điệp nuốt nước bọt. Đúng vậy, mẫu mỹ phẩm này cực kỳ phù hợp với khí chất của hai cô, tôi tin rằng sau khi các cô dùng bộ mỹ phẩm này, sức hút sẽ tăng lên một đẳng cấp mới, cửa hàng trưởng cười nói. Nhưng, bộ mỹ phẩm này tận mấy chục triệu, các anh cứ thế tặng cho chúng tôi sao? Lục Thiên Điệp ngạc nhiên. Đúng vậy, hai bộ mỹ phẩm này chính là để dành tặng cho hai cô, mong hai cô hãy nhận cho, cửa hàng trưởng cung kính trả lời. Người phụ nữ đứng bên cạnh liên tức đỏ cả mắt, cô ta trực tiếp đi đến trước mặt cửa hàng trường, nói anh cũng tặng tôi một bộ đi. Người phụ nữ này tuy không thiếu tiên, nhưng với bộ mỹ phẩm đẳng cấp thế này, cô ta cũng không nỡ bỏ tiền ra mua, cô ta đến đây cũng chỉ định mua ít đồ bình thường thôi. Bây giờ lại thấy vị cửa hàng trường kia tặng hai bộ cho Lục Thiên Điệp và hứa Bích Hoài, đương nhiên cô ta vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Xin lỗi, không có của cô, thái độ của cửa hàng trường trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Dựa vào đâu mà bọn họ có, tôi thì không, tôi là khách quen của cửa hàng các anh đấy, các anh làm như thế không sợ mất một vị khách như tôi à? Hai người bọn họ không thể trở thành khách quen của cửa hàng này đâu, người phụ nữ kia tự cho rằng bản thân mình rất quan trọng. Xin lỗi, nhưng cũng không có cô cô đâu, bộ mỹ phẩm của hai người này đã có người trả tiền rồi, nếu cô muốn thì tự bỏ tiền ra mà mua, cửa hàng trưởng nói. Có người trả tiền rồi, là ai trả thế? Lục Thiên Điệp vội vã hỏi. Xin thứ lỗi, chuyện này chúng tôi không thể nói được, cửa hàng trưởng trả lời lén lén liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài cũng vô thức nhìn sang phía Lâm Thanh Diện, trong ấn tượng của cô, tiền riêng của Lâm Thanh Diện cũng không phải như một cách bình thường đâu. Người phụ nữ kia vừa nãy còn nói Lục Thiên Điệp không tìm được người đàn ông chịu trả tiền mua mỹ phẩm cho mình, quay đầu lên có người tặng cho cô và Hứa Bích Hoài bộ mỹ phẩm cao cấp nhất, có thể nói đây chính là một cú đánh trực tiếp vào mặt cô ta. Cô ta nhìn bộ mỹ phẩm trong tay Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài mà vừa ngưỡng mộ, vừa nghiến răng nghiến lợi vì đố kỵ. Hôm nay mấy người nhất định phải tặng tôi một bộ mỹ phẩm giống như bọn họ, nếu không. Nếu không tôi sẽ không mua của mấy người nữa đâu, người phụ nữ kia đấm ngực dậm chân, bắt đầu dở trò vô lại. Cửa hàng trường thấy thế, liền gọi bảo vệ trong cửa hàng qua bảo, đuổi người phụ nữ thích gây chuyện này ra ngoài cho tôi, thông báo đến các chỉ nhánh khác của Sanen, sau này sẽ không bán một sản phẩm nào của chúng ta cho cô ta nữa bảo vệ lập tức đuổi người phụ nữ kia ra ngoài, không chút nể nang. Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài nhìn dáng vẻ uất ức của cô ta, trong lòng cười thâm, nghĩ cô ta đúng là đáng đời. Hừ, vừa nãy còn ra oai lắm mà, bây giờ sao lại không nói được gì nữa rồi. Kẻ không coi người khác ra gì, bây giờ tất cả cửa hàng của Sanen đều không bán cho cô nữa rồi, để xem sau này cô còn dám đi đâu lên mặt ra oai nữa. Lục Thiên Điệp cười vui vẻ trên nỗi đau của cô ta. Sau khi nhìn người phụ nữ kia bị đuổi ra ngoài, Lục Thiên Điệp nhìn chăm chăm vào bộ sản phẩm trên tay mình, lại nghĩ đến chuyện hôm nay được thường trên phòng livestream, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ khiến cô vô cùng phấn khởi. Chẳng nhã, vận đào hoa của cô đã đến thật rồi sao? Cô nhìn hứa bích hoài, kích động hỏi, cậu nói xem, cái người trả tiên cho chúng ta, liệu có phải là bạch mã hoàng tử của tớ không? mươi 37, đem bán tivi rồi. Cũng rất có thể, dù sao thì cũng không có mấy người có thể mua nổi những mỹ phẩm đắt tiền này hứa bích hoài suy nghĩ và gật đầu lúc này vừa đúng lúc lục thiên điệp bắt gặp lâm thanh diện đứng bên cạnh cười cười cô liên trừng mắt nhìn lâm thanh diện rồi lên tiếng anh cười cái gì mà cười dù sao thì người mua bộ mỹ phẩm này tặng tụi tôi cũng không thể nào là anh được bích hoài tớ nghĩ cậu cũng đừng đặt hy vọng vào người bất tài này nữa người như anh ta e là cả đời này cũng không tặng nổi mỹ phẩm đắt tiền như vậy cho cậu đâu Hứa Bích Hoài nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, lúc nãy cô còn nghi ngờ bộ mỹ phẩm đó có phải do anh mua hay không. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thanh Diện vẫn luôn đi chung với họ, cho nên cô cũng nghĩ bộ mỹ phẩm này do chàng bạch mã hoàng tử của Lục Thiên Điệp mua tặng. Nhưng như vậy cũng không khiến cho cô nghĩ rằng Lâm Thanh Diện không mua nổi bộ mỹ phẩm đắt tiên như vậy để tặng cô, vì dù sao thì trái tim thần Venus, anh cũng đã tặng cô rồi, bộ mỹ phẩm này thì có đáng là gì đâu sau khi cửa hàng trường gói lại mỹ phẩm của hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp, Lâm Thanh Diện phụ trách sách đồ, ba người họ đi ra khỏi cửa hàng đại lý của Sanen. Nhìn theo bóng dáng của ba người rời đi, cửa hàng trường không khỏi cảm thán, những món đồ này rõ ràng là dùng tên anh chàng đẹp trai đó mua, sao cô gái đó lại khinh thường anh ấy như vậy, thật không hiểu suy nghĩ của những người giàu có bây giờ. Ba người tiếp tục đi dạo lúc ở trung tâm thương mại, có điều khiến hai cô gái khó hiểu chính là những cửa tiệm cao cấp của trung tâm thương mại đó giống như là họ đã kế hoạch thông đồng với nhau vậy, vừa nhìn thấy ba người họ liên nhiệt tình chào mời. Rồi sau đó đều là đích thân cửa hàng trưởng ra tiếp chuyện, đồng thời họ cũng tặng cho hai cô những món đồ đắt nhất trong cửa tiệm của mình. Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài vẫn chưa hết ngơ ngác, đây có thể nói là lần đầu tiên hai cô đi dạo trung tâm thương mại mà trung tâm thương mại đó giống như của nhà mình vậy không cần biết là gì, đều có người miễn phí đưa tặng họ. Lục Thiên Điệp tò mò hỏi những cửa hàng trường đó rằng rốt cuộc những món đồ đó là do ai thanh toán giúp bọn họ. Những cửa hàng trường này đều lịch sự cười cười đáp lại chứ không tiết lộ thêm gì, cũng có người lén liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nhưng mà câu trả lời mà Lục Thiên Điệp nhận được đều là không thể tiết lộ. Nhân vật thần bí này khiến cho Lục Thiên Điệp cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng cơ bản thì cô có thể khẳng định người thanh toán giúp họ chính là hôm nay lúc livestream đã ao ngay sau khi tặng quà xong anh ao mà không nói lời nào cũng thân bí giống như người thanh toán đồ giúp họ trong trung tâm thương mại này hứa bích hoài cũng cho rằng người mua đồ giúp các cô chính là vì dù sao thì hai người họ cũng không nghĩ ra là ai khác được chỉ có mỗi mình lâm thanh diện biết những món đồ này là do ông độ vì muốn lấy lòng anh nên mới cố tình mua những món này cũng vì có sự so sánh với nên lục thiên điệp càng khinh thường lâm thanh diện hơn cô khinh thường đến mức nhìn anh không khác gì rác rưởi. Nếu không phải vì những biểu hiện trong thời gian gần đây của Lâm Thanh Diện, không chừng hứa Bích Hoài cũng bị những lời của trách Lâm Thanh Diện của Lục Thiên Điệp khiển cho cô bị lung lay. Sau khi dạo một vòng trung tâm thương mại, trên tay Lâm Thanh Diện sách đầy túi lớn túi nhỏ, toàn bộ đều là hàng cao cấp, tổng giá chỉ cộng lại e là cũng phải từ mấy trăm triệu trở lên. Ông Độ vì muốn lấy lòng Lâm Thanh Diện mà không màng đến phí tổn, nhưng con số này đối với nhà họ Lâm mà nói thì cũng chỉ là con số còn con không đáng kể. Chỉ có điều là Lâm Thanh Diện đã không còn là cậu bé vô tư của ngày trước, số tiền đó nhà họ Lâm không để ý thì Lâm Thanh Diện cũng vậy. Anh cầm cẩn thận cho tôi, những món này đều là do chàng Bạch Mã hoàng tử của tôi tặng tôi, nếu như anh làm hư bề thì đền không nổi đâu." Lục Thiên Điệp lên tiếng, nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt bất mãn nếu đem so sánh lâm thanh diện với chàng bạch mã hoàng tử trong lòng cô thì lâm thanh diện không khác gì thứ rác rưởi ba người họ bước ra khỏi trung tâm thương mại với đống thu hoạch lớn trong tay sau khi gọi được xe lục thiên điệp lấy những món đồ của mình để lên xe rồi chào tạm biệt hứa bích hoài sau đó cô rời đi trước bích hoài nhớ buổi họp mặt bạn bè tuần sau nha cậu mà không đi thì lớp trường sẽ buồn lắm đó trước khi rời khỏi lục thiên điệp không quên nhắc nhở cô bạn mình lâm thanh diện sách theo đồ và cùng với hứa bích hoài về nhà khi về đến trước cổng khu nhà anh phát hiện ra chú bán bánh trứng hôm nay không thấy bán anh cũng không nghĩ ngợi nhiêu hai người vào nhà và đặt mấy túi đồ lên bàn tống huyền khanh từ trong phòng bước ra nhìn thấy hai người họ mua nhiều đồ như vậy bà liên chạy đến mở ra xem bích hoài mẹ nghe nói những món này đều là đồ cao cấp đắt tiền rốt cuộc lần trước con đi triển lãm nhận được bao nhiêu phần trăm hoa hồng mà dám mua nhiều món đồ cao cấp đắt tiền như thế này tống huyền khanh không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi đây đều là do người trong mộng của thiên điệp tặng đó con không tốn đồng xu nào hứa bích hoài giải thích tống huyền khanh vừa nghe hết lời đã trợn mắt ngạc nhiên bà lên tiếng hỏi người trong mộng của cô ấy giàu vậy sao chắc là vậy tống huyền khanh liên xoay qua nhìn lâm thanh diện ánh mắt bà càng thêm phần khinh rẻ cậu nhìn xem người ta kìa, rồi nhìn lại bản thân mình xem, những món đồ này còn phải người khác tặng con gái tôi, sao nhà chúng tôi lại gặp phải loại người như cậu cơ chứ? Những thứ này con cũng có thể tặng cho Bích Hoài, Lâm Thanh Diện nói. Cậu lấy gì mà tặng? Suốt ngày cậu chỉ biết ăn của nhà chúng tôi, uống của nhà chúng tôi, chẳng lẽ cậu còn muốn lấy tiền của con gái tôi xài? Nếu cậu mà có suy nghĩ đó thì mau cút khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt. Tống Huyên Khanh thốt lên những câu khó nghe hứa bích hoài thấy tống huyên khanh lại bắt đầu gây sự cô có chút chán nản mẹ mẹ nói vậy nữa là con sẽ giận đó nha tống huyền khanh bĩu môi lúc này bà mới thôi không nói lâm thanh diện nữa rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bà lên tiếng đúng rồi con gái hôm nay chú vương của con có đến nhà mình ông ấy thích cái tivi của nhà mình ông ấy nói tivi nhà mình là loại số lượng có hạn có tiền cũng mua không được ông ấy muốn mua một cái lâu lắm rồi chú Vương của con đồng ý ra giá 120 triệu để mua tỷ vi nhà mình đó, mẹ nhớ tivi này nhà mình mua 114 triệu, bán cho chú Vương của con giá 120 triệu, chúng ta vẫn còn lời 6 triệu, vì vậy nên mẹ để cho ông ấy mang tỷ vi đi rồi. Lúc này hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện mới phát hiện, chiếc tivi ở phòng khách đã trở lại là chiếc tỷ cũ trước đây. Hứa Bích Hoài liên lên tiếng hỏi, mẹ, sao mẹ chưa qua sự đồng ý của con mà đã bán cái tỷ vi rồi, cái tivi đó là do Lâm. Úi dào, con gái à, dù sao thì tivi cũng là do con mua cho ba mẹ, ba mẹ hiểu tấm lòng của con là được, cái tivi lớn như vậy, mẹ coi cũng không quen lắm, chỉ bằng đổi thành tiền mặt hay hơn, Tống Huyền Khanh cười nói. Hứa Bích Hoài không còn nói được gì, cái tivi đó là do Lâm Thanh Diện mua, nên cho dù là muốn bán thì cũng phải qua sự đồng ý của Lâm Thanh Diện mới được chứ. Mẹ, mẹ có phải mẹ già rồi lấm cầm không? chú vương đó là người như thế nào mẹ không biết sao chú ấy trước giờ toàn chỉ có cái miệng nói rất hay mẹ đưa tỷ vi cho chú đó rồi vậy tiên đâu hứa bích hoài chất vấn bà chú vương của con nói gần đây hơi kẹt tiên qua thời gian nữa sẽ đưa tống huyền khanh trả lời hứa bích hoài tự vỗ vào đầu mình cô thừa biết câu nói như vậy của chú vương có nghĩa là số tiên đó không có năm ba năm cũng đừng mong lấy về được đương nhiên Mấu chốt vấn đề vẫn là bà chưa qua sự đồng ý của Lâm Thanh Diện mà đã đem bán tỷ vi rồi. Mẹ quên lần trước chú Vương mượn tiền của nhà mình, 5 năm rồi chú vẫn chưa trả sao, sau đó ba nói hoài nói mãi mới lấy lại được 70%, loại người như chú Vương chính là vô liêm sỉ. sao mẹ lại cho chú ấy mang tỷ vi đi, với lại ít ra mẹ cũng phải thương lượng với con trước chứ, hứa Bích Hoài hơi tức giận. Hả, con gái, con nói mẹ mới nhớ chú ấy mượn tiền nhà mình vậy giờ tivi chú ấy đã đem đi rồi, phải làm sao đây? Tốn huyền khanh bày ra dáng vẻ ấy náy biết lỗi. Hứa bích hoài tức giận không muốn nói với bà nữa, cô xoay qua nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt ấy náy. Lâm Thanh Diện nhìn hứa bích hoài cười cười và nói, không sao đâu. Buổi tối trở về phòng, hứa bích hoài ấy náy nhìn Lâm Thanh Diện và nói, thật sự xin lỗi anh, con người của mẹ em là vậy, em cũng hết cách, tiền tivi, em sẽ nghĩ cách trả cho anh. Em đừng nói nghe xa lạ như vậy, cái tivi đó mua cho ba mẹ em mà, muốn xử lý như thế nào thì tùy ý ba mẹ thôi, anh không để ý đâu." Lâm Thanh diện lên tiếng trả lời. "Nhưng mà, chú Vương đó vốn vô liêm sỉ như vậy, chú ấy mang tivi đi như vậy, đâu khác gì cho không, tiền đó chắc chắn sẽ không đòi lại về được. Mẹ em đúng là bị bỏ bùa, sao lại có thể đi tin lời của chú Vương nói được chứ?" Hứa Bích Hoài thở dài nói. "Chú Vương là chú trước đây đã đến nhà một lần sao?" Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài gật đầu. Lâm Thanh Diện có chút ấn tượng với chú Vương đó, con người ông ta thật sự rất vô liêm sỉ, hơn nữa còn ép anh cho tiền ông ta, ông ta còn đập bể chai rồi còn nói anh, khiến cho anh hết hồn xém chút bị bệnh tim. Trình độ đáng gờm đó của ông có thể đem so sánh với Tống Huyền Khanh rồi. Chuyện này em không cần phải lo, anh sẽ đòi được tiên về, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa Bích Hoài có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thời gian gần đây, Lâm Thanh Diện đã làm rất nhiều chuyện mà cô không thể ngờ tới được, nên tận sâu trong lòng cô cũng lựa chọn tin lời anh nói. Cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm, hôm nay đi dạo trung tâm thương mại cả ngày trời, nên toàn thân cũng đều cảm thấy mỏi mệt. Cô vừa định tự dùng tay xoa bóp chút thì bất chợt cô nhớ lại cái cảm giác mà đêm qua Lâm Thanh Diện giúp cô xoa bóp. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó e dè và nhỏ tiếng nói, "Anh, anh có thể xoa bóp dùm em chút được không?" đêm qua cảm giác rất thoải mái. chương 38, giúp em xoa bóp một chút. Nghe được câu nhờ và của hứa bích hoài, Lâm Thanh Diện liền lộ ra nụ cười trêu chọc. Anh đi đến chỗ bên cạnh cô, kéo cô nằm sấp xuống, sau đó lên tiếng nói, lần này có thể anh sẽ dùng sức hơn chút, nếu đau thì nói cho anh biết. Hứa bích hoài gật đầu, toàn thân cô thả lỏng, không hề có chút đề phòng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bắt đầu dùng thủ pháp xoa bóp tinh tế của mình để xoa bóp cho hứa Bích Hoài. Xương cốt trên người hứa Bích Hoài vang lên tiếng kêu răng rắc, miệng cô phát ra tiếng rên kỳ lạ bởi lực xoa bóp của Lâm Thanh Diện. Nếu không tận mắt nhìn thấy hai người họ đang làm gì, thì với tiếng rên đó dễ dàng khiến cho người khác nghe được sẽ tưởng rằng hai người họ đang. Lâm Thanh Diện bị tiếng rên của cô làm cho suýt mất kiêm chế, dù sao thì anh cũng là đàn ông, Nghe được âm thanh như vậy khó mà có thể tránh khỏi việc có phản ứng. Thêm vào sự di chuyển của cơ thể cô, thỉnh thoảng anh còn có thể nhìn thấy những hình ảnh thấp thoáng bên trong bộ quần áo rộng thoáng của cô. bình tĩnh bình tĩnh, lâm thanh diện này không phải loại người cơ hội như vậy. Sau này chắc chắn cô ấy sẽ chủ động bò lên người mình thôi. Lâm thanh diện cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, cố gắng tránh nhìn những chỗ không nên nhìn. Lâm thanh diện Thực ra nếu sàn nhà cứng qua khó ngủ thì anh có thể lên giường ngủ cũng được, Hứa Bích Hoài đột nhiên lên tiếng nói. Có thể nhìn ra được cô cũng có chút hồi hộp. Lâm Thanh Diện dừng tay lại và lên tiếng hỏi, "Thật sao?" Hứa Bích Hoài gật đầu và nói, "Nhưng mà anh dám động tay động chân em thì em sẽ một cước đạp anh rớt xuống giường." Lâm Thanh Diện cười cười, anh thầm nghĩ chỉ cần được lên giường ngủ, như vậy có nghĩa là quan hệ của hai người họ đã tiến thêm một bước. Rồi chuyện sau đó thì chắc cũng sẽ không quá xa nữa. Vậy, vậy hôm nay anh ngủ trên giường nha." Lâm Thanh Diện xác nhận lại lần nữa. Hứa Bích Hoài gật đầu và không nói thêm gì nữa. Sau khi Lâm Thanh Diện giúp Hứa Bích Hoài xoa bóp xong, anh lấy thêm một cái gối và để bên cạnh cô. Anh nằm trên giường, tâm trạng có chút thấp thỏm không yên, nghĩ xem mình nên nói gì. Nhưng khi anh nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Hứa Bích Hoài đã ngủ say rồi, bất chợt anh nở nụ cười anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm, im lặng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đưa hứa Bích Hoài đi làm về xong, Lâm Thanh Diện để ý chú bán bánh trứng hôm nay lại không bán, bất chợt trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng mà anh cũng không có cách liên hệ được chú đó nên cũng không thể tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì được. Lúc anh về đến nhà thì Tống Nguyên Khanh và hứa Quốc Hoa cũng đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mình anh. Ngay lúc này tiếng điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem phát hiện đó là tiếng tin nhắn riêng nhắc nhở của livestream đắt xa. Lâm Thanh Diễn nhấp vào bèn phát hiện đó là tin nhắn của Thiên Tâm Điệp. Anh ơi, anh đang làm gì đó, sao không đoái hoài đến người ta vậy hả? Những món đồ hôm qua ở trung tâm thương mại là do anh thanh toán phải không, em thích lắm. Anh ơi, sao anh không ad Facebook của em, người ta muốn cùng anh trao đổi giao lưu tình cảm sâu hơn nữa. Anh ơi, hôm nay nhất định anh phải xem ra livestream của em đó nhé, em có chuẩn bị món quà bất ngờ cho anh. Nhìn thấy những tin nhắn Messenger do Lục Thiên Điệp gửi đến, Lâm Thanh Diện bất lực cười buồn, anh không ngờ cô thật sự biến anh thành người trong mộng của cô. Lâm Thanh Diện nhấp vào phần livestream của Lục Thiên Điệp, anh phát hiện cô mặc bộ trang phục cổ trang, thần thái nhẹ nhàng tao nhã, dung mạo động lòng người, trên trán còn vẽ hình đóa hoa mai, khiến cho toàn thân trên dưới của cô toát lên sức hấp dẫn vô hạn. Lâm Thanh Diện phải thừa nhận rằng, cô bạn thân của hứa Bích Hoài có sắc thái rất mê hoặc lòng người. Ôi, anh hướng dương, anh vào rồi hả? Lục Thiên Điệp nhìn thấy đang xem livestream liền hưng phấn hẳn lên. Lão Đại Hoàng để tới rồi. Xin chân hóng. Anh vi VIP, xin được làm quen. Anh hướng dương, hôm nay người ta cố tình vì anh mà mặc bộ trang phục cổ trang đó, không biết anh có thích không? Lục Thiên Điệp tỏ ra thẹn thùng ngượng ngùng như cô gái đang yêu lão đại hướng dương tiểu điệp muội muội hôm nay cứ nhắc tới anh suốt anh không thể không nói gì rồi ao nha đúng vậy đúng vậy nếu lão đại vào rồi thì để lộ mặt ra đi không lộ mặt thì nói câu gì đó cũng được xin lão đại lên tiếng chuyện phát quà ngày hôm qua khiến cho độ hot livestream của lục thiên điệp tăng lên rất nhiều bộ phận kinh doanh của đắt xa cũng sắp xếp cho cô đứng đầu đề cử vì vậy nên số người theo dõi livestream cũng nhiều đáng kể lâm thanh diện đọc lời bình của những người đó bất chợt anh không nhịn được cười có vẻ như mọi người đã coi anh như đại gia thần bí lục thiên điệp thấy hướng dương vẫn không lên tiếng nói gì cô không khỏi sốt ruột bồn chồn liền lên tiếng nói anh hướng dương anh không muốn nói thì hát cho tụi em nghe cũng được em đoán anh hát chắc hay lắm vừa dứt lời không đợi xem lâm thanh diện có đồng ý hay không cô liên gửi lời mời anh lâm thanh diện không mấy hiểu về cái này nên sẵn tay nhấp vào không ngờ tiếp theo là cả livestream nhốn nháo xôn xao hẳn lên. Lão đại chuẩn bị hát rồi, hoàn hô 6661. Trông chờ, chắc tiếng của lão đại rất hay. Lão đại hoàng đế hát, nhất định phải thu âm lại. Lâm Thanh Diện theo dõi livestream với vẻ mặt ngơ ngác, anh không ngờ cái mình vừa nhấp vào là đồng ý lời mời ca hát. Nếu bây giờ anh không hát thì e là trăm nghìn người đang theo dõi livestream sẽ nổ tung về việc ca hát thì Lâm Thanh Diện không dị ứng lắm, mà ngược lại, trước đây anh rất thích ca hát, hơn nữa thực lực hát của anh nghe hay hơn cả một số người biết ca hát. Chỉ là vài năm nay anh trở nên ẩn giật hơn, nên thời gian ca hát cũng ít hơn, giờ thấy nhiều người đang hò hét cổ vũ như vậy khiến cho anh cũng có chút do dự. Dù sao thì cũng chỉ hát một bài thôi, cũng đâu có bị lộ cái gì. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Diện nhấp vào một bài có hát bè theo, bài đang rất hot trong thời gian gần đây. Bài này Lâm Thanh Diện chỉ nghe qua mấy lần, nhưng với các âm điệu tiết tấu của bài hát thì anh đã biết hết, hơn nữa anh còn tự ý thay đổi vài chỗ theo lý giải của riêng anh. Người trên thế gian này lượn lờ như mây khói. Lâm Thanh Diện vừa cất tiếng, toàn bộ tất cả mọi người theo dõi livestream đều im bặt vài giây, tiếp theo sau là các lời bình như muốn nổ tung màn hình, tất cả mọi người đều bị âm thanh của anh hút lấy. Ô mờ nghe hay quá đi. Tôi quỳ lại, giọng hát này khiến tôi nhớ đến mỗi tình đầu của tôi, ôi, chuyện xưa giờ thành mây khói. Mắt ngấn lệ kêu giọng hát này cuốn hút quá đi. Lục Thiên Điệp cũng ngây ngẩn cả người khi vừa nghe giọng hát của Lâm Thanh Diện. Trước đó cô vẫn còn nghi ngờ không biết hướng dương có phải là người đàn ông trung niên với cái bụng to phệ đầy mỡ hay không. Nhưng ngay lúc này đây, khi nghe được giọng hát của Lâm Thanh Diện, trong lòng cô có thể khẳng định bạch mã hoàng tử của cô chắc chắn là anh chàng cực kỳ đẹp trai anh hướng dương ơi, em cảm thấy, em cảm thấy em đã yêu anh rồi. Lục Thiên Điệp nói thẳng ra những gì trong lòng cô đang nghĩ mà không chút e dè hay thẹn thùng. Tất cả mọi người theo dõi livestream sau khi nghe xong bản nhạc của Lâm Thanh Diện hát, không ít người đã rơi lệ. Giọng hát của anh thâm châm mà bi thương, nhưng lại có sức cuốn hút rất mãnh liệt, tác động vào tâm trạng và cảm xúc của rất nhiều người. Sau khi hát xong bản nhạc, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình chưa làm tốt lắm. Tự anh cho rằng bản thân mình chỉ mới sử dụng khoảng 70% thực lực của mình mà thôi. Sau đó anh lại nhìn những lời bình luận trên màn hình, đọc tin nhắn của những người bị tiếng hát của anh mê hoặc, anh cũng không để ý gì, chỉ cười cười rồi thoát ra khỏi livestream. Lục Thiên Điệp vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cô nghĩ nếu như Lâm Thanh Diện đã đồng ý hát tặng cô bài hát thì chắc chắn điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng có ý thích cô. Cô nghĩ thầm này trước sau gì cũng sẽ đến gặp cô thôi. Cũng trong ngày hôm đó, có người đã thu âm lại giọng hát và bản nhạc của Lâm Thanh Diện và cài đặt làm nhạc nền cho một đoạn clip ngắn, kết quả là vừa đưa lên mạng đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm theo dõi. Không ít những người làm clip khác thấy vậy cũng bắt chước theo, họ lấy bài hát của Lâm Thanh Diện làm nhạc nền cho đoạn tác phẩm của mình, tất cả đều nhận được rất nhiều lượt theo dõi và phản hồi tốt. Cũng ngay lập tức trở thành nick hot nhất trên mạng, các trang mạng xã hội đều xuất hiện các bài viết và bình luận liên quan đến Tất cả mọi người đều nghĩ rằng giọng hát động lòng người như vậy, chắc chắn ngoại hình sẽ là anh chàng cực kỳ đẹp trai. Không chỉ có vậy, không ít các công ty âm nhạc có tiếng cũng bắt đầu tìm cách liên lạc với, tất cả bọn họ đều muốn ký hợp đồng với anh, muốn anh về đầu quân cho công ty mình và biến anh thành thần tượng nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc là ngoại trừ thông tin là hội viên cao cấp của livestream đắt xa trên mạng, ngoài ra không còn bất cứ thông tin nào khác. Điều này không khỏi khiến cho các công ty âm nhạc cảm thấy tiếc nuối. Nhân tài như vậy không làm ca sĩ thì thật là đáng tiếc. Nhưng với đương sự là Lâm Thanh Diện thì anh không hề biết những chuyện đang rùm rang trên mạng, hôm đó sau khi hát xong, anh cũng không để ý đến chuyện đó nữa. Nhưng ngược lại, Lục Thiên Điệp vẫn không ngừng nhắn tin riêng cho anh, nhưng anh đều không hồi âm. Thấy không hồi âm mình, cô buôn bực gọi điện cho Hứa Bích Hoài. Bích Hoài, tớ nói cho cậu biết, lần này tớ thật sự đã chìm trong bể tình rồi anh chàng có nick là anh chàng cực kỳ đẹp trai, hôm nay anh ấy hát tặng mình một bài hát, nghe hay cực, lục thiên điệp nói một tràn. Cậu gần đây mê trai đến mức hơi lố rồi đó nha, tớ đang làm việc mà cậu gọi điện cho tớ chỉ để nói cái này, hứa bích hoài trợn mắt trả lời cô. ối tại người ta không kiềm chế được mà, nhưng mà cậu đang làm việc hả, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, chút nữa tớ kiếm cậu rồi chúng ta từ từ nói chuyện nam thần của tớ sau. Chiều hôm đó, một mình Lâm Thanh Diện đi ra trước cổng khu chung cư cách nhà không xa. Không lâu sau, Lý Huỳnh Thái dẫn theo vài người đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. "Anh Diện, em đã điều tra ra rồi, người đó tên Vương Quảng Nguyên ở một mình, con trai và con gái của ông ta thỉnh thoảng có ghé về thăm ông, nhưng không thường xuyên. Người này ở khu vực xung quanh đây nổi tiếng vô liêm sỉ, bất kể là cái gì ông cũng muốn kiếm lời cho bản thân, hàng xóm xung quanh đều rất ghét ông ta." nhưng mà ông ta lại nhát gan lắm nghe nói trước đây vì muốn kiếm trác với xã hội đen nên từng bị xã hội đen đánh cho nên chỉ cần người nào có khuôn mặt dữ tợn nói chuyện với ông ta ông ta đều sẽ rất khách sáo lịch sự lý huỳnh thái báo cáo lại thông tin của người mà trước đó lâm thanh diện yêu cầu anh điều tra cho anh nghe nghe xong anh gật đầu rồi nói được rồi nếu đã như vậy thì các cậu ở đây đợi tôi chốt tôi lên đó xem thử anh diện ông vương quảng nguyên này chọc giận anh sao muốn khử ông ta thì cứ để anh em xử lý là được, đâu cần anh phải đích thân ra tay." Lý Huỳnh Thái thấy vậy liền lên tiếng nói. Lâm Thanh Diện trả lời với giọng giở khóc dở cười, "Dù gì thì ông ta cũng là họ hàng với mẹ vợ của tôi, tôi không thể tùy tiện khử ông ta được, hơn nữa ông ta không chọc giận tôi." "Vậy hôm nay chúng tôi đến đây để làm gì?" Lý Huỳnh Thái tò mò hỏi. "Đòi nợ." Lâm Thanh Diện cười lớn tiếng nói. Chương 39: Vụ oan Vương Quảng Nguyên đang đắc ý ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm tiêu IV trị giá 114 triệu trước mặt mình, cảm thấy rất cao hứng. Đời này, đây là lần đầu tiên ông ta xem tivi đắt như vậy, dù có rất nhiều thứ ông ta không hiểu rõ nhưng ông ta biết đắt chính là tốt. Người phụ nữ ngốc nghếch tống nguyên khanh đó, lại còn thật tin rằng mình đã phải tốn 120 triệu mua tivi của bà ta chứ, vì muốn kiếm thêm 6 triệu mà lại có thể vội vàng đưa tivi cho mình. Tivi này trước tiên mình cứ xem đã, nếu bọn họ đến đòi tiền, mình sẽ nói không có, cứ kéo dài 4 5 năm, đến lúc đó mình sẽ đem tivi trả lại cho bọn họ, như vậy thì có thể xem tivi mới miễn phí mấy năm rồi. Vương Quảng Nguyên cảm thấy rất đắc ý vì sự cơ trí của mình, mấy năm nay ông ta đã không ít lần dùng cách này mà lừa gạt người khác. Khi ông ta đang nhàn nhã xem tivi, chợt có người gõ cửa, ông ta đứng dậy đi tới cửa, sau khi mở cửa thấy là Lâm Thanh Diện thì đóng sầm cửa lại. Lâm Thanh Diện không ngờ Vương Quảng Nguyên lại có thể coi thường anh như thế, nên đành phải tiếp tục gõ cửa một lần cửa. Vương Quảng Nguyên mất kiên nhẫn đành mở cửa ra, tức giận nói cậu gõ cái gì mà gõ. Đòi mạng à, chỗ tôi không hoan nghênh cậu, cậu mau cút đi. Danh tiếng của Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành không ai không biết, Vương Quảng Nguyên là kẻ vô lại nên chưa từng để anh vào mắt. Chú Vương, tôi tới là muốn lấy 120 triệu tiền chú mua tivi, tivi chú đã chuyển tới rồi, thì tiền cũng nên thanh toán đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà cũng dám tới chỗ này để yêu cầu tao trả tiền. Lâm Thanh Diện, có ai không biết địa vị của mày ở nhà họ hứa, Tống Huyền Khanh sẽ để cho mày đến đòi tiên à? Tao thấy mày là đang lừa gạt tiên thì có, Vương Quảng Nguyên khinh bị nói. Lâm Thanh Diện nhíu mày, nghĩ thâm tên Vương Quảng Nguyên này đúng là vô lại, nói chuyện không chừa cho người ta chút thể diện nào. Chú Vương, Mặc kệ là ai đến đòi, chú nhất định phải trả số tiền này, Lâm Thanh Diện tiếp tục kiên nhẫn nói. Lúc đầu anh nghĩ, nếu Vương Quảng Nguyên chịu ngoan ngoãn trả tiền thì anh cũng sẽ không cần để bọn Lý Huỳnh Thái ra tay, nếu Vương Quảng Nguyên không trả thì không thể trách anh không khách khí. Vương Quảng Nguyên còn định mắng Lâm Thanh Diện vài câu, nhưng lúc này ông ta đột nhiên đảo mắt, tươi cười, cười với Lâm Thanh Diện, được rồi, tôi biết rồi, nề mặt cậu đã đặc biệt đến đây, tối nay tôi sẽ mang tiền đến cho Tống Huyền Khanh. Vương Quảng Nguyên mở miệng nói. Lâm Thanh Diện sướng sờ, không ngờ Vương Quảng Nguyên lại đột nhiên đổi giọng, thật muốn đem trả tiền. Anh vốn còn tưởng Vương Quảng Nguyên sẽ cãi nhau với anh, cuối cùng cũng sẽ không đồng ý trả tiền. Nếu Vương Quảng Nguyên đã đồng ý thì anh cũng không cần để bọn Lý Huỳnh Thái đi lên nữa. Đã như vậy thì phiên chú Vương đi một chuyến rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Đúng rồi, Lâm Thanh Diện, cậu đến xem giúp tôi cái tivi này một chút. Tôi vẫn chưa biết dùng." Vương Quảng Nguyên mở miệng nói. Lâm Thanh Diện đi vào, dạy Vương Quảng Nguyên cách dùng TV này như thế nào, sau đó đi xuống dưới tầng. Mấy người Lý Huỳnh Thái thấy Lâm Thanh Diện đi xuống, lập tức tiến lên phía trước, mở miệng hỏi, "Anh Diện, thế nào, cần bọn em đi lên không?" "Tạm thời không cần, các cậu cứ về trước đi, chờ có việc tôi sẽ gọi mọi người." Lâm Thanh Diện trả lời. Lý Huỳnh Thái khẽ gật đầu dẫn mấy người phía sau rời khỏi nơi này. Đến tối, Vương Quảng Nguyên quả thật tới nhà Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh vừa mở cửa thấy người đến là Vương Quảng Nguyên, tưởng ông ta đến trà tiên, lập tức vui vẻ đón ông ta vào. Vương Quảng Nguyên ngồi xuống ghế sofa, không hề cảm thấy xa lạ, trực tiếp cầm lấy đồ trên bàn bắt đầu ăn. Đến khi ăn xong, ông ta ngêng ngang dựa vào ghế sofa, dường như xem đây là nhà mình. Thấy ông ta như vậy, Tống Huyền Khanh cảm thấy hơi sốt ruột, thăm dò hỏi, anh Vương, anh đã mang tivi kia về xem hai ngày rồi, số tiền kia. Cái gì, Vương Quảng Nguyên bỗng hét lên, bà còn có mặt mũi nói với tôi về chiếc tivi kia sao, còn đòi tiên. Lúc đầu tôi đã định trả tiền cho bà, nhưng bây giờ một đồng tôi cũng không thể trả bà. Nghe thấy lời này của ông ta, trong lòng Tống huyền Khanh hồi hộp, hứa Bích Hoài và hứa Quốc Hoa cũng mau bước tới, muốn biết chuyện gì đã xảy ra anh vương thế là thế nào tivi đó tôi vừa mới mua thôi tống huyền khanh sốt ruột nói đúng là tivi đó bà vừa mua hơn nữa tôi xem cũng rất tốt lúc đầu định tối nay sẽ trả tiền cho bà vương quảng nguyên mở miệng vậy là thế nào tống huyền khanh khó hiểu nói vương quảng nguyên quay đầu trừng mắt với lâm thanh diện mở miệng nói lúc đầu tivi đó rất tốt những hôm nay thằng nhóc lâm thanh diện kia đã đến nhà tôi đòi tiền tôi tôi nói muốn đem trà tiên bà thì nó đi vào sờ soạn tivi một lúc, kết quả khi tôi xem lại thì tivi đã hỏng rồi. Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài đều trợn trừng mắt, không ngờ chuyện lại như vậy. Mà lúc này Lâm Thanh Diện mới hiểu được, tại sao ban ngày Vương Quảng Nguyên lại đột nhiên đổi giọng, hơn nữa còn nhờ anh mở ti, không ngờ là vì vua oan cho anh. Hơn nữa em gái này, tôi nói cho bà biết, tên Lâm Thanh Diện này rất xấu tính, hôm nay cậu ta đến đòi tiền tôi, bà có biết chuyện này biết không? Vương Quảng Nguyên mở miệng hỏi. Tống Huyền Khanh lắc đầu, tức giận ra mặt. Tên nhóc này đã nói với tôi là bà bảo nó đi đòi, tôi thấy là nó muốn độc chiếm số tiền này nhưng tôi không trả nên mới làm hỏng tivi rồi. Bà nói sao trong nhà bà lại nuôi loại người tâm địa đen tối như nó chứ, Vương Quảng Nguyên thêm dầu thêm mỡ nói. Tống Huyền Khanh đứng đậy khỏi ghế sofa, đưa tay chỉ vào mũi Lâm Thanh Diện, hét lớn, Lâm Thanh Diện đồ khốn này, nhà họ hứa đã cho cậu ăn, cho cậu mặc, không ngờ cậu lại còn muốn lấy tiền của nhà họ hứa tôi, tôi thật sự bị mù nên mới nuôi kẻ tê ân trùng lên não như cậu. Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã, Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài cũng có chút không tin Lâm Thanh Diện sẽ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa TV này vốn do Lâm Thanh Diện mua, dù anh có đi đòi tiền thì cũng không có gì không đúng. Cậu còn có cái gì giải thích, chính miệng anh Vương đã nói, chẳng lẽ lại còn là giả sao? Tống Huyền Khanh tức giận hồn hển nói. Mẹ, mẹ đừng gấp, hãy để Lâm Thanh Diện giải thích xem thế nào, anh ấy sẽ không làm chuyện này đâu, hơn nữa tivi đó. Hứa Bích Hoài thay Lâm Thanh Diện giải thích. Hơn nữa cái gì mà hơn nữa, mẹ đã sớm nói thằng nhóc này ở nhà chúng ta là có mưu đồ làm loạn, giờ rốt cục đã lộ cái đuôi hồ ly ra. Tống Huyền Khanh quay đầu, nhìn Lâm Thanh Diện, chất vấn, tôi hỏi cậu, có phải ban ngày hôm nay cậu đã đến chỗ anh Vương hay không? có phải đã động vào cái tivi kia hay không? Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, nói con có đi. Tống Huyền Khanh nghe vậy thì xem như Lâm Thanh Diện đã thừa nhận lời của Vương Quảng Nguyên, nói với hứa Bích Hoài, chính nó đã thừa nhận rồi, bây giờ còn giải thích gì nữa? Bích Hoài, ngày mai con hãy ly hôn nó đi, nhà chúng ta không thể giữ lại đứa tai họa này nữa. chương 40, quyết tâm. Vương Quảng Nguyên nhìn thấy Lâm Thanh Diện lại có thể gật đầu thừa nhận, trong lòng cười lạnh, Tên Lâm Thanh Diện này đúng là tên phế vật chính thống, nó biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không giải thích rõ ràng, hơn nữa dù nó có giải thích, e là Tống Huyền Khanh cũng sẽ không tin. Ban ngày, ông ta muốn vu oan chuyện này cho Lâm Thanh Diện, như vậy ông ta có thể không tốn một xu đã có thể chiếm TV kia làm của riêng. Lúc đầu ông ta còn chuẩn bị không ít lời giải thích, nhưng bây giờ thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, ông ta cảm thấy ngay cả những lời giải thích kia cũng không cần. Tên phế vật này chẳng khác nào đã trực tiếp tự mình thừa nhận. Em Huyền Khanh, em nói đúng, loại người này tâm cơ thật quá sâu, nhất định không thể giữ trong nhà, Vương Quảng Nguyên mở miệng nói. Anh Vương, lần này thật là cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, em còn không nhận ra tên phế vật Lâm Thanh diện này lại lắm thủ đoạn như vậy, nó lại còn bắt đầu nhòm ngó đồ vật nhà em, Tống Huyền Khanh vẻ mặt đầy cảm kích nhìn Vương Quảng Nguyên. Em gái, cảm ơn với không cảm ơn thì không cần. Chỉ là tivi đó đã bị tên nhóc Lâm Thanh Diện này làm hỏng rồi, nên dù anh có muốn trả tiền cho em cũng không được, quay về anh còn phải bảo người xử lý chiếc tivi hỏng đó, có lẽ còn phải cho người ta không ít tiền. Vương Quảng Nguyên tỏ vẻ vô tội, giống như nói Tống Huyền Khanh nên bồi thường cho ông ta ít tiền. Nghe xong Vương Quảng Nguyên nói, Tống Huyền Khanh không có ý định đưa tiền, vẻ cảm kích trên mặt vừa rồi lập tức biến mất, nhưng Vương Quảng Nguyên không nói sai, chuyện này đúng là không nên để Vương Quảng Nguyên đưa tiền. Bà bèn đầy tất cả trách nhiệm lên Lâm Thanh Diện, hiện xem ra chính Lâm Thanh Diện đã khiến bà mất 120 triệu. Tên bỏ đi này, bản thân không có trí tiến thủ, còn nhóm ngó tiền nhà chúng ta, giờ thì tốt rồi, làm hại tôi mất 120 triệu, cậu nói số tiền này phải làm sao đây? Tống Huyền Khanh trừng mắt Lâm Thanh Diện nói. Tivi không phải con làm hỏng, hoặc là nói tivi căn bản không hề bị hỏng. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Cậu có ý gì? ý cậu là tôi đang nói láo à? Tôi đã lớn tuổi như vậy, cần phải vì 120 triệu mà bày trò với cậu sao? Em Huyền Khanh, nếu em nghi ngờ anh thì giờ hãy đi với anh đến nhà anh, chúng ta nhìn xem rốt cuộc tivi có bị hỏng hay không? Vương Quảng Nguyên khí thế hung hăng nói. Tống Huyền Khanh thấy Vương Quảng Nguyên sốt ruột, lập tức ôn tồn nói, anh Vương, anh đừng nóng giận, chắc anh cũng biết tên Lâm Thanh Diện não tàn này là người thế nào, anh đừng chấp nhặt với nó, đương nhiên em tin anh. Vương Quảng Nguyên hừ lạnh một tiếng, khẽ vung tay, âm thanh lạnh lùng nói, tôi sẽ không ở đây chờ thêm nữa, nếu các người không tin lời tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhà tôi xem, nếu tôi còn ở đây nữa không chừng còn muốn gán cho tôi tội danh gì đấy. Dứt lời, Vương Quảng Nguyên quay người đi ra khỏi cửa nhà Tống Huyền Khanh, dáng vẻ phải chịu oan ức lớn. Tống Huyền Khanh nhanh chóng bước lên tiễn, trong miệng không ngừng giải thích thật ra trong lòng bà cũng có chút hoài nghi là Vương Quảng Nguyên không muốn trả tiền nên cố ý nói như vậy. Nhưng bà là người thích sĩ diện, vĩnh viễn sẽ không có khả năng ngay trước mặt thông ra nói thông ra không phải. Hơn nữa so với hoài nghi Vương Quảng Nguyên thì bà càng nguyện ý tin Lâm Thanh Diện là tên tiểu nhân nhỏ ngó tiền nhà bà hơn. Sau khi tiến Vương Quảng Nguyên, Tống Nguyên Khanh đóng cửa lại, tràn đầy oán hận nhìn Lâm Thanh Diện, cậu làm hại tôi tốn thất 120 triệu, số tiền này không thể cứ bỏ qua như vậy, hơn nữa cậu còn ở nhà tôi ăn uống nhiều năm như vậy, tính rẻ cho cậu tổng cộng trả cho tôi 600 triệu, sau đó hãy ly hôn với Bích Hoài và cút khỏi nhà tôi, Tống Huyền Khanh tuyệt tình nói. Hứa Bích Hoài lập tức phản bác mẹ, mẹ không cảm thấy chuyện này có điểm gì lạ sao, Lâm Thanh Diện đã từng nói với chúng ta muốn đi đòi tiên về, nên không có chuyện anh ấy định nuốt tiên của mẹ, còn chú Vương là người thế nào không phải mẹ không biết, tại sao mẹ nhất định nghi ngờ Lâm Thanh Diện. Bích Hoài, biết người biết mặt không biết lòng, Thằng nhóc này nhìn có vẻ uất ức, nhát gan, nhưng ai biết rốt cuộc trong lòng nó nghĩ thế nào. Đây là 120 triệu đây, con cũng không thể bảo mẹ phải đi nhà chú Vương xem thử chứ, nên số tiền này nhất định phải do Lâm Thanh Diện trả. Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy oan ức thay cho Lâm Thanh Diện, rốt cuộc cô đã hiểu mấy năm nay ở nhà cô Lâm Thanh Diện đã phải chịu khổ như thế nào. Tivi đó là Lâm Thanh Diện mua. Dù anh ấy có làm hỏng thật thì anh ấy cũng không cần bồi thường, Hứa Bích Hoài tức giận nói. Tống Huyền Khanh lập tức tỏ vẻ xem thường, mở miệng nói, "Bích Hoài, dù con có muốn giải thích cho nó thì cũng không cần nói dối mẹ, mấy năm nay Lâm Thanh Diện vẫn luôn ăn nhờ nhà chúng ta thì làm gì có tiền mà mua TV đắt như vậy, còn không phải con bỏ tiền ra sao?" Hứa Bích Hoài cảm thấy Tống Huyền Khanh có chút cố tình gây sự, hiện mặc kệ cô nói thế nào, e là Tống Huyền Khanh cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh lại nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cậu đúng là tên phế vật vô dụng, xảy ra chuyện cũng phải để con gái tôi giải thích thay cậu, nếu cậu thật có bản lĩnh mua được tivi đắt như vậy thì con gái tôi sẽ không cần đi theo cậu chịu khổ. Số tiền đó con sẽ đòi về giúp mẹ, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh nhếch miệng, nói, đừng ở đây mà mạnh miệng, cậu có bao nhiêu năng lực, Vương Quảng Nguyên nổi tiếng láo cá, nếu cậu có thể đòi được tiền từ ông ta về thì mặt trời mọc ở phía tây lâm thanh diện và hứa bích hoài đều im lặng tống huyền khanh biết rõ vương quảng nguyên là người xào quyệt còn lần nào cũng che đậy thay ông ta đúng là đến chết vẫn sĩ diện nhưng việc đòi tiền là do chính cậu nói nếu cậu không đòi được thì một miếng cơm cũng đừng nghĩ đến ăn hơn nữa tôi còn muốn cậu và bích hoài ly hôn tống huyền khanh nói xong thì quay người trở về phòng hứa quốc hoa bất đắc dĩ nhìn bọn họ một hồi lâu rồi thở dài đi theo trở về phòng dù là lúc nào ông đều chỉ có thể thở dài thực sự ông còn giống người ăn bám hơn lâm thanh diện lâm thanh diện em xin lỗi mẹ em rất cố chấp em tin tivi không phải do anh làm hỏng anh đừng để trong lòng hứa bích hoài vẻ mặt đây ấy náy nói lâm thanh diện mỉm cười nói không sao đã quen rồi không biết tại sao nghe thấy lâm thanh diện nói quen rồi hứa bích hoài bỗng cảm thấy hơi đau lòng đừng suy nghĩ nhiều số tiền này anh sẽ đòi vê em không cần lo cho anh dứt lời Lâm Thanh Diện đẩy hứa Bích Hoài trở về phòng. Hứa Bích Hoài mím môi, nghĩ thầm nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đền bù cho Lâm Thanh Diện thật tốt. Hôm sau, sau khi đưa hứa Bích Hoài đi làm, Lâm Thanh Diện cũng không trở về. Anh đi tới cửa khu dân cư chỗ nhà Vương Quảng Nguyên, híp mắt nhìn vào trong một chút, sau đó gọi điện thoại cho Lý Huỳnh Thái. Cậu hãy mang người đến chỗ hôm qua, hôm nay nhất định phải làm thật. Lâm Thanh Diện không phải kẻ yếu đuối, anh đã cho Vương Quảng Nguyên cơ hội, mà ông ta lại không biết quý trọng, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 41, dọa tè ra quần Không lâu sau, Lý Huỳnh Thái đã dẫn mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, xăm trổ đến chỗ Lâm Thanh Diện, anh Diện, đã xảy ra chuyện gì, người đó không trả tiền cho anh sao? Lý Huỳnh Thái hỏi, tên này là kẻ vô lại, hôm qua tôi đã bị ông ta qua mặt, nên không thể nói chuyện phải trái với ông ta được, chỉ có thể dựa vào các cậu thôi. Lâm Thanh Diện cười khổ nói. Mẹ kiếp, cũng dám lừa phỉnh anh Diện, chuyện này anh cứ giao cho em, em nhất định khiến lão già này hiểu cái gì gọi là bị dằn mặt, Lý Huỳnh Thái cô nắm đấm của mình. Được rồi, dù sao ông ta cũng đã hơn 50 tuổi, nếu đánh đến mức sinh bệnh thì được không bù được mất, nên các cậu chỉ đi hù dọa ông ta một chút. Để ông ta mang trả tiền phải trả là được rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng nói em hiểu rồi, anh Diện, em mà làm việc thì anh cứ yên tâm, anh hãy ở đây đợi, bọn em đi lên, Lý Huỳnh Thái vỗ ngực nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn mấy người Lý Huỳnh Thái đi khu dân cư. Lý Huỳnh Thái đúng là người có thể dùng được, chỉ là tính tình cậu ta nóng nảy, trời sinh hiếu chiến, có thể làm kiếm sắc nhưng không làm được thống soái. Lâm Thanh Diện muốn thống nhất thế giới ngầm hồng thành, thì chắc chắn cần một người có thể thống lĩnh toàn cục, hiện tuy Lý Huỳnh Thái là một trong tam đại thiên vương nhưng không có thiên phú lãnh đạo. Từ trước đến nay anh ta đều đi theo Lâm Thanh Diện chém giết, mấy năm nay nếu không nhờ Lâm Thanh Diện ở phía sau bầy mưu tính kế cho thì e là ngay cả vị trí tam đại thiên vương anh ta cũng không ngôi vững. Với tính cách Lý Huỳnh Thái, chắc chắn cũng không thích làm lãnh đạo, trước kia Lý Huỳnh Thái đã từng nói với Lâm Thanh Diện rồi, bảo anh ta đi đánh nhau, anh ta rất tình nguyện, nhưng bảo anh ta đi quản lý người khác, thà rằng anh ta về chỗ cũ làm chân sai vặt. Vì chưa có nhân tuyển thích hợp, nên khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện mới không vội tiêu diệt Long Phi một trong tam đại thiên vương. Từ từ sẽ đến, người tài giỏi như thế có thể gặp nhưng không thể cầu, có sốt ruột cũng vô dụng, Lâm Thanh Diện lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Vương Quảng Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, nhàn nhã xem tivi. Hôm qua sau khi trở về, ông ta đã đoán được, Tống Huyền Khanh sẽ không đến đòi tiền ông ta nữa, cái tivi này cũng thành tài sản riêng của ông ta. Thằng nhóc Lâm Thanh Diện kia đúng là hết sức vô dụng, bị mình chơi một vố như thế nhưng không thể có nửa lời oán giận, giờ e là Tống Huyền Khanh đã khẳng định cái tivi này là bị Lâm Thanh Diện làm hỏng rồi, mặc Lâm Thanh Diện giải thích thế nào đi nữa cũng không có tác dụng rồi. Chơi với kẻ vô dụng như vậy thật vui, sau này mình sẽ tiếp tục tìm cơ hội xem có thể chơi nó một vố nữa hay không vẻ mặt Vương Quảng Nguyên đầy đắc ý, hài lòng vì lần này mình đã thành công vụ oan đẩy trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, còn được không một cái tivi. Vương Quảng Nguyên vội đứng lên tắt tivi, nghĩ thâm không phải mấy người Tống Huyền Khanh thật đến xem tivi có hỏng hay không chứ. Ông ta lập tức suy nghĩ một chút đối sách, đi tới cửa, ra vẻ hết sức tức giận mở miệng nói, tôi đã nói tivi bị tên phế vật Lâm Thanh Diện đó làm hỏng rồi. Mà các người còn không tin, vậy thì các người đến xem đi ông ta mở cửa, phát hiện đứng ở cửa không phải mấy người Tống Huyền Khanh, mà là một người trẻ tuổi đầu đinh, sau lưng cậu ta còn có mấy người đàn ông cao lớn xăm trổ, dọa ông ta cả người khẽ run giấy. Các cậu, các cậu tìm ai, âm thanh vương Quảng Nguyên hơi run lên. Khi còn trẻ ông ta đã từng bị hắc sáp hội đánh, nên bị bóng ma tâm lý khá sâu, nhìn thấy hình xăm, trong lòng đều sẽ kiêng kỵ. Lý Huỳnh Thái cũng không nói gì, mà đi thẳng vào trong nhà vương Quảng Nguyên. Vương Quảng Nguyên bị ép lui về phía sau, nhưng lại không dám nói gì. Sau đó, Lý Huỳnh Thái ngồi ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm tivi đối diện mấy lần, còn thuận tay tìm kênh mình thích. Vương Quảng Nguyên không biết những người này định làm gì, trong lòng thấp thỏm, cẩn thận dè dặt hỏi các anh em, không biết mọi người. Lý Huỳnh Thái trực tiếp lấy ra một con dao pha được bọc bằng báo, ném trên mặt bàn. Vương Quảng Nguyên bị dọa đến mức ngã ngôi trên mặt đất, nước mắt chảy ra các vị đại ca xin các vị tha cho tôi gần đây tôi không hề chiêu chọc gì các vị tôi là người sắp xuống mồ rồi xin các vị đừng làm khó dễ tôi lý huỳnh thái thấy ông ta như vậy nhách miệng nghĩ thầm người này đúng là kẻ nhát gan nếu không phải lâm thanh diện đã lệnh cho anh ta thì hiện anh ta đã sớm động thủ rồi nghe nói gần đây ông nợ tiền người ta lý huỳnh thái lạnh lùng mở miệng không có không có vương quảng nguyên vẻ mặt hết sức kỳ quái nói lý huỳnh thái cầm con dao phay trên bàn lên vương quảng nguyên bị dọa tè cả ra quần quần ướt sũng có có tôi có nợ người ta tiền đại ca cậu đừng xúc động vương quảng nguyên vẻ mặt cầu xin nói ông đừng căng thẳng tôi cầm dao mài móng tay thôi lý huỳnh thái làm ra vẻ mài móng tay lên vương quảng nguyên chửi thầm mẹ kiếp làm gì có cầm dao phay mài móng tay con người tôi không thích nhất những kẻ nợ tiên mà không trả, nên thường khi nhìn thấy loại người này, tôi đều muốn cho bọn họ mấy dao, ông hiểu ý tôi chứ. Lý Huỳnh Thái nói tiếp. Vương Quảng Nguyên lập tức gật đầu, mở miệng nói, đại ca cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ đi trả hết nợ, sau này tôi sẽ không tiếp tục làm ra chuyện nợ mà không trả này nữa. Lý Huỳnh Thái thỏa mãn khẽ gật đầu, nói, hãy nhớ câu nói này của ông, nếu ông không trả xong thì ngày mai tôi lại tới dứt lời, cậu dẫn mấy đàn em đi. Lúc này Vương Quảng Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thâm mắng mình không may, sao lại đúng lúc này đụng tới một tay máu mặt thích hành hiệp trưởng nghĩa như thế. Trước nay ông ta chưa từng dám lừa gạt những tay anh chị đó, sau khi đám Lý Huỳnh Thái rời đi, ông ta đi thay quần rồi bắt đầu nghiêm túc tính sổ sách. Căn cứ nguyên tắc thả rằng thêm 60 triệu, không thể thiếu 300, Vương Quảng Nguyên tính hết các khoản nợ của ông ta ra, sau đó chạy đến từng nhà trả tiền. Ngay Lý Huỳnh Thái cũng không ngờ bản thân lại có sức uy hiếp lớn như thế với Vương Quảng Nguyên, lúc đầu anh chỉ muốn Vương Quảng Nguyên trả tiền cho Lâm Thanh Diện, không ngờ tên Vương Quảng Nguyên này lại trả hết tất cả nợ trước kia. Đây đúng là chuyện tốt hành hiệp trượng nghĩa. Trạng vạng tối, Vương Quảng Nguyên cầm một cái túi đến cửa nhà Tống Huyền Khanh. Từ lỗ trống trộm bên trong, Tống Huyền Khanh nhìn thấy là Vương Quảng Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp, nghĩ thầm không phải tên này lại tới lừa đô nhà bà chứ? bà mở cửa ra, nghĩ phải làm sao mới có thể đuổi tên ôn thần này đi. Nhưng Vương Quảng Nguyên lại đưa cho Tống Huyền Khanh một cái túi, mở miệng nói, em Huyền Khanh, đây là tất cả tiền anh nợ em do mua TV và tiền trước đó nợ e vẫn chưa trả, em đếm xem, nếu chưa đủ, anh sẽ trả bù cho em. Tống Huyền Khanh lập tức sướng sờ, nhìn Vương Quảng Nguyên vẻ không thể tin được, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Chẳng lẽ mặt trời đúng là mọc từ phía tây rồi? chương 42, là Lâm Thanh Diện đòi về. Anh Vương, không phải nói TV đó đã bị Lâm Thanh Diện làm hỏng rồi sao, anh đây là? Tống Huyền Khanh nghi hoặc hỏi. Không, là tôi hiểu Lâm Lâm Thanh Diện, cái TV đó không hề bị hỏng, em mau đếm xem có đủ tiền hay không, anh còn vội đi nhà khác trả tiền nữa, Vương Quảng Nguyên mở miệng. Tống Huyền Khanh mở ra miệng túi ra, đếm tiền bên trong, ngoài 120 triệu tiền TV, tiền trước đó Vương Quảng Nguyên mượn bà đều đã trả lại nhìn thái độ khác thường của Vương Quảng Nguyên, Tống Huyền Khanh nghĩ thâm chẳng lẽ vì địa vị con gái mình ở nhà họ hứa tăng lên nên ông ta mới nghĩ nịnh bợ nhà bọn họ. Không sai, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là vì con gái mình, Vương Quảng Nguyên mới có thể ngoan ngoãn tới trả tiền, dù sao đi nữa, cũng không thể là vì tên phế vật lâm thanh diện đó. Anh Vương, anh xem anh quá khách khí rồi, số tiền này em cũng không cần dùng gấp, tối nay anh mang trả cũng được. Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tống huyền khanh vẫn nhanh chóng nhét cái túi kia vào trong quần áo vương quảng nguyên vẻ mặt xấu hổ ông ta định tối nay trả nhưng đám người đến nhà ông ta hôm nay không cho ông ta cũng không muốn để người ta cầm dao kề cổ nếu không ông ta sẽ lại tè ra quần nữa vậy thì đúng là mất mặt nếu đủ tiền rồi thì tôi đi trước đây lúc khác nói chuyện tiếp vương quảng nguyên quay người không hề dừng lại đi trả tiền cho nhà tiếp theo Tống Huyền Khanh vẻ mặt phấn khởi trở về phòng, Hứa Bích Hoài thấy bà vui vẻ, liền mở miệng hỏi: "Mẹ, có chuyện gì vậy, sao vui vẻ vậy?" "Chú Vương con vừa đem tiền TV trả cho mẹ, hơn nữa còn trả hết cả tiền trước kia còn nợ nhà ta nữa." Tống Huyền Khanh cười nói. Hứa Bích Hoài hơi sửng sốt, nghĩ đến hôm qua Lâm Thanh diện nói có thể đòi tiền về, không ngờ nhanh như vậy mà Vương Quảng Nguyên đã mang tiền tới trả rồi. Xem ra tên nhóc này vẫn có chút đáng tin cậy. Con gái lần này chú vương con chịu đem trả tiền, chắc chắn vì địa vị của con ở nhà họ hứa đã tăng lên, ông ta biết con tương lai tiền đồ vô lượng, nên sớm đến nịnh bợ đấy Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Hứa Bích Hoài biết Vương Quảng Nguyên ngoan ngoãn đến trả tiền, chắc chắn không phải vì cô mà là do Lâm Thanh Diện làm. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, số tiền này là do Lâm Thanh Diện đòi về, không liên quan gì đến con, hứa Bích Hoài mở miệng nói. Tống Huyền Khanh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, khinh bỉ nói, số tiền này có thể đòi về thì có liên quan gì đến tên phế vật này chứ, nó làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến chú vương con tự mình tới trả tiền. Con cũng đừng nói tốt cho tên phế vật này, tiền này là do chú vương con nể mặt con mới trả, nhưng hôm nay tâm trạng mẹ tốt, nên không đuổi nó khỏi nhà chúng ta, có điều con hãy bảo nó nhớ kỹ cho mẹ, trong cái nhà này nó không có tư cách nói chuyện, sau này bảo nó ngoan ngoãn một chút cho mẹ. Hứa Bích Hoài cảm thấy mẹ mình thật vô lý hiện cô hận không thể nói với Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện tặng cô một dây truyền trị giá 135 tỷ. Nhưng trước đó Lâm Thanh Diện đã dặn cô bảo cô đừng nói chuyện này với người khác, nhiều người biết không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhất là cái miệng ba hoa của Tống Huyền Khanh, một khi bà nói ra, không chừng người ta sẽ để mắt tới nhà bọn họ. Lâm Thanh Diện mỉm cười liếc nhìn hứa bích hoài, chỉ cần đòi được tiền, cái khác anh không hề để ý. Không sao, chỉ cần mẹ vui vẻ là được hứa bích hoài mím môi, càng ngày cô càng cảm thấy, cái nhà này nợ Lâm Thanh Diện nhiều quá. Tiền bán tivi theo lý mà nói nên trả cho Lâm Thanh Diện, nhưng với tính cách Tống Huyền Khanh, tiền đã đến miệng bà chắc chắn không thể lấy ra, nên hứa bích hoài đành bỏ qua chuyện này. Bởi vì tiền đã được trả nên Tống Huyền Khanh cũng yên tĩnh mấy ngày, không làm khó Lâm Thanh Diện. Cuối tuần này, sáng sớm Lục Thiên Điệp đã đến nhà hứa Bích Hoài, vừa vào cửa, đã ôm chặt lấy hứa Bích Hoài, nói, Bích Hoài, làm sao bây giờ, tớ cảm giác tớ đã mắc bệnh tương tư rồi. Hứa Bích Hoài trừng mắt với cô, nói, cậu bị bệnh tương tư thì ôm tớ làm gì? Tớ phải luyện tập trước một chút, đến khi bạch mã hoàng tử của tớ xuất hiện, thì tớ có thể biểu hiện tốt một chút, Lục Thiên Điệp vẻ mặt si mê nói. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Lục Thiên Điệp vội lấy ra điện thoại. Gửi cho trái tim của hướng dướng một tin nhắn, hôm nay lần thứ 99 nhớ anh. Tin nhắn của cô vừa gửi đi, thì điện thoại trên bàn lập tức vang lên. Điện thoại đó là của Lâm Thanh Diện, anh ra ngoài mua thức ăn, không mang điện thoại. Lục Thiên Điệp vẻ mặt kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ trái tim của hướng dương lại đang ở trong nhà hứa Bích Hoài sao? Cô quay đầu nhìn hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi điện thoại vừa vang lên là của ai? Là của Lâm Thanh Diện, anh ấy ra ngoài mua thức ăn, không mang theo. Hứa Bích Hoài đáp lại nghe là của lâm thanh diện lục thiên điệp tỏ vẻ khinh bỉ nghĩ thâm vừa rồi chắc là trùng hợp thôi cô từng tưởng tượng vô số dáng vẻ bạch mã hoàng tử của mình sẽ như thế nào cô còn từng đoán là ông già nhưng cô cảm thấy bạch mã hoàng tử của cô chắc chắn không thể là lâm thanh diện không nghĩ nhiều nữa lục thiên điệp nói với hứa bích hoài bích hoài cậu biết không ngày đó bạch mã hoàng tử của tớ vì tớ hát một bài hát tiếng ca của anh ấy thật quá êm tai hiện bài hát này đã trở thành nhạc nền hot của của các video đấy, vô cùng hot đấy. Hứa Bích Hoài lập tức tròn mắt nhìn, nói, lợi hại như vậy sao, mau cho tớ nghe một chút. Lục Thiên Điệp mở bài hát mà Lâm Thanh Diện đã hát ra, âm nhạc vừa vang lên, hai người đều đẫm chìm trong giọng hát của Lâm Thanh Diện. Chờ bài hát phát xong, Lục Thiên Điệp vẻ mặt đầy đắc ý hỏi, thế nào, bạch mã hoàng tử của tớ hát êm tai nhỉ, anh ấy hát hay như vậy, chắc chắn trong đời thực cũng là một người rất giỏi. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt có vẻ nghi hoặc, bài hát này đúng là rất động lòng người, nhưng mà... Cậu không cảm thấy âm thanh này có chút giống lâm thanh diện sao? Lục Thiên Điệp sướng sờ, nếu nghĩ như vậy, âm thanh này đúng hơi giống của lâm thanh diện thật. Nhưng Lục Thiên Điệp nhanh chóng phủ nhận suy đoán của hứa Bích Hoài, nói chỉ hơi giống mà thôi, lâm thanh diện nhà cậu có đức hạnh gì chẳng lẽ cậu còn chưa rõ sao, làm sao anh ta có thể hát bài hát hay như vậy chứ? Nếu như anh ta đúng là hát hay như vậy, chắc chắn đã sớm khoe khoang trước mặt cậu rồi. Hứa Bích Hoài nghĩ một chút, đúng là Lâm Thanh Diện chưa từng hát trước mặt cô, có lẽ thật chỉ có chút giống thôi. Bạch mã hoàng tử của tớ chắc chắn là đại gia, Lâm Thanh Diện sao có thể so với chứ? Tớ thấy cậu cũng muốn Lâm Thanh Diện thay đổi thành đại gia rồi, đáng tiếc anh ta không có khả năng, Lục Thiên Điệp trêu gẹo nói. Hứa Bích Hoài hờn dỗi liếc nhìn cô, nói, đúng đúng đúng, cậu nói đều đúng, bạch mã hoàng tử của cậu là tuyệt nhất. Lúc này điện thoại Lục Thiên Điệp vang lên, cô nhận điện thoại, sau khi nói vài câu, mỉm cười nhìn Hứa Bích Hoài. Lớp trưởng vừa gọi điện thoại cho tớ, nói muốn hẹn cậu cùng ra ngoài ăn cơm đấy. Trường 43, Triệu Tam Linh Ồ, điều này không tốt lắm, hay là không đi, Hứa Bích Hoài chăm chú nhìn Lục Thiên Điệp mở miệng nói có gì không tốt chứ, anh ấy nói đã đặt chỗ xong rồi, dù cậu không muốn đi, thì với sự tham ăn của tớ, cậu cũng đi một chút mà, được ăn miễn phí tội gì không đi, lục thiên điệp lắc lắc cánh tay hứa bích hoài. Hứa bích hoài vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lục thiên điệp, bản thân cô không thể có cách nào với người bạn thân này. Hơn nữa giờ lớp trường còn trở nên tốt như vậy, còn nhớ mãi không quên cậu, cậu đi gặp anh ấy một lần, không chừng còn có thể nảy sinh tình cảm đấy, lục thiên điệp cười nói tớ đã kết hôn rồi, Hứa Bích Hoài quả quyết nói, cô không có bất kỳ suy nghĩ gì đối với chuyện này. Kết hôn rồi thì sao, tên phế vật Lâm Thanh diện đó, cái gì cũng không cho được, hiện bà cậu lại mất rồi, cậu cần gì phải nhất định phải dính vào anh ta, Lục Thiên Điệp khó hiểu nói. Được rồi, cậu đừng nói nữa, tớ có thể đi ăn cơm, nhưng cậu cũng không cần nhắc lại chuyện này, Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Vẻ mặt Lục Thiên Điệp cũng đầy bất đắc dĩ cô đây là đang suy nghĩ thay hứa bích hoài dù sao đối với phụ nữ thì người đàn ông mà cô gả cho là người thế nào sẽ quyết định mức độ hạnh phúc sau này của cô lục thiên điệp cũng không cho rằng lâm thanh diện có thể mang đến hạnh phúc gì cho hứa bích hoài tất nhiên cô cũng chỉ cho rằng mà thôi ngay khi hai người đang bàn bạc đi hay không đi lâm thanh diện đã từ bên ngoài mua thức ăn trở về lục thiên điệp nhìn thấy anh thì lập tức tỏ vẻ chán ghét thấy lục thiên điệp ở đây lâm thanh diện cũng không ngạc nhiên lắm hôm nay tâm trạng anh khá tốt, khi mua thức ăn hướng vấn thiên đã sai người đưa anh một đồng hồ đeo tay. serum Constantin dành cho các cặp tình nhân mới ra, chế tác tinh xảo, bề ngoài khiêm tốn, trầm ổn, tổng giá trị 1 tỷ 140 triệu, Lâm Thanh Diện rất thích. Chủ yếu là nghĩ đến có thể đeo đồng hồ cặp với hứa Bích Hoài, anh cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đầu anh định tặng luôn cho hứa Bích Hoài, nhưng nhìn thấy Lục Thiên Điệp ở đây nên không lấy ra nữa. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện trở về, liền nói với Lục Thiên Điệp, tớ có thể đi ăn cơm cùng cậu, nhưng mà tớ phải dẫn theo Lâm Thanh Diện. Lục Thiên Điệp tròn mắt, mở miệng nói, cậu điên rồi sao, đi ăn cơm với lớp trường, mà cậu lại muốn dẫn theo Lâm Thanh Diện. Cứ quyết định như vậy đi, tớ đi thu dọn một chút, cậu ở đây đợi tớ nhé, Hứa Bích Hoài không do dự nữa, trực tiếp đứng lên. Cô nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, lát nữa cùng đi ăn cơm với em nhé. Lâm Thanh Diện gật đầu, dù hứa Bích Hoài yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý. Lục Thiên Điệp liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm thấy tiếc hận thay hứa Bích Hoài, tên ăn bám này căn bản không có tư cách so với lớp trường của bọn họ. Không lâu sau, hứa Bích Hoài đã thu dọn xong, ba người cùng đi ra khỏi nhà. Lâm Thanh Diện cũng hiểu, bọn họ định đi ăn cơm với lớp trường đại học của hứa Bích Hoài. Anh đã từng nghe hứa Bích Hoài nhắc qua trường lớp này, trước kia khi hứa Bích Hoài lên đại học, lớp trưởng còn theo đuổi cô hiện lớp trưởng bỗng dưng muốn mời hứa bích hoài ăn cơm không cần đoán lâm thanh diện cũng biết đối phương có ý định gì nên thấy hứa bích hoài muốn dẫn anh cùng đi lâm thanh diện cảm thấy rất cảm động như vậy có nghĩa là trong lòng hứa bích hoài đã coi anh như một nửa còn lại rồi đã vậy đợi lát nữa anh sẽ tặng đồng hồ tình nhân cho hứa bích hoài ngay trước mặt lớp trưởng anh nhất định phải khiến người này ý thức được hứa bích hoài là người phụ nữ của anh lát nữa người mà chúng ta gặp là lớp trường đại học của chúng tôi, hiện tại anh ấy là quản lý chi nhánh công ty của tập đoàn Thiên Dương, nên khi gặp người ta, anh phải đàng hoàng một chút, nghe chưa, Lục Thiên Điệp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói. Ồ, tôi biết rồi, Lâm Thanh Diện trả lời. Không ngờ lớp trường này lại còn là quản lý công ty chi nhánh của tập đoàn Thiên Dương, điều này có chút thú vị. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, Lục Thiên Điệp dù có nghĩ nát óc cũng sẽ không biết tại sao Lâm Thanh Diện lại cười. Ba người ra ngoài khu dân cư, đón xe đi đến chỗ lớp trường đã đặt sẵn. Trong nhà hàng Giang Xuân, Triệu Tam Linh đang ngồi ở trước bàn. Trong tay cầm hộp đồng hồ đóng gói tinh tế, trong hộp là một đồng hồ đeo tay nữ tinh xảo. Các tia bóng màu xanh lam, trị giá hơn 120 triệu, tiêu hết một tháng lương của Triệu Tam Linh. Tất nhiên, anh ta đồng hồ đeo tay này mua là để tặng cho hứa bích hoài anh ta biết hứa bích hoài đã kết hôn rồi nhưng là danh tiếng của lâm thanh diện ở hồng thành không ai không biết tất nhiên triệu tam linh cũng biết lâm thanh diện là đồ bỏ đi anh ta thông qua người quen cũng biết được trước kia hứa bích hoài gả cho lâm thanh diện là vì nghe lệnh của bà cụ nhà họ hứa hiện bà cụ đã mất rồi hứa bích hoài hoàn toàn có thể ly hôn với lâm thanh diện triệu tam linh rất hiểu khát vọng của phụ nữ đối với vật chất mấy năm nay gả cho lâm thanh diện hứa bích hoài sống cũng không tốt lắm mà hiện tại anh ta đã là quản lý một công ty dưới trướng tập đoàn thiên dương hàng năm đều có thu nhập mấy tỷ so với các bạn học thì anh ta cũng coi như đã đạt đến đỉnh cao nên anh ta vô cùng tin tưởng chỉ anh ta tặng chiếc đồng hồ này cho hứa bích hoài hứa bích hoài sẽ hiểu ý của anh ta đến lúc đó hai người sẽ nảy sinh tình cảm và anh ta có thể có được hứa bích hoài rồi lâm thanh diện tên phế vật đây tiếng sâu đó có tư cách gì so với mình, sớm muộn gì hứa bích hoài cũng sẽ là của mình. Triệu Tam Linh cười lạnh, hoàn toàn không để Lâm Thanh Diện vào mắt. Ba người Lâm Thanh Diện nhanh chóng đến nhà hàng Giang Xuân, ba người cùng đi vào, Lục Thiên Điệp vừa nhìn đã thấy Triệu Tam Linh. Cô vẫy tay với Triệu Tam Linh, dẫn theo hứa Bích Hoài đi về phía đó. Lớp trưởng, để anh phải chờ lâu rồi, Lục Thiên Điệp mở miệng cười. Không có, hôm nay anh cũng không có việc gì chờ các em là vinh hạnh của anh triệu tam linh cười nói hứa bích hoài lễ phép khẽ gật đầu với triệu tam linh nói đã lâu không gặp triệu tam linh cũng khẽ gật đầu ánh mắt dừng lại trên người lâm thanh diện vị này là triệu tam linh mở miệng hỏi đó chính là lâm thanh diện chắc anh đã từng nghe nói lúc đầu em không muốn để anh ta tới nhưng bích hoài nhất định phải đưa anh ta theo không đợi hứa bích hoài mở miệng lục thiên điệp đã nói Triệu Tam Linh giật mình, không nghĩ tới hứa Bích Hoài lại dẫn theo Lâm Thanh Diện. Nhưng anh ta cũng không có biểu hiện phản cảm, mà vươn tay ra với Lâm Thanh Diện. Xin chào, Lâm Thanh Diện phải không? Tôi là Triệu Tam Linh, đã sớm nghe đến đại danh của anh ở Hồng Thành, đây là lần đầu gặp, hân hạnh. Lời nói của Triệu Tam Linh đầy vẻ châm chọc, khóe miệng cũng cong lên trào phúng. Lâm Thanh Diện bình tĩnh vươn tay, bắt tay Triệu Tam Linh, nói đơn giản hai chữ, xin chào. Triệu Tam Linh trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm người khác đều nói Lâm Thanh Diện này là kẻ vô dụng, không bằng giờ anh ta thăm dò một chút. Gần đây trong khoảng thời gian này anh ta luôn tập thể hình, nên sức tay có thể gấp đôi người bình thường. Khi bắt tay Lâm Thanh Diện anh ta đã dùng sức, muốn để Lâm Thanh Diện chịu khổ chút. Nhưng anh ta không ngờ, ngay khi anh ta dùng sức thì một sức mạnh to lớn trên ngược lại từ tay Lâm Thanh Diện, siết chặt tay anh ta. Chương 44, ép e của anh thấp tôi không trách anh. Triệu Tam Linh trợn trừng mắt, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, sau đó anh ta muốn rút tay về. Nhưng anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại không có ý định buông ra, nhìn thấy anh ta muốn rút tay, về ngược lại anh càng nắm chặt hơn. Không phải thằng nhóc này là kẻ ăn hại à? Sao lại mạnh thế? Gần đây mình lại điên cuồng tập gym, huấn luyện viên phòng tập gym cũng sắp không mạnh bằng mình rồi. Trong lòng Triệu Tam Linh cả kinh, thấy Lâm Thanh Diện không chịu buông tay anh ta dứt khoát dùng sức muốn dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học. Nhưng mặc kể anh ta dùng sức thế nào, tay của Lâm Thanh Diện vẫn không nhúc nhích, ngược lại là tay của anh ta bị Lâm Thanh Diện càng nắm càng đau. Chán của Triệu Tam Linh dịn mồ hôi, tay anh ta đau đến nỗi không dừng sức được nữa nhưng vẫn phải giả vờ nhịn đau, để cho bản thân thoạt nhìn không có chuyện gì. Nếu để cho Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài nhìn thấy thậm chí anh ta còn không bằng một kẻ ăn hại thì anh ta sẽ mất sạch mặt mũi trong lòng Lâm Thanh Diện cười khinh bỉ, lúc ban đầu anh đã đoán được người đàn ông Triệu Tam Linh này là muốn ra oai phủ đầu anh, nhưng đáng tiếc anh sẽ không để cho Triệu Tam Linh có cơ hội này. Hai người các người sao không ngôi xuống, còn nắm tay làm gì? Lục Thiên Điệp ngạc nhiên hỏi. Đúng đấy Lâm Thanh Diện, cậu cũng nhiệt tình quá, nếu nắm tay nữa thì tay tôi sẽ gãy mất, Triệu Tam Linh mượn cơ hội này, vội vàng nói một câu. Lúc này Lâm Thanh Diện mới buông anh ta ra ngôi bên cạnh hứa bích hoài triệu tam linh thở phào nhẹ nhõm lúc này bàn tay của anh ta đã hơi tím tái đây là hiện tượng máu không lưu thông nếu lúc đó lâm thanh diện cứ nắm mãi như vậy thì chắc chắn bàn tay của anh ta sẽ bị phế bỏ mất triệu tam linh cũng không để lục thiên điệp và hứa bích hoài nhìn thấy bàn tay này của anh ta anh ta đưa thực đơn qua thưa dịp lục thiên điệp gọi món ăn vội vàng xoa tay của mình má nó đúng là tà môn mà không ngờ tay của thằng nhóc này lại cứng như vậy xem ra nếu hôm nay không cho Lâm Thanh Diện biết mặt thì thằng nhóc này sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Triệu Tam Linh lào bào, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội trả mối thù này. Ai cũng nói Lâm Thanh Diện là kẻ ăn hại nổi tiếng Hồng Thành, hôm nay lần đầu gặp mặt lại không cảm thấy cậu ta kém cỏi như những gì người ta nói, Triệu Tam Linh giả vờ bình tĩnh nói. Anh đúng là đã đánh giá cao anh ta rồi, anh ta thật sự là một tên ăn hại chính thống anh xem tôi nói anh ta như vậy mà anh ta cũng không dám nói gì. Lục Thiên Điệp vừa chơi điện thoại vừa nói. Thiên Điệp, hứa Bích Hoài buồn bực khẽ gọi. Lục Thiên Điệp le lưỡi với hứa Bích Hoài, không nói nữa. Triệu Tam Linh nhất thời đắc ý, nghĩ thâm cái tên Lâm Thanh Diện này phỏng chừng là mỗi ngày ở nhà làm việc cho nên mới có sức như vậy, trừ điều này ra cậu ta vẫn là một kẻ ăn hại vô dụng. Anh ta lại mỉm cười mở miệng, con người của tôi hay nói thẳng, lời nói vừa rồi hình như không đúng lắm, mong cậu đừng để ý. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, IQ của anh thấp, tôi không trách anh. Triệu Tam Linh lập tức ngây ra, còn hai người Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài cũng bởi vì một câu nói bất thình lình của Lâm Thanh Diện suýt nữa đã cười ra tiếng. Triệu Tam Linh vốn dĩ muốn tỏ vẻ ta đây, cho nên mới cố ý nói vậy, sau đó sẽ khiến cho Lâm Thanh Diện hết chỗ phản bác. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói anh ta IQ thấp ngược lại khiến anh ta cũng không biết tiếp lời thế nào. Khu khụ, triệu tam linh lúng túng ho khan, lâm thanh diện đúng là hóm hình. Hứa bích hoài quay đầu mỉm cười nhìn lâm thanh diện bỗng nhiên cô cảm thấy triệu tam linh nói không sai, người này hình như rất hòm hình. Bích hoài, em có muốn ăn thêm món nào không? Món hồ nam ở đây cực kỳ ngon, triệu tam linh không muốn để ý tới tên vô dụng lâm thanh diện này nữa mà xoay người nói với hứa bích hoài hứa bích hoài híp mắt mỉm nói, để thiên điệp gọi đi, cô ấy ăn gì thì tôi ăn đó. Không ngờ lâu vậy rồi mà em vẫn tùy ý như thế, triệu tam linh cười nói. Sau đó anh ta đưa thực đơn cho Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cậu nhìn xem có muốn ăn món nào không? Muốn đến ăn ở lầu 6 nhà hàng Xuân Giang cũng không dễ đâu. Tôi đã đặt lâu lắm mới có chỗ đó. Bình thường chắc Lâm Thanh Diện cậu rất khó đến những nơi như thế này, cậu phải nắm lấy cơ hội ăn nhiều một chút đấy lời này của anh ta chẳng qua là vì muốn phô bày sự tài giỏi của mình. Nhà hàng Xuân Giang này không phải là một nơi mà một kẻ nghèo sơ xác như Lâm Thanh Diện cậu có thể tới, bảo cậu xem thực đơn là để cho giá cả của mấy món ăn trong đó hù chết cậu. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy triệu tam linh này đúng là thiêu muối, chẳng qua nếu anh ta đã bảo mình gọi món thì đương nhiên anh không thể khách sáo rồi. Anh mời khách sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Đương nhiên là tôi mời khách rồi bình thường chắc cậu đều xài tiên của hứa bích hoài nhỉ. Bảo cậu mời khách đúng là không thực tế lắm, triệu tam linh cố ý nói. Lâm thanh diện bĩu môi, sau khi gọi phục vụ đến thì mở miệng nói, mấy món trên tờ thực đơn này, trừ cá ra đều mang một phần đến cho tôi. Còn có tờ này nữa, mang lên hết đi. À sẵn tiện mang thêm hai chai rượu vang cao cấp lên luôn, những món khác đợi lúc nào tôi cân sẽ gọi nữa. Tất cả mọi người đều bị cách gọi món của Lâm Thanh Diện dọa sợ, nhân viên phục vụ cũng sững sờ. Anh ta vẫn là lần đầu gặp được một người gọi món ăn phóng khoáng như thế. Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Lục Thiên Điệp cảm thấy Lâm Thanh Diện gọi món như thế đúng là quá mất mặt, giống như bị bỏ đói tám kiếp vậy. Mà Hứa Bích Hoài lại cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là cố ý, anh muốn chặt chém tên Triệu Tam Linh này. Triệu Tam Linh liếc mắt nhìn món ăn trên hai tờ thực đơn kia, nhất thời cảm thấy đau thịt, món ăn trên tờ menu kia cộng lại chỉ sợ là đã 6 triệu rồi. Chỉ là vẫn còn nằm trong phạm vi anh ta có thể chấp nhận được nhưng thông qua chuyện này càng khiến anh ta tin tưởng. Lâm Thanh Diện chính là một kẻ nghèo kết xác, chưa từng đi ăn ở bên ngoài bao giờ, đến cả việc gọi món cũng phải gọi hết từng tờ như thế nữa là. Anh ta càng thêm xem thường Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không phải là đối thủ của anh ta, chắc chắn hứa Bích Hoài cũng sẽ không yêu một kẻ nghèo xác nghèo sơ như thế không lâu sau nhân viên phục vụ liên bưng món ăn lên, đĩa lớn đĩa nhỏ xếp đây một bàn. Triệu Tam Linh rót rượu xong, cầm ly lên mời hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp, chỉ bỏ qua Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý, cầm đũa lên dùng bữa. Lục Thiên Điệp lại muốn cho Lâm Thanh Diện lúng túng nữa, cô ta liên hỏi, lớp trưởng à, sao cậu lại không mời Lâm Thanh Diện? Triệu Tam Linh lập tức giả vờ như sực nhớ lại, Vội vàng cầm ly rượu lên nói, cô nhìn xem trí nhớ của tôi này, đã quên Lâm Thanh Diện vẫn còn ở đây. Thực sự cảm giác tồn tại của cậu ta quá nhỏ, nếu cô không nói tôi cũng không nhìn thấy cậu ta rồi. Lục Thiên Điệp cười khúc khích, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, muốn biết anh sẽ làm cách nào hóa giải tình thế khó xử này. Dù sao bị người ta lơ là đúng là một chuyện khiến người ta vô cùng mất mặt, nếu đổi thành Lục Thiên Điệp, sợ là sớm đã ăn không vô bữa cơm này rồi vẻ mặt của Lâm Thanh Diện vẫn bình tĩnh như cũ. Anh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tam Linh cũng không cụng ly với Triệu Tam Linh mà chỉ tự uống rượu một mình. Không sao đâu, đầu óc anh có vấn đề lại thêm mắt bị mờ cho nên tôi không trách anh. mươi 45, đồng hồ trị giá 1 tỷ 140 triệu. Triệu Tam Linh nghe thấy câu trả lời của Lâm Thanh Diện thì phát điên ngay, hận không thể bay lên đá anh ta mới phát. Thậm chí anh còn hơi nghi ngờ đầu óc Lâm Thanh Diện có vấn đề, tên này không chỉ nói mình có IQ thấp, mà còn nói mình không có đầu óc, không có mắt nhìn, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã tức đến ói máu rồi. Tôi thấy đầu anh mới có vấn đề đó, rõ ràng là anh không có cảm giác tôn tại, thế mà dám nói người khác như vậy, lục thiên điệp bất bình dùng triệu tam linh. Ô, Lâm Thanh Diện chỉ đáp lại một chữ. Lục Thiên Điệp cũng bị Lâm Thanh Diện chọc cho phát điên. Hứa Bích Hoài thấy dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất của Lâm Thanh Diện thì che miệng cười, tất nhiên bình thường anh không như thế, giờ anh nói vậy là vì không muốn Triệu Tam Linh trêu chọc mình. Được rồi, hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm, đừng để tâm đến mấy chuyện không vui đó nữa, Triệu Tam Linh ra vẻ mình rất rộng lượng. Hừ, anh nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem, tôi thật sự không biết vì sao Hoài lại muốn ở bên anh nữa, Lục Thiên Điệp lầm bẩm một câu. Bốn người bắt đầu ăn cơm, Lâm Thanh Diện không hề khách sáo, nếu là Triệu Tam Linh mời, tất nhiên anh phải ăn cho no rồi. Hứa Bích Hoài cũng có thái độ giống Hệt Lâm Thanh Diện, cô cũng không thích Triệu Tam Linh, bằng không hồi học đại học, cô đã chấp nhận anh ta rồi, nên giờ cô chỉ có thể để mình ăn thật no. Nếu không chẳng phải cô sẽ phí công tới đây một chuyến à. Đến khi gần ăn xong rồi, Triệu Tam Linh mới lấy một chiếc hộp đựng đồng hồ trong túi áo ra, định tặng cho Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nhìn thấy chiếc hộp này, liền hiểu rõ anh ta muốn làm gì ngay. Lâm Thanh Diện cũng định tặng đồng hồ cho hứa Bích Hoài, tất nhiên anh không thể để cho Triệu Tam Linh giành trước được. Nên nhân lúc Triệu Tam Linh chưa kịp mở miệng, Lâm Thanh Diện đã quay đầu nói thẳng với hứa Bích Hoài, bà xã, hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một món quà. Hứa Bích Hoài sừng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ nói ra một câu như vậy vào lúc này. Triệu Tam Linh nghe Lâm Thanh Diện nói thế, đành phải cất đồng hồ của mình vào. Quà gì thế anh?" Hứa Bích Hoài hỏi. "Là một chiếc đồng hồ." Lâm Thanh Diện trả lời. Triệu Tam Linh cười nhạo ngay, thầm nghĩ tên này thật là, không tặng món gì khác mà cứ khăng khăng muốn tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài. Anh cũng chuẩn bị một chiếc đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, hơn nữa với khả năng tài chính của Lâm Thanh Diện, chỉ sợ anh ta chỉ có thể mua một chiếc đồng hồ hàng vỉa hè, nói không chừng còn là hàng second hand mà người khác không cần nữa đợi lát nữa Lâm Thanh Diện lấy đồng hồ anh ta ra, Triệu Tam Linh sẽ lấy chiếc Cartier Balen Blue hơn 120 triệu tặng cho hứa Bích Hoài, rồi so sánh hai chiếc, anh tin chắc cô sẽ biết mình nên chọn ai. Anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại chủ động giúp mình nên không vội, muốn đợi anh ta lấy đồng hồ ra rồi, anh sẽ chứng minh tấm lòng của mình với hứa Bích Hoài sau. Lục Thiên Điệp nghe thấy, Lâm Thanh Diện định tặng đồng hồ cho hứa Bích Hoài, thì vẻ mặt cũng tràn đầy mỉa mai, chẳng phải tiền của anh đều là hoài đưa cho à, anh có thể mua được thứ gì tốt chứ, tôi thấy anh đừng nên lấy ra để tránh bị mất mặt đi. Lâm Thanh Diện không hề để tâm câu nói của Lục Thiên Điệp, mà dứt khoát lấy cặp đồng hồ đó ra đưa cho hứa bích hoài. Lăng Thiên Diệp liếc nhìn cặp đồng hồ đó rồi nói, nhìn qua cũng rất tốt đó, có lẽ anh đã tìm không ít hàng vỉa hè mới mua được đúng không, thảo nào anh dám lấy nó ra tại những nơi thể này. Cô không biết serum Constantin nên không biết rõ cặp đồng hồ của Lâm Thanh Diện có giá 1 tỷ 140 triệu. Lục Thiên Điệp không biết về đồng hồ, nhưng không có nghĩa là Triệu Tam Linh cũng thế. Lúc nhìn thấy đồng hồ Vacheron Constantin, tim anh bỗng đập mạnh. Trong lòng anh biết rõ thương hiệu đồng hồ này đắt cỡ nào, nếu so với chiếc Cartier Bellen Blue của anh, thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chỉ riêng một chiếc đồng hồ của Lâm Thanh Diện đã hơn mấy trăm triệu rồi, đủ để anh mua mấy chiếc Cartier Bellen Blue của anh rồi. Triệu Tam Linh thâm nghĩ, có lẽ là hàng giả thôi, làm sao tên này có thể mua được đồng hồ đắt như thế chứ? Lâm Thanh Diện mở hộp, rồi lấy đồng hồ bên trong ra, ra hiệu cho hứa Bích Hoài đưa tay ra. Hứa Bích Hoài nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì mắt sáng lên ngay, cách chế tác đồng hồ Vacheron constantin đã hấp dẫn cô, đồng thời chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, cô đã biết chắc chiếc đồng hồ này không hề rẻ. Triệu Tam Linh vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ này đã hít ngụm khí lạnh ngay, hộp đựng đồng hồ thì có thể làm giả được, nhưng muốn làm giả Vacheron Constantin chính hãng thì không hề dễ. Lần đầu tiên nhìn thấy đồng hồ này, anh đã chắc chắn đây là đồng hồ chính hãng. Triệu Tam Linh vô thức sở chiếc Cartier Bellen Blue trong ngực mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng xấu hổ. Anh vốn định để Lâm Thanh Diện thả con tép, rồi mình bắt con tôm, nào ngờ bây giờ anh ta lại lấy ra một viên gạch bằng vàng. Nếu giờ anh lấy chiếc đồng hồ này ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh ta mẹ kiếp tên này lấy đâu ra đồng hồ đắt như vậy chắc chắn không phải anh ta tự mua rồi có lẽ anh ta lấy trộm từ một cửa hàng nào đó cho dù lâm thanh diện lấy ra đồng hồ chính hãng thì chắc chắn triệu tam linh cũng không tin lâm thanh diện tự mua chiếc đồng hồ này lâm thanh diện đeo đồng hồ vào tay hứa bích hoài cô rất thích chiếc đồng hồ này nên quan sát kỹ mấy lần lâm thanh diện đeo chiếc khác vào tay mình như vậy bọn họ cũng xem như có món đồ đầu tiên thuộc về hai người rồi em thích không lâm thanh diện mở miệng hỏi hứa bích hoài gật đầu chiếc đồng hồ này rất đắt đúng không anh mua bao nhiêu tiên thế không đáng bao nhiêu hết lâm thanh diện cười nói thấy lâm thanh diện không dám nói ra giá cả chiếc đồng hồ này trong lòng triệu tam linh càng khẳng định anh ta đã ăn trộm cặp đồng hồ này nên càng nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường lấy đồng hồ mình trộm được đi tặng người khác thật mất mặt mà mặc dù trong lòng triệu tam linh khinh thường lâm thanh diện nhưng giờ anh không tiện lấy đồng hồ của mình ra hoài chỉ sợ đây là món quà đầu tiên lâm thanh diện tặng cậu kể từ khi hai người kết hôn đúng không còn mua hàng vỉa hè nữa đúng là keo kiệt mà cậu nhìn lớp trường xem còn trẻ như vậy đã trở thành giám đốc chi nhánh tập đoàn thiên dương rồi nếu anh ấy tặng quà cho cậu chắc chắn sẽ không mua hàng vỉa hè đâu lục thiên điệp nói mặt triệu tam linh tràn đầy đắc ý nếu anh không thể tặng đồng hồ vậy thì anh phải thể hiện ra ưu thế của mình rồi cũng không có gì đâu công việc của anh triệu tam linh bắt đầu lải nhải lục thiên điệp rất nghiêm túc lắng nghe đồng thời cũng ngưỡng mộ anh thỉnh thoảng còn lấy lâm thanh diện ra để so sánh bảo hứa bích hoài hãy cân nhắc đến triệu tam linh lâm thanh diện thấy triệu tam linh hơi phiền phức nên gửi tin nhắn cho hướng vấn thiên ông mau gọi cho triệu tam linh bảo anh ta đi uống trà với ông đi Bình thường công việc của anh rất tự do, còn là lãnh đạo trong công ty nên không ai chỉ huy anh được, giống như hôm nay, cho dù anh không đến công ty mà luôn đi cùng các em cũng không có ai nói gì." Triệu Tam Linh vừa dứt lời, điện thoại anh ta đã đổ chuông, là chủ tịch tập đoàn gọi tới, nên anh vội vàng nghe máy, không dám chậm trễ. "Triệu à, nghe nói giờ cậu vẫn chưa tới công ty đúng không? Nếu cậu không tới công ty thì tới chỗ tôi uống trà đi." Loa điện thoại anh rất vang, nên Lăng Thiên Diệp và Hứa Bích Hoài đều nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 46: Làm mọi người thay đổi ánh nhìn. Mặt Triệu Tam Linh lúng túng đến mức sắp chảy ra nước, anh vừa khoác lát xong thì chủ tịch gọi tới, giờ anh không biết để mặt mũi vào đâu nữa. "Vâng chủ tịch, tôi sẽ qua đó ngay." Triệu Tam Linh cung kính đáp. Cho dù hiện tại anh là giám đốc chi nhánh của tập đoàn thì anh cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của chủ tịch, mà còn cung kính đáp lại, không dám có chút bất mãn. Bạn đang đọc TG huyện tải TG ôm G Nguyên Việt Nam. Triệu Tam Linh thâm nghĩ, hôm nay thật xui xẻo, chuyện nào anh muốn làm cũng không thuận lợi. Anh nhận ra Lâm Thanh Diện đang nhìn mình diễu cực thì thâm nghĩ, chắc chắn là vì anh gặp phải ôn thân Lâm Thanh Diện này. Lăng Thiên Diệp và Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy hơi lúng túng thay Triệu Tam Linh, dù gì lúc nãy anh ta còn khoác lác, thế mà hiện tại người ta chỉ gọi một cuộc anh ta đã chạy tới ngay sự tương phản này thật sự hơi buồn cười nhưng hai người không nói chuyện này ra để giữ lại chút mặt mũi cho triệu tam linh cái đó chủ tịch bên anh tìm anh có chuyện gấp nên hôm nay anh không thể đi cùng tụi em được lát nữa anh sẽ ra thanh toán các em cứ ăn tiếp đi triệu tam linh hơi chột dạ nói nếu anh bận việc thì đi trước đi lục thiên điệp nói hứa bích hoài cũng gật đầu theo ồ chẳng phải lúc nãy cậu nói cho dù cậu không đi làm thì cũng không có ai quản cậu mà đúng lúc này lâm thanh diện chen vào một câu mặt triệu tam linh đen lại ngay thâm nghĩ tên ngốc này đúng là vạch áo cho người xem lưng chỉ muốn gây chuyện với mình nếu không phải giờ chủ tịch tìm anh chắc chắn anh sẽ ở lại chơi một trận ra trò với lâm thanh diện là chủ tịch của tôi tìm tôi có chuyện quan trọng tất nhiên bình thường sẽ không như vậy triệu tam linh vẫn nán lại giải thích một câu Ồ, Lâm Thanh Diện lạnh lùng đáp. Nếu Triệu Tam Linh biết Lâm Thanh Diện chê mình phiên phức, bảo hướng vấn Thiên gọi anh ta đi, chỉ sợ anh ta sẽ tức đến ói máu tại chỗ. Anh im lặng thì chết à, IQ thật sự thấp đến tệ hại mà, tốt xấu gì lớp trường cũng là giám đốc công ty, một người thất nghiệp, cộng thêm bám váy đàn bà như anh, thì có tư cách thì mà ngồi đây nói này nói nọ, Lục Thiên Điệp khinh bỉ nói. Triệu Tam Linh rất tán thành câu nói của Lục Thiên Điệp, cũng xem thường Lâm Thanh Diện anh không quan tâm đến Lâm Thanh Diện nữa, mà quay đầu nói với Hứa Bích Hoài, "Bích Hoài, hai ngày nữa em nhất định phải đi họp lớp nhé, có rất nhiều bạn học nhớ em, muốn gặp mặt em trong cuộc họp lớp đó." Hứa Bích Hoài gật đầu nói, "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng tham gia." Triệu Tam Linh thấy Hứa Bích Hoài đã đồng ý thì không nán lại nữa, mà đứng dậy đi thanh toán rồi rời khỏi đây. Lục Thiên Điệp thấy Triệu Tam Linh đi rồi thì quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện bất mãn nói, con người anh làm sao vậy, triệu tam linh tốt bụng mời chúng ta đi ăn, anh còn cố ý nói mấy lời chặn họng người ta. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt đáp. Hừ, ăn ngay nói thật gì chứ, tôi thấy anh là ghen ti với người ta, sợ người ta cướp bích hoài của anh đi thôi, Lục Thiên Điệp biếu môi nói. Chỉ dựa vào anh ta à, tôi e rằng anh ta chưa đủ tư cách đó, lần này Lâm Thanh Diện nói rất nghiêm túc. Chật, đúng là nói khoác mà không biết xấu hổ tôi thấy anh ngoài việc khoác lác thì không làm được chuyện gì hết lúc trước hoài còn nói giọng anh hơi giống người trong mộng của tôi nhưng giờ xem ra ngay cả cọng lông trên chân anh ấy anh cũng không sánh nổi nữa lục thiên điệp tức giận nói lâm thanh diện giờ khóc giờ cười anh luôn cảm thấy kỳ lạ khi nghe lục thiên điệp so sánh mình như vậy được rồi hai người đừng cãi nhau nữa mau ăn cơm đi nếu không lát nữa sẽ nguội đó Hứa Bích Hoài liếc nhìn hai người. Lúc này hai người mới ngừng cãi nhau. Ăn xong, ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng Xuân Giang, Hứa Bích Hoài cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cảm thấy rất thích nó. Lục Thiên Điệp thấy Hứa Bích Hoài thế mà lại thích đồng hồ Lâm Thanh diện tặng đến vậy, cô vội sáp tới hỏi, "Hoài à, chẳng lẽ cậu thật sự chấp nhận tên vô dụng này rồi à?" Hứa Bích Hoài không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà nói, "Khoảng thời gian này tớ cảm thấy Lâm Thanh Diện biểu hiện rất tốt, làm việc rất đáng tin, tạo cảm giác yên tâm cho tớ. Anh ta ư? Ừ, còn đáng tin nữa? Tớ thấy trên toàn thế giới này, người khó tin cậy nhất là anh ta đó. Cậu nhìn đồng hồ cậu đang đeo trên tay đi, chắc chắn là mua từ hàng vìa hè về, nói không chừng chỉ tốn mấy chục ngàn đã mua được rồi, Lục Thiên Điệp khinh thường nói. Tớ cảm thấy rất tốt mà, Hứa Bích Hoài nói. Lục Thiên Điệp thở dài bất đắc dĩ rồi nói, tớ thật sự hết cách với cậu rồi. Nhưng cậu phải đồng ý với tớ, cậu nhất định không được dẫn Lâm Thanh Diện đi tham gia họp lớp đó. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, tại sao không thể để anh ấy đi? Hơn nữa mọi người đâu có nói không thể dẫn người nhà đi, với lại ngộ nhớ tớ uống quá nhiều, anh ấy vẫn có thể đưa tớ về nhà. Lục Thiên Điệp cảm thấy, Hứa Bích Hoài thật sự bị Lâm Thanh Diện mê hoặc rồi, nên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lục đến ngã tư, ba người liên tách ra. Lục Thiên Điệp về nhà mình, còn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thì cùng nhau đi về. Trên tay hai người đeo đồng hồ Vacheron Constantin, trông rất xứng đôi. "Em dẫn anh đi họp lớp, không sợ bạn học em chê cười em à?" Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài mỉm cười nói, "Em không sợ, em đã nghĩ thông rồi, em không thể sống trong ánh nhìn của người khác được, chỉ cần em biết anh không như mọi người nói là được." Trong lòng Lâm Thanh Diện cảm động. Tiên định nói anh nhất định sẽ làm mọi người thay đổi ánh nhìn về anh. Sau này anh sẽ không để em bị cười nhạo vì anh nữa. Hứa Bích Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía trước. Lúc đến cửa khu chung cư, Lâm Thanh Diện vô thức liếc nhìn hàng bán bánh trứng gà ở bên kia, rồi nhận ra xe bán bánh đó đang nằm sóng xoài trên đất, trứng gà vỡ nát, rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Trong lòng Lâm Thanh Diện giật mình, vội chạy qua đó anh liếc nhìn mặt đất rồi nhận ra trên đó còn có vết máu nữa. Anh vội hỏi một người bên cạnh, chu à, anh bán bánh trứng đâu rồi, ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế? Lúc nãy có một nhóm người bỗng xông tới đây, rồi đuổi đánh người bán bánh trứng này, không ai biết đã xảy ra chuyện gì hết. Người bán bánh trứng đó rằng co với bọn họ một lúc rồi bỏ chạy, giờ không ai biết bọn họ thế nào nữa. Chú bán hàng bên cạnh đáp. Lâm Thanh Diện gật đầu trầm tư, rồi quay về cùng hứa bích hoài. Sau khi về đến nhà, anh gửi tin nhắn cho Lý Huỳnh Thái ngay, bảo anh ta điều tra xem lúc nãy đã chuyện gì. Lâm Thanh Diện rất có cảm tình với anh bán bánh này, mặc dù biết anh ta không đơn giản như vẻ bên ngoài, nhưng nể tình lần trước anh ta đã nhắc nhở mình một lần, nên anh muốn điều tra rõ chuyện này. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Diện đã nhận được tin tức từ Lý Huỳnh Thái. Anh Diện, em đã điều tra rõ rồi, giờ có lẽ người vẫn còn sống, đợi anh tới đây, em sẽ nói tình huống cụ thể cho anh nghe. chương 47, Trần Tài Anh Lâm Thanh Diện làm xong việc nhà thì ra khỏi nhà, bắt xe tới câu lạc bộ Starry. Lý Huỳnh Thái đang ngồi đợi trong một phòng bao, thấy Lâm Thanh Diện đi vào thì đứng dậy ra đón ngay. Cậu mau nói thử xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện đi thẳng vào chủ đề. Lý Huỳnh Thái ngẫm nghĩ một lát rồi sắp xếp lại ngôn ngữ nói, anh Diện, người mà anh bảo em đi điều tra trùng khớp với thân phận Trần Tài Anh, người từng một tay che trời ở thành phố Thanh Vân năm đó, nếu em đoán không lâm thì 90% người này là Trần Tài Anh. Trần Tài Anh ư, lâm thanh diện nhớ mày, chính là Trần Tài Anh vì bị thuộc hạ phản bội, mà một mình địch gần trăm người, rồi nhúm đỏ cả con phố năm đó ư. Anh ta vẫn chưa chết à? Lâm Thanh Diện đã sớm nghe qua cái tên Trần Tài Anh này rồi, mỗi thành phố xung quanh Giang Thành đều có chi nhánh tập đoàn Thiên Dương, nên anh nắm bắt khá rõ và kịp thời những tình huống xung quanh. Thành phố Thanh Vân là một thành phố nằm ở phía nam Giang Thành, kinh tế phát triển hơn Giang Thành, nên thế giới ngầm bên đó cũng hỗn loạn hơn nơi này gấp trăm lần, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là vì Trần Tài anh mất tích. Lúc Trần Tài anh còn ở đó, thế giới ngầm ở thành phố Thanh Vân vững bên như thép, một mình anh ta khống chế chặt chẽ toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Thiên Vân. Lúc đó thế lực anh ta là lớn nhất thậm chí anh ta còn không sợ bất kỳ gia tộc đứng đầu nào. Nhưng mấy năm trước, thuộc hạ chân tài anh đã âm mưu phản bội anh ta, khiến anh ta rơi vào đường cùng. Sau khi một mình đấu gần trăm người, anh ta đã biến mất khỏi thành phố Thanh Vân. Mọi người đều cho rằng chân tài anh đã bị mấy thuộc hạ của anh ta giết chết. Nên Lâm Thanh Diện rất ngạc nhiên khi nghe Lý Huỳnh Thái nói, anh bán bánh trứng là cha pen tài anh. Năm đó Trần Tài Anh chỉ biến mất, sau này mọi người cũng không tìm thấy thi thể anh ta nên không thể khẳng định rằng anh ta đã chết được lý huỳnh thái giải thích tối qua em đã điều tra suốt đêm phát hiện ra thời gian người này tới giang thành trùng khớp với thời gian trần tài anh mất tích hơn nữa hôm qua người đánh nhau với anh ta là đến từ thành phố thanh vân lâm thanh diện gật đầu trầm tư nếu những lời này là thật vậy thì có thể xác nhận anh bán bánh trứng là trần tài anh trước đây rất lâu lâm thanh diện đã cảm thấy anh bán bánh trứng này không bình thường không ngờ anh ấy lại là trần tài anh người từng làm mưa làm gió trong thành phố thanh vân điều này đã làm lâm thanh diện rất kinh ngạc giờ anh ta đang ở đâu lâm thanh diện hỏi dựa theo manh mối em tìm thấy tối qua em đã đoán ra nơi lẩn trốn của anh ta nhưng em có thể đoán ra thì chắc chắn mấy người truy sát anh ta cũng tìm ra thôi lý huỳnh thái nói lâm thanh diện dứt khoát đứng dậy nói giờ cậu dẫn tôi qua đó tìm anh ta ngay đi anh diện trần tài anh này không hề đơn giản nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức từ thành phố Thanh Vân, Lý Huỳnh Thái nhắc nhở. Lúc trước anh ta từng giúp đỡ tôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu được, huống hồ nơi này là Giang Thành, chưa đến lượt người bên thành phố Thanh Vân tới đây làm loạn, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Lý Huỳnh Thái không nói gì nữa, anh luôn tin tưởng vào quyết định của Lâm Thanh Diện, nên dẫn anh ấy rời khỏi câu lạc bộ Starry, rồi lập tức chạy thẳng tới một thôn trong thành phố. Trên đường đi, Lý Huỳnh Thái còn kể cho Lâm Thanh Diện nghe, Chuyện Trần Tài anh bị phản bội năm đó khiến bao người nghi hoặc. Khi đó người phản bội Trần Tài anh chỉ có thể chiếm được gần một nửa thế lực của anh ta, nếu anh ta có thời gian tập hợp lại mấy người thân tín của mình thì có thể diệt trừ được những người phản bội kia. Nhưng điều làm mọi người không ngờ tới là, Trần Tài anh lại chọn cách chạy trốn ngay, anh ta không hề thông báo với mấy thân tín của mình, cuối cùng vì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đó mà bị nhóm người phản bội chặn trên một con phố, cuối cùng mới có trận huyết chiến nổi tiếng kia. Trần Tài Anh có thể nắm chắc toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Thanh Vân trong tay, chắc chắn đầu óc không hề tầm thường. Theo lý mà nói, lúc đó anh ta sẽ không mốc đến mức bỏ chạy một mình như thế. Lý Huỳnh Thái rất nghi ngờ chuyện này, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lâm Thanh Diện bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, e rằng chỉ có mình Trần Tài Anh mới biết được chân tướng. Giờ chuyện bọn họ phải làm là nhanh chóng tìm được Trần Tài Anh rồi cứu anh ta thoát khỏi mấy người đến từ thành phố Thanh Vân kia. Một lâu sau, hai người đã tới một thôn trong thành phố, Lý Huỳnh Thái dựa theo con đường mà mình điều tra, rồi dẫn Lâm Thanh Diện đến một khu vực toàn những căn nhà đổ nát. Nơi này gần như không còn người nào ở nữa, những căn nhà ở đây đều đang đợi dỡ bỏ, bình thường rất ít người đi tới đây. Hai người đứng trước một căn tứ hợp viện, Lý Huỳnh Thái chỉ vào cửa nói, nếu em đoán không lầm, có lẽ anh ta đang ở bên trong. Lâm Thanh Diện gật đầu, thận trọng đi vào tứ hợp viện, rồi đi tới căn nhà nằm trong sân. Anh vừa đẩy một cánh cửa, định bước vào nhà thì đúng lúc này, một luồng gió mạnh ập tới, đánh thẳng vào sau gáy Lâm Thanh Diện. Anh Diện, cẩn thận, Lý Huỳnh Thái hét lên. Mạnh Cường, năm đó ông đây không đối xử tệ bạc với mày, thế mà hôm nay mày lại dẫn người tới truy sát tao, lương tâm mày bị cho ăn rồi à, hôm nay ông đây quyết sống chết với mày, cho dù tao chết cũng phải kéo mày theo một giọng nói ồm ồm vang lên, lúc này một năm đấm đã xuất hiện ngay sau đầu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề hoảng loạn, lúc nắm đấm này sắp đánh vào người anh, anh bỗng nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh, rồi chụp lấy cổ tay đang tung nắm đấm đó. Trong lòng Trần Tài Anh cả kinh, định lui về sau ngay, nhưng nhận ra tay mình như bị đóng chặt, không thể nhúc nhích được. Không ngờ mấy năm không gặp, thực lực của mày lại mạnh như thế, Xem ra ông trời thật sự muốn tao chết rồi, Trần Tài anh bỗng thở dài tuyệt vọng. "Đại ca, là tôi đây, anh đừng hiểu lầm." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lúc này Trần Tài anh mới nhìn thấy rõ Lâm Thanh Diện, vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn nên mở miệng hỏi, "Sao lại là cậu? Sao cậu lại tới đây?" Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, "Tôi biết anh gặp rắc rối nên tới đây cứu anh." "Anh Diện là người ơn tất báo, anh ấy nói lần trước anh đã giúp anh ấy." nên lần này anh ấy nhất định phải cứu anh lý huỳnh thái bổ sung thêm trần tài anh quay đầu nhìn lý huỳnh thái rồi híp mắt hỏi cậu là lý huỳnh thái không sai là tôi đây lý huỳnh thái đáp trong lòng trần tài anh càng kinh ngạc hơn anh cũng có chút hiểu biết về ba ông vua của thế giới ngầm giang thành biết lý huỳnh thái là có tính cách nóng nảy, một lời không hợp sẽ đánh người lúc bán bánh trứng anh cũng biết ít nhiều về danh tiếng lâm thanh diện Biết anh ấy là tên vô dụng trong mắt người Giang Thành. Nhưng giờ Lý Huỳnh Thái, một trong ba ông vua của thế giới ngầm lại gọi Lâm Thanh Diện là anh Diện, hơn nữa còn cung kính như thế, điều này đã làm anh nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Thanh Diện thấy Trần Tài Anh nghi ngờ thì cười nói, tôi cũng giống như anh, sẽ có ít nhiều bí mật, nên anh không cần ngạc nhiên thế đâu. Trần Tài Anh gật đầu rồi thở dài, các cậu vẫn nên rời khỏi đây đi, người truy sát tôi không phải người đơn giản. Tôi không muốn các cậu bị liên lụy vì tôi đâu. Chuyện này anh cứ yên tâm, có tôi và anh diện ở đây, không ai dám động vào anh đâu, Lý Huỳnh Thái vỗ ngực nói. Trần Tài anh lắc đầu, anh biết Lý Huỳnh Thái có thể đánh nhau, nhưng anh cùng lắm chỉ có thể chống đỡ một mình mạnh cường, mà anh ta lại mang theo thuộc hạ, giờ vết thương cũ vết thương mới của anh đều đang phát tác, hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào. Còn Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn không nghĩ tới, anh ấy biết đánh nhau năm đó Mạnh Cường đang truy sát tôi cũng có uy danh không nhỏ ở thành phố Thanh Vân, thực lực anh ta không hề thua kém Lý Huỳnh Thái, hơn nữa anh ta còn dẫn theo thuộc hạ, dựa vào ba người chúng ta sẽ không ứng phó nổi, hai người vẫn nên đi đi, Trần Tài Anh nói. Nói như vậy là anh thật sự là Trần Tài Anh à? Lâm Thanh Diện hỏi, Trần Tài Anh sừng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện đã đoán ra thân phận của mình, chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Không sai, Tôi là Trần Tài Anh, tôi vốn tưởng rằng mình che giấu thân phận sống ở Giang Thành thì có thể sống hết quãng đời còn lại, những không ngờ nhóm người đó lại tuyệt tình như vậy, Trần Tài Anh cảm thán. Lâm Thanh Diện vốn định nói với Trần Tài Anh, chỉ cần anh ấy ở trên địa bàn Giang Thành này thì không ai có thể động vào anh ấy, nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Trần Tài Anh, tao biết mày đang trốn trong đó, mau cút ra đây chịu chết cho tao, đừng lãng phí thời gian của tao nữa một giọng nói hùng hồn vang lên. Trần Tài Anh lắc đầu bất đắc dĩ, Mạnh Cường đã tới đây rồi, e rằng cho dù hai người Lâm Thanh Diện muốn rời đi cũng khó. Chúng ta ra ngoài thôi, có trốn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Tài Anh dẫn đầu đi ra ngoài, hai người Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái cũng đi theo. Trong sân có tổng cộng 5 người, dẫn đầu là Mạnh Cường. Vóc dáng Mạnh Cường cao lớn, cả người toàn bắp thịt, hơn nữa vừa nhìn đã biết người có tập luyện tạo cho người khác cảm giác rất nguy hiểm. Anh ta thấy ba người bước ra khỏi nhà thì hơi ngạc nhiên, rồi quan sát hai người Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện. Không ngờ mày còn tìm người tới giúp đỡ nữa, nhưng mày tưởng hôm nay mày có thể thoát khỏi tay tao à? Mạnh Cường cười khẩy. Mạnh Cường, chuyện này không liên quan đến họ, mày thả hai người bọn họ đi đi, còn tao sẽ để mặc mày xử trí. Trần Tài Anh bình tĩnh nói, chuyện đã đến nước này rồi, anh đành phải chấp nhận số phận. Trần Tài Anh, mặc dù anh là lão đại ở thành phố Thanh Vân, nhưng Lý Huỳnh Thái tôi là người không sợ phiên phức, giờ anh bảo tôi rời đi là điều không thể nào. Lý Huỳnh Thái tiến lên một bước nói. Mạnh Cường híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Thái hỏi, anh là Lý Huỳnh Thái một trong ba ông vua ở Giang Thành Ư? Không sai, chính là ông đây. Lý Huỳnh Thái hô lên. Mạnh Cường hơi kiêng kỳ Lý Huỳnh Thái, nhưng cũng chỉ kiêng kỳ mà thôi. Ở Giang Thành này, chưa đến lượt người ở thành phố thanh vân tới phách lối các người còn không mau rời khỏi căn nhà này lâm thanh diện cũng lên tiếng mạnh cuồng liếc nhìn lâm thanh diện trong lòng bắt đầu hơi lo lắng nếu người này cũng là nhân vật cùng cấp bậc với lý huỳnh thái vậy thì rắc rối rồi anh mở miệng hỏi mày là ai lâm thanh diện đầu tiên mạnh cường lộ ra vẻ mặt nghi ngờ rồi chợt nhớ ra điều gì đó bỗng cười lớn lên chẳng lẽ mày là lâm thanh diện tên vô dụng mà ai ai cũng biết ở Giang Thành này. chương 48, một chiêu là đủ. Không sai, là tôi đây, Lâm Thanh Diện cũng không phản bác, anh không quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chỉ cần bản thân anh biết rõ thực lực của mình là được. Trên mặt mảnh cường lộ ra nụ cười khinh bỉ, nếu là tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, vậy thì anh không còn gì để lo lắng nữa. Trần Tài Anh đã bị thương nặng, không còn sức chiến đấu, hoàn toàn không có gì phải lo lắng đến lúc đó anh sẽ không chế lý huỳnh thái mấy tên thuộc hạ của anh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết trần tài anh còn lâm thanh diện anh không nghĩ một tên vô dụng như anh ta có thể tạo ra uy hiếp gì cho anh trần tài anh thấy lý huỳnh thái và lâm thanh diện chịu ra mặt thay mình trong lòng cực kỳ cảm động nhưng anh cũng nghĩ giống hệt mạnh cường bên bọn họ chỉ có mình lý huỳnh thái là có thể ra tay còn sức chiến đấu của anh và lâm thanh diện cơ bản là số không mặc dù lý huỳnh thái có thể ngăn cản mạnh cường nhưng hai người bọn họ thì không thể chống lại thuộc hạ của anh ta, kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi. Lâm Thanh Diện, cậu nghe lời khuyên của tôi đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, dựa vào ba người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ, làm như vậy chỉ khiến cậu trả giá vô ích thôi, Trần Tài Anh đầy sốt ruột nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, chuyện đã đến nước này rồi, anh cảm thấy anh ta sẽ thả hai người chúng tôi đi à? Trần Tài Anh thở dài, biết chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Anh yên tâm đi, có tôi và anh Diện ở đây, hôm nay bọn họ không chạm được một sợi lông của anh đâu, Lý Huỳnh Thái tràn đầy tự tin nói. Nếu hôm nay chỉ có mình anh ở đây, có lẽ anh ta sẽ hơi thiếu tự tin, nhưng có Lâm Thanh Diện ở đây, anh ta không cần gì phải sợ nữa. Hơn nữa rất có khả năng là hôm nay anh không có cơ hội để ra tay nữa. Trên mặt mảnh cường lộ ra nụ cười khẩy, thầm nghĩ lâm thanh diện này thật cứng đầu sắp chết đến nơi rồi còn ra vẻ oai phong lẫm liệt như thế coi như mày thông minh hôm nay ai trong ba người các anh cũng không được rời đi tao nhận lệnh tới giết chân tài anh nếu ai biết được chuyện này thì giết không tha mạnh cường lạnh lùng nói vậy thì mày nghĩ nhiều quá rồi lý huỳnh thái cười nói ha ha lý huỳnh thái chẳng lẽ mày tưởng dựa vào một mình mày thì có thể địch lại năm người chúng tao à mạnh cường nhìn chằm chằm lý huỳnh thái nói lý huỳnh thái cười nói tất nhiên tao biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng tao cũng không nói mình phải địch lại năm người tụi bay ồ vậy mày lấy đâu ra can đảm mà nói tao nghĩ nhiều thế mạnh cường cảm thấy hơi kỳ quái lý huỳnh thái quay đầu nhìn lâm thanh diện nói tao lấy can đảm từ chỗ anh ấy đó tầm mắt năm người mạnh cường đều rơi trên người lâm thanh diện rồi nở nụ cười châm biếm ngay tao không nghe lầm chứ mày mà đi lấy can đảm từ trên người tên vô dụng này, chỉ sợ lá gan của thằng đó còn nhỏ hơn mũi nữa, Mạnh Cường không hề lưu tình nói. Lâm Thanh Diện không hề để tâm đến lời mỉa mai của họ, mà tiến lên một bước lạnh lùng nói các người sẽ hối hận thôi. Chân tải anh thấy thế thì vội kéo cánh tay Lâm Thanh Diện lại nói, Lâm Thanh Diện, cậu đừng kích động, thực lực của Mạnh Cường không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu mà tiến lên là tìm đường chết đó. Anh yên tâm, tôi không mốc đến mức chủ động tìm đường chết đâu, Lâm Thanh Diện đáp. Trần Tài Anh thấy Lâm Thanh Diện không nghe lời khuyên thì trong lòng gấp gáp, anh nhìn Lý Huỳnh Thái, muốn bảo anh ta tới ngăn Lâm Thanh Diện lại, nhưng hình như anh ta không hề có ý ngăn cản. Mà ngược lại, trên mặt còn mang theo vẻ mong đợi. Mạnh Cường hơi buồn cười khi thấy, Lâm Thanh Diện là người không có khả năng chiến đấu nhất trong ba người, lại bước ra ngoài. Lâm Thanh Diện, mày chắc chắn không để Lý Huỳnh Thái giúp mày à? chỉ dựa vào danh tiếng của mày hôm nay mày chẳng thể làm nên trò trống gì đâu mạnh cường cười nói một mình tao là đủ rồi lâm thanh diện thản nhiên nói mạnh cường híp mắt lại ánh mắt toát ra tia sát khí mẹ kiếp nếu anh đã điếc không sợ súng như thế vậy thì tôi sẽ cho anh cảm nhận thế nào là tuyệt vọng một lát mau đi cho anh ta biết tay đi mạnh cường hạ lệnh trong bốn người có một người xông tới chỗ lâm thanh diện ngay chỉ cần nhìn tốc độ đã biết đây là một cao thủ có thực lực rất mạnh. Mặt Trần Tài anh biến sắc, vội quay đầu nói với Lý Huỳnh Thái, thực lực của thuộc hạ Mạnh Cường đều rất mạnh, nếu cậu để một mình Lâm Thanh Diện tiến lên, cậu ấy sẽ mất mạng đó. Lý Huỳnh Thái mỉm cười, bình tĩnh nói, anh cứ yên tâm, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu thực lực của anh diện mà, sao mấy con tép siêu này có thể là đối thủ anh ấy được. Lúc này, người kia đã xông tới trước mặt Lâm Thanh Diện, rồi vung một nắm đấm ra, đấm vào mặt Lâm Thanh Diện vẻ mặt người này tràn đầy đắc ý, dường như rất hài lòng về tốc độ của mình. Nhưng anh ta không hề biết rằng, trong mắt Lâm Thanh Diện, tốc độ của anh ta chậm như rùa bò. Lúc nắm đấm của người kia sắp đánh vào mặt Lâm Thanh Diện, anh nhanh chóng nhấc chân lên, đạp vào bụng người đó. Nắm đấm người đó bỗng ngừng lại, tiếp đó là cả người bay ngược ra sau, rồi đập vào tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng đột ngột này, nụ cười khởi trên mặt mạnh cường cũng tan biến trong nháy mắt. Sao, sao cậu ấy lại lợi hại như vậy? Chân tài anh lấm bẩm. Mạnh cường phun nước miếng xuống dưới đất măng, mẹ kiếp, không ngờ thằng đó lại có bản lĩnh như vậy, xông lên hết cho tao, đè nó xuống dưới đất rồi đánh. Ba người còn lại xông về phía lâm thanh diện ngay, thực lực ba người này gộp lại cũng không thua kém mạnh cường bao nhiêu, nên anh ta rất có lòng tin vào bọn họ. Nhưng một giây sau, Mạnh Cường đã há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy khó tin nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ thấy sau khi ba người này xông lên trước mặt Lâm Thanh Diện, thân hình anh nhanh chóng dịch chuyển, trong nháy mắt ba người kia đã ngã xuống đất rồi bắt đầu lăn lộn. Thậm chí Mạnh Cường còn không nhìn thấy rõ, Lâm Thanh Diện đã ra tay thế nào. Chẳng lẽ tên Lâm Thanh Diện trong miệng người Giang Thành nói, không phải là tên Lâm Thanh Diện này ư? Mạnh Cường không dám khinh thường Lâm Thanh Diện, vì anh ta biết người này trông có vẻ là người mặt đơ nhưng chắc chắn anh không đơn giản như anh ta nghĩ trần tài anh cũng nhìn lâm thanh diện với vẻ mặt khiếp sợ giờ anh mới nhận ra thật ra tên vô dụng trong miệng mọi người là một cao thủ với thực lực vượt xa anh lúc nãy lâm thanh diện nói mỗi người đều có bí mật có lẽ đây chính là bí mật của anh ta thấy lâm thanh diện không xảy ra chuyện gì trần tài anh cũng thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này cánh tay anh bỗng truyền đến một cơn đau thấu tim anh vội ôm cánh tay mình lại chán toát đây mù lạnh năm đó lúc bị truy sát cánh tay này của anh từng bị thương nặng mặc dù giữ được cánh tay nhưng để lại di chứng rất lớn lần này bị mấy người mạnh cường truy sát cánh tay này của anh lại sử dụng quá mức cộng thêm việc bị thương nên giờ nó đã đạt cực hạn rồi nhưng mạnh cường vẫn chưa được giải quyết giờ anh vẫn chưa thể quan tâm đến cánh tay mình được lâm thanh diện đi tới trước mặt mạnh cường rồi nhìn chằm chằm anh ta nói giờ mày muốn chủ động nhận lấy cái chết, hay muốn tao đích thân ra tay đây? Mạnh cường hư lạnh nói, mẹ kiếp, mày đừng tưởng mày đối phó được mấy tên thuộc hạ của tao, thì có tư cách đứng đây khiêu khích tao, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết rõ, thế nào là thê thảm. Nói xong, mạnh cường xông về phía Lâm Thanh Diện với tốc độ nhanh chóng. Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, tốc độ này quá chậm rồi, một chiêu của tao cũng đủ để giải quyết mày rồi. Nói khoác mà không biết ngượng, Tao ngược lại muốn nhìn xem, mày dùng chiêu gì để giải quyết tao." Mạnh Cường nhảy lên, đạp vào người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vội xoay người, rồi đá thẳng vào đầu gối Mạnh Cường. Một tiếng rắc vang lên. Tiếp đó là tiếng hét thảm thiết của Mạnh Cường, cả người anh ta vùng vẫy trong không trung rồi rơi bịch xuống đất. "Á, à, chân của tôi." Lâm Thanh Diện xoay người, không thèm nhìn Mạnh Cường, vì anh biết anh ta đã thành kẻ tàn phế rồi không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho anh nữa giờ lý huỳnh thái mới đi tới bên lâm thanh diện cười nói anh diện hôm nay anh ra tay hơi nhẹ đó thế mà chỉ phế một chân của cậu ta cậu xử lý đi không được để mấy người ở thành phố thanh vân rời khỏi căn nhà này lâm thanh diện nói lý huỳnh thái lập tức hiểu ý anh và đi xử lý đám người mạnh cường lâm thanh diện đi tới trước mặt trần tài anh rồi nở nụ cười với anh ấy tôi đã giải quyết xong rắc rối rồi Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, không ngờ cậu lại che giấu kỹ như thế, ngay cả tôi cũng không nhìn ra năng lực của cậu. Tôi biết đạo lý quân tử giấu vũ khí phòng thân mà, nếu công khai quá sẽ dễ bị chết hiểu, Lâm Thanh Diện cười nói. Trần Tài Anh gật đầu, đồng thời trong lòng cũng khâm phục sự sâu sắc của người trẻ tuổi này, năm đó lúc anh bằng tuổi Lâm Thanh Diện, còn đang nổi giận đùng đùng, đâu thể thua hết tài năng mà mình có như Lâm Thanh Diện chứ lần này người bên thành phố thanh vân đã được giải quyết anh đã có dự định gì chưa lâm thanh diện hỏi trần tài anh cười miễn cưỡng rồi nói tôi còn có thể có dự định gì chứ có lẽ sẽ đổi một nơi khác rồi tiếp tục bán bánh trứng thôi không bằng anh đi theo tôi đi chỉ cần ở trong giang thành này tôi có thể bảo đảm an toàn cho anh cho dù người bên thành phố thanh vân lại tới nữa tôi cũng có thể giúp anh bình yên vô sự lâm thanh diện nói ra suy nghĩ của mình anh luôn tìm kiếm một người có thể khống chế cục diện thế giới ngâm trong giam thành, giờ xem ra, rõ ràng Trần Tài Anh là sự lựa chọn thích hợp nhất. Trần Tài Anh lắc đầu nói, chuyện này thì bỏ đi, giờ tôi đã là kẻ tàn phế rồi, cho dù đi theo cậu, cũng không giúp được cậu bao nhiêu. Nói xong, cánh tay anh lại đau nhói, làm anh đứng không vững. Lâm Thanh Diện thấy thế thì vội đỡ chân tài anh, rồi liếc nhìn cánh tay anh ta, nhận ra cánh tay đã tím bầm, da thịt trên đó cũng rách ra rồi chỉ sợ cánh tay này không giữ được nữa. Tôi rất cảm động vì lần này cậu đã cứu tôi, nhưng tôi chỉ là kẻ tàn phế, e là không có cơ hội để báo đáp cậu, Trần Tài Anh bất đắc dĩ nói. Lâm Thanh Diện quan sát kỹ cánh tay anh ta một lát, rồi nghiêm túc nói với Trần Tài Anh, quả thật tình trạng cánh tay này của anh rất xấu, nhưng chưa tới mức phải phế bỏ, tôi có cách giúp anh chữa khỏi nó. chương 49, nhớ cậu muốn chết. Trần Tài Anh nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hỏi anh còn biết chữa bệnh nữa hả? Tay của tôi đã cho những chuyên gia giỏi nhất giới y học khám qua, bọn họ đều nói không có hy vọng, lần này tôi lại dùng sức quá lớn, sợ là cho dù hoa đà sống lại cũng chị không khỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi không giỏi về y, nhưng mà tôi đúng là có quen một vị thân y, ông ta chắc chắn có cách chữa khỏi tay của anh. Thần y, chân tài anh sừng sốt, lúc nãy anh còn tưởng là Lâm Thanh Diện biết cách chữa bệnh, thì ra là muốn người khác trị cho anh không sai y thuật của người này đã rất cao dùng từ thần y để miêu tả cũng không quá lúc trước tôi từng cứu ông ấy một mạng nhờ ông ấy chữa tay giúp anh chắc là không khó lâm thanh diện nói trần tài anh lập tức do dự anh đương nhiên không muốn cánh tay của mình bị tàn phế chỉ cần có một chút hy vọng anh vẫn muốn thử xem nhưng mà anh và lâm thanh diện chỉ tình cờ gặp nhau lâm thanh diện giúp đỡ anh như thế làm anh cảm thấy rất hổ thẹn Lâm Thanh Diện thấy Trần Tài Anh do dự lập tức suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cũng không phải giúp anh chữa bệnh miễn phí, lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn anh đi theo làm việc cùng tôi, nếu như tôi thật sự tìm được người chữa khỏi cánh tay này của anh, sau này anh đi theo tôi, coi như là trả công cho tôi, thế nào? Trần Tài Anh nghĩ nghĩ, cuộc sống của anh bây giờ có thể nói là lang thang khắp nơi, ngày ngày còn phải đề phòng rắc rối đến từ thành phố Thanh Vân. Thực lực lúc đó của Lâm Thanh Diện anh cũng đã nhìn thấy, nếu như thật sự đi theo Lâm Thanh Diện thì có lẽ Lâm Thanh Diện thật sự có thể bảo đảm sự an toàn cho anh. Bây giờ anh cũng chỉ mới trung niên, nếu như thật sự bắt anh luôn bán bánh clip trứng để kiếm sống, thật ra trong lòng anh cũng không muốn. Còn không bằng đi theo Lâm Thanh Diện xông xáo một phen, nói không chừng còn có cơ hội thực hiện lại huy hoàng năm xưa. Đương nhiên, tiền đề là tay của anh có thể chữa khỏi được. Anh nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó gật đầu, mở miệng nói, được, tôi hứa với anh nếu như thật sự có thể giữ lại được cánh tay này cho dù có làm trâu làm ngựa cho anh tôi cũng sẽ không oán hận câu nào anh có tài năng như vậy bắt anh làm trâu làm ngựa thì quá ấm ức rồi lâm thanh diện cười nói ô vậy anh muốn tôi làm gì trần tài anh hỏi khống chế thế giới ngầm ở hồng thành lâm thanh diện cười nói trần tài anh hoảng sợ từ gương mặt phúc hậu vô tội của lâm thanh diện anh hoàn toàn không nhìn ra được người trẻ tuổi bị mọi người gọi là tên vô dụng này lại có giá tâm lớn đến như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng làm anh xác định được, quyết định đi theo Lâm Thanh Diện chắc chắn không phải là một quyết định sai lầm. Anh Diện, đã xử lý xong, Lý Huỳnh Thái lúc này cũng đi ra. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, đỡ anh Trần, sau này anh ta đi cùng chúng ta, đều là người một nhà. Lý Huỳnh Thái lập tức đỡ Trần Tài Anh lên, cười, anh Trần, xin chỉ giáo nhiều hơn, sau này chỉ cần là việc đánh đấm, có thể gọi tôi đến bất cứ lúc này, đương nhiên, nếu như có anh Diện ở đó thì khỏi đi. Trong lòng anh cũng hiểu rất rõ vì sao Lâm Thanh Diện lại muốn cứu Trần Tài Anh, anh cũng biết chính anh không phải người thích hợp làm lãnh đạo. Trần Tài Anh đã đến làm cho anh thở phào nhẹ nhõm, sau này anh chỉ cần lo đánh đánh giết giết là được. Cho nên Lý Huỳnh Thái hoàn toàn không có chút khó chịu nào về việc Lâm Thanh Diện cho phép Trần Tài Anh gia nhập cả. Nửa tiếng sau, ba người xuất hiện ở một con hẻm nhỏ âm u yên tĩnh. Lâm Thanh Diện dẫn hai người đến một cánh cửa khá cũ kỹ, bên trên cửa còn treo một tấm bản viết bốn chữ to, không tranh với đời. Lý Huỳnh Thái nhìn chằm chằm tâm biển này một lúc lâu, chú ý đến chỗ ký tên bên trên, sau đó mở to hai mắt. Anh Diện, đừng nói chỗ này chính là chỗ của thần y từ từ tài người nổi tiếng từ Bắc chí Nam Nha. Lâm Thanh Diện cười gật đầu nói, không sai, đúng là ông ấy. Má ơi, anh Diện, tôi nghe nói vị thần y từ tính tình quái lạ, một năm chỉ khám bệnh ba lần, hết ba lần, cho dù có cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không làm. Hơn nữa thần y từ khám bệnh cho người khác còn xem hỏi tâm trạng ông ấy nữa, tâm trạng không tốt thì cho dù bệnh sắp chết ông ấy cũng không khám. Chúng ta đi tìm vị thần y từ này khám bệnh, có được không? Lý Huỳnh Thái hơi không chắc chắn lắm, nếu như thật sự là từ tài thì đúng là có thể chữa khỏi được cánh tay của chân tài anh, nhưng mà nếu người ta không muốn chữa thì cho dù con năn nỉ như thế nào cũng chẳng làm được gì. Lúc trước anh nghe nói có người của một gia tộc lớn nào đó ở kinh thành muốn mời Từ Tài đi khám bệnh, hứa cho ông cuộc sống giàu sang phú quý cả đời, Từ Tài không thèm chớp mắt đuổi thẳng những người đó ra ngoài. Nếu muốn Từ Tài ra tay chữa bệnh cho người khác đúng thật là còn khó hơn lên trời. Yên tâm đi, trước mặt tôi thì ông ấy không dám làm thế, Lâm Thanh Diện cười nói, sau đó đi vào cửa. Lý Huỳnh Thái nuốt nước bọt, nghĩ thầm anh diện của anh rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn mà anh chưa biết nữa, vậy mà lại dám tin chắc rằng thần y Từ không dám kiêu ngạo trước mặt anh. Bây giờ Trần Tài anh đã đau đến không nói nên lời, Lý Huỳnh Thái cũng không do dự nữa, nhanh chóng đỡ Trần Tài anh vào. Vừa vào cửa là một tiệm thuốc cổ xưa, xung quanh đặt những ngăn tủ chứa đầy thuốc, lúc này đang có một cô gái khoảng 18 tuổi đang đứng trước tủ kiểm tra thuốc ở bên trong. Đứng bên cạnh cô gái kia, không ngờ lại là lớp trường của hứa Bích Hoài, Triệu Tam Linh. Chị đẹp à, làm phiên cô châm trước cho một chút, tôi thật sự rất cần thần y từ kê toa, xin cô đi thông báo giúp tôi đi, Triệu Tam Linh cầu xin nhìn cô gái. Năm nay sư phụ của tôi đã xem bệnh cho người khác ba lần rồi, sẽ không khám nữa, anh có năn nỉ thế nào cũng vậy thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, cô gái lạnh lùng nói. Triệu Tam Linh thấy vậy, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đang định xoay người đi ra ngoài. Ngay đúng lúc này, anh lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi vào, lập tức sướng sờ. Lâm Thanh Diện, sao anh lại ở chỗ này? Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. Tôi tìm từ tài khám bệnh, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt đáp. Triệu Tam Linh lập tức cười nhạo, nói chỉ dựa vào anh. Còn muốn tìm thần y từ khám bệnh, tôi khuyên anh nên tỉnh lại đi. Năm nay thần y từ đã khám đủ bệnh nhân rồi, anh đã đi uống công bởi vì cô gái không giúp anh ta đi năn nỉ từ tài triệu tam linh cũng có chút khó chịu bây giờ lại thấy lâm thanh diện cũng đến lập tức có chút hả hê lâm thanh diện cũng không để ý đến anh mà là trực tiếp đi đến trước mặt cô gái kia lần trước khi anh đến đây cũng không có gặp cô gái này xin chào tôi tìm từ tài làm ơn thông báo giúp tôi lâm thanh diện nói cô gái kia xoay người liếc nhìn lâm thanh diện mặt mày kiêu ngạo nói anh bị điếc hả không nghe thấy lời người kia mới nói sao. Năm nay sư phụ của tôi sẽ không khám bệnh cho người khác nữa, hơn nữa anh còn dám gọi thẳng tên của sư phụ tôi, chỉ riêng thái độ này của anh thôi, sư phụ của tôi chịu khám bệnh cho anh mới là lạ đó. Triệu Tam Linh thấy cô gái kia hung dữ mảng trời Lâm Thanh Diện, trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn, nói, Lâm Thanh Diện, đừng phí công nữa, tôi muốn tìm thân y từ khám bệnh còn mời không nổi, nói gì đến anh. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Triệu Tam Linh, lạnh lùng nói, bệnh của anh không cần từ tài tới khám, bị thận hư thôi mà, quay về ăn lục vị địa hoàng hoàn là được. Triệu Tam Linh nghe Lâm Thanh Diện dám nói anh bị thận hư thì lập tức xù lông, hô lớn, con mẹ nó anh ăn nói bậy bạ gì đó hả, anh tưởng anh là thân y, liếc mắt nhìn một cái là biết ngay tôi bị bệnh gì hả. Cô gái kia cũng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, quay sang nói với Triệu Tam Linh, anh ấy nói không sai, anh đúng là bị thận hư, nhìn mặt mày của anh là đoán ra được ngay lần này triệu tam linh bị nghẹn hỏng không nói ra được chữ nào nữa cô gái này là đệ tử của từ tài lời nói vẫn có mức độ đáng tin nhất định triệu tam linh mặt mày oán hận trợn mắt nhìn lâm thanh diện hận không thể lột da của lâm thanh diện ra lý huỳnh thái và trần tài anh đều nhịn không được bật cười trần tài anh vốn đang rất đau nhìn thấy cảnh này ngược lại cũng giảm đau được một chút anh bớt ở đây đắc chí đi cho dù thế nào thì anh cũng không thể gặp được thần y từ triệu tam linh nghiến răng nghiến lợi nói anh vốn định đi rồi nhưng mà nhìn thấy lâm thanh diện đến nơi này thì quyết định ở chỗ này nhìn cảnh lâm thanh diện chịu thiệt lâm thanh diện không quan tâm triệu tam linh nữa đi đến trước mặt cô gái kia nói với sư phụ của cô là lâm thanh diện đến tìm ông ấy lâm thanh diện mở miệng nói lâm thanh diện cô gái bĩu môi tôi chỉ biết ở hông thành có một tên vô dụng tên là lâm thanh diện sư phụ tôi có thân phận cao quý như thế sao có thể gặp một tên vô dụng như vậy được các người nhanh chóng đi đi triệu tam linh cười ha ha nói anh ta chính là tên vô dụng mà cô nói đó tôi cười chết mất lúc trước đi ăn cơm cùng nhau lâm thanh diện nói triệu tam linh yq thấp không có đầu óc triệu tam linh cũng đã coi lâm thanh diện là kẻ thù cho nên cũng không tính nể nang gì cái gì cô gái kia kinh ngạc hô to anh chính là tên vô dụng lâm thanh diện kia sao Thật là, sao chỗ chúng tôi ngày nào cũng có loại người như anh đến hết vậy? Nói cho anh biết, sư phụ của tôi cho dù có gặp người nào thì cũng sẽ không gặp anh, anh đi nhanh đi, chỗ chúng tôi không chào đón anh, cô gái ngừng đầu, không hề sợ lâm thanh diện, đặc biệt là sau khi biết được anh chính là tên vô dụng nổi tiếng khắp Hồng Thành. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều vô cùng xấu hổ, lúc đầu Lâm Thanh Diện còn chắc chắn từ tài sẽ chữa bệnh cho Trần Tài Anh, kết quả bây giờ ngay cả cửa ải do đệ tử người ta chấn giữ cũng không qua được anh diện hay là chúng ta đi bệnh viện gần đây xem thử đi lý huỳnh thái cẩn thận hỏi lâm thanh diện lập tức trừng mắt nhìn anh sau đó quay sang nói với cô gái nếu cô không chịu đi thông báo thì tôi tự mình đi vào vậy nói xong lâm thanh diện lập tức bước thẳng vào trong cô gái thấy thế lập tức vươn tay túm chặt lâm thanh diện lại sốt ruột nói sao anh lại không biết xấu hổ đến vậy chứ hả tôi đã nói là sư phụ tôi không gặp anh, hơn nữa chỉ dựa vào thái độ này của anh, sư phụ của tôi chắc chắn sẽ không chữa bệnh cho anh đâu. Bây giờ cô gái cũng đã rất tức giận, nghĩ thâm một tên vô dụng vậy mà cũng dám xông vào cửa, đúng là không chịu đặt danh hiệu thần y vào trong mắt mà. Triệu Tam Linh cũng cười mỉa mai, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn đắc tội với cô gái này rồi, cho dù như thế nào, từ tài đều sẽ không chữa bệnh cho Lâm Thanh Diện. Đúng là không có đầu óc mà, cô gái này chính là đệ tử của từ tài đắc tội với cô mà còn muốn từ tài ra tay chữa bệnh giúp đúng là nằm mơi triệu tam linh lạnh lùng nói ngay lúc hai người đang lôi kéo bên trong phòng truyền đến tiếng ho nhẹ tú chuyện gì thế sao lại ôn vậy hai mắt cô gái lập tức sáng lên cô biết từ tài tính tình không tốt nếu để từ tài phát hiện có người muốn xông vào nhất định sẽ mang lâm thanh diện té tát hơn nữa lâm thanh diện còn là tên vô dụng nổi tiếng khắp hồng thành từ tài chắc chắn sẽ không khách khí với anh. Sư phụ, thầy mau ra đây đi, có một người không biết xấu hổ muốn xông vào thầy, còn cản không được cô gái kêu. Sau đó cô mới quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, đắc y nói, hừ, chờ lát nữa sư phụ ra, thấy thái độ của anh chắc chắn sẽ rất tức giận, cả đời này cũng đừng mơ sư phụ sẽ khám bệnh cho anh. Một lát sau, một ông lão đầu tóc hoa dâm bước ra khỏi phòng. Cô gái nhanh chóng chạy đến phía sau ông lão, duỗi tay chỉ lâm thanh diện, nổi giận đùng đùng nói, sư phụ, chính là người này, không chỉ dám gọi thẳng tên của sư phụ, hơn nữa còn muốn xông vào tìm sư phụ, sư phụ mau mắng anh ta đi, cho anh ta biết thân y như sư phụ không phải gọi chơi cho vui. Không sai, tôi có thể làm chứng, tên này lúc nãy gọi thẳng tên của ông, đúng là không biết lớn nhỏ, không xem thần y như ông vào mắt mà triệu tam linh thêm mắm dặm mũi. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều có hơi tuyệt vọng, nghĩ thâm lâm thanh diện vừa mới đến đã làm cho quan hệ trở nên căng thẳng thế này, cho dù muốn năn nỉ người ta khám bệnh cho mình chỉ sợ là không được nữa. Từ tài nhìn lướt qua chỗ lâm thanh diện, vẻ mặt không có vẻ tức giận nhưng vẫn rất uy nghiêm. Ngay lúc mọi người cho rằng từ tài sắp sửa mắng lâm thanh diện, từ tài đột nhiên bước lên hai bước, hai tay run rẩy nắm lấy tay lâm thanh diện, kích động nói, lâm thanh diện, thằng nhóc cậu cuối cùng cũng biết đến đây thăm tôi à, tôi nhớ cậu muốn chết luôn rồi chương 50, cánh tay này lại là của tôi rồi. Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ rằng thần y nổi tiếng khắp nơi sẽ nói những lời này với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức thấy hơi xấu hổ, hò khan rồi nhỏ giọng nói, chú ý hình tượng của ông đi. Lúc này từ tài mới buông tay Lâm Thanh Diện ra, mặt mày vui vẻ nhìn chầm chầm anh. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn từ tài và Lâm Thanh Diện, Bây giờ mới hiểu ra vì sao Lâm Thanh Diện nói từ tài chắc chắn sẽ khám bệnh cho chân tài anh rồi. Triệu Tam Linh cũng mặt mày ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì sao thần y Từ lại có thái độ tốt với một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện vậy chứ? Không lẽ là do tâm trạng của thần y Từ đang vui, cho nên đối xử với ai cũng như thế? Cô gái bị gọi là tú càng thêm kinh ngạc, lần đầu tiên cô nhìn thấy sư phụ nhiệt tình với người khác như vậy đó sư phụ người này chính là người đã gọi thẳng tên của thầy đó hơn nữa còn định xông vào sao thầy lại khách sáo với anh ta như vậy từ tài trừng mắt nhìn tú nói tú không được mất lịch sự lâm thanh diện là khách quý của thầy tú càng thêm kinh ngạc đúng là giống như vừa nghe câu chuyện cười gì vậy nhưng mà anh ta chính là tên vô dụng nổi tiếng khắp hồng thành đó tú vẫn không phục im ngay từ tài quát tú tú mặt mày ấm ức nhưng mà không dám nói gì. Từ tài quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, gương mặt lại vui tươi trở lại, hỏi, thằng nhóc cậu không có việc thì sẽ không đến nơi này, tìm tôi là vì muốn tôi giúp cậu đúng không? Lâm Thanh Diện cũng không hề giấu giếm gật đầu, bạn của tôi bị thương, muốn nhờ ông chữa giúp. Nói xong Lâm Thanh Diện chỉ vào cánh tay chân tài anh. Từ tài nhìn thoáng qua cánh tay chân tài anh, mắt sáng lên, sau đó chạy nhanh qua đó nhìn một lúc nói, cánh tay này có chút thú vị đó, tôi thích như thế này. Cơ mặt Trần Tài Anh co giật, nghĩ thâm thân y đúng là không giống với người thường, lời nói ra có thể làm cho người ta nổi hết cả da gà. Sao nào, có chữa được không? Lâm Thanh Diện hỏi. Có thể chữa được, có thể chữa được, đưa cậu ta vào trong phòng đi, từ tài cười nói. Triệu Tam Linh thấy vậy, cũng lập tức tiến lên mở miệng hỏi, thần y tư, tôi cũng muốn ông khám bệnh giúp tôi. Từ tài nhìn anh rồi nói, xin lỗi, ba cơ hội trong năm nay đã dùng xong rồi. Nhưng mà không phải ông còn chữa bệnh cho bọn họ sao? Triệu Tam Linh cực kỳ khó chịu nói. Tôi là họ hàng của thần y từ, anh có phải không? Lâm Thanh Diện không muốn để Triệu Tam Linh lãng phí thời gian, mở miệng nói. Không sai, chúng tôi là họ hàng, từ tài cũng nói. Triệu Tam Linh nghiến răng nghiến lời, nghĩ thâm sao một tên vô dụng như anh ta lại gặp may đến vậy, còn có thể làm họ hàng với từ tài, ông trời đúng là mù rồi. Anh ta không định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, chờ lát nữa đến bệnh viện gần đây khám thử. Ngay lúc này từ tài đột nhiên mở miệng nói, nhóc con, thật ra cậu không cần lo lắng, tôi vừa nhìn lướt qua mặt mày của cậu, cậu chỉ bị thận hư mà thôi, về nhà uống lục vị địa hoàng hoàn là được. Cơ thể triệu tam linh lập tức như bị sét đánh trúng, cứng đờ đứng đó mãi lâu sau mới tỉnh táo lại được nếu như lúc nãy Lâm Thanh Diện nói anh còn không tin, vậy từ tài nói, anh lại không thể không tin. Từ tài chính là thân y được mọi người thừa nhận, chắc chắn sẽ không tùy tiện lừa người khác. Anh lập tức cảm thấy mặt mình có chút lúng túng, nuốt nước bọt rồi nói, biết. Đã biết thần y từ, sau khi về tôi sẽ lập tức mua lục vị địa hoàng hoàn. Nói xong anh ta nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nếu còn ở lại sau này sợ là không còn mặt mũi gặp người nữa chờ Triệu Tam Linh đi rồi, Lâm Thanh Diện lập tức dẫn Trần Tài Anh vào trong phòng, để từ tài chữa trị. Tú mặt mày khó chịu nhìn chầm chầm Lâm Thanh Diện, hận không thể nuốt anh luôn, nhưng mà bởi vì từ tài nên không dám nói cái gì. Cánh tay này của tôi, mấy cậu qua đó đợi đi, tôi sẽ làm xong nhanh thôi, sau đó để cậu ta nghỉ ngơi vài ngày thì không có gì đáng lo nữa, từ tài nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, túm Lý Huỳnh Thái đi chỗ khác, để từ tài tập trung chữa bệnh cho Trần Tài Anh. Trần Tài anh thấp thỏm, lúc nãy Từ Tài nói cánh tay này là của ông ấy, làm cho cơ thể của anh hơi run lên. "Thần, thần y, ông nhẹ tay một chút, tôi còn cần cánh tay này, ông đừng có tháo nó xuống đó." Trần Tài anh nói. "Yên tâm, tôi là người như thế sao, chỉ khi nào chữa không hết tôi mới tháo nó xuống thôi." Từ Tài cười nói. Ông vừa nói thế, Trần Tài anh càng thêm không yên tâm, rất muốn đứng dậy bỏ trốn lâm thanh diện và lý huỳnh thái đi đến phòng bên cạnh đều tò mò nhìn xem xung quanh căn phòng này của từ tài có bảy các bộ phận trên cơ thể đã được chế tạo thành tiêu bản lý huỳnh thái còn phát hiện có một bộ xương người nằm trong một góc anh chạy đến nhìn xem phát hiện đó là hàng thật chứ không phải mô hình anh lập tức nổi ra gà nghĩ thầm đừng nói những bộ phận kia cũng được lấy từ trên cơ thể người xuống đó nha vậy trần tài anh không phải là anh quay đầu qua nhìn trần tài anh sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Trần Tài Anh rồi, nhịn không được có chút đồng tình với anh ta. Một mình Tú ngồi ở cạnh bàn cách đó không xa, trên bàn có đặt một bộ cờ, Tú thở ơ đặt cờ lên trên. Mặt cô đầy u oán nhìn chầm chầm Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt thỉnh thoảng bắn ra vài tia sát khí. Lâm Thanh Diện buồn cười liếc mắt nhìn Tú, sau đó đi đến trước bàn cờ hỏi cô biết chơi cờ à? Tú lập tức đắc y đáp, đâu chỉ biết, sư phụ của tôi tuy là thần y, nhưng cũng có nghiên cứu rất sâu đối với bộ môn cờ vây này. Tôi đã được học tập hết tài nghệ của ông ấy, mấy nhà phê bình cờ vây chưa chắc có thể đánh thắng được tôi. Lâm Thanh Diện lập tức bật cười, nếu anh nhớ không Lâm, cách chơi cờ vây của từ tài là do lúc trước anh rãnh rỗi dậy cho ông ta. Anh cười cái gì, không lẽ anh không tin lời tôi? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám đánh cờ với tôi, tôi dám chắc rằng chưa được 10 phút anh sẽ chịu thua. Tú tức giận nói, anh Diện, anh còn biết chơi cờ vây nữa sao? Từ trước đến giờ tôi chưa nghe nói đó, Lý Huỳnh Thái ở một bên nói. Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm, Lâm Thanh Diện quay đầu nói với Lý Huỳnh Thái. Tu bĩu môi, nói, ra vẻ thần bí, cho dù anh có biết chỉ sợ cũng chỉ là trình độ nghiệp sư, thôi bỏ đi, không chơi với anh đâu, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nữa. Lâm Thanh Diện trực tiếp môi xuống phía bên kia bàn, dọn bàn cờ ra, nói, dù sao cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, chơi một ván cũng có thể đỡ buôn. Chật, anh chỉ có nước bị thua tơi tả thôi, Tú khinh thường nói. Nếu không thì như thế này đi, tôi chơi với cô một ván, thêm chút tiền cược vào, thế nào? Tiền cược gì, Tú chừng mắt hỏi. Nếu cô thua tôi thì phải nhận tôi là sư tổ, sau này cô nhất định phải nghe theo lệnh của tôi, thế nào? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 50.